truyện thể loại đô thị lộng chiều mang nội dung vô cùng ấn tượng và lôi cuốn. Bộ truyện được chia thành 20 quyển, qua mỗi quyển là mỗi giai đoạn khác nhau trong một quá trình dài tiến thân của Triệu Quốc Đống. Nội dung nói về nhân vật Triệu Quốc Đống, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Khát khao cháy bỏng của anh là làm cảnh sát, sau này cuối cùng anh cũng đỗ vào học viện cảnh sát nổi tiếng. Anh học đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác và từng bước đi sâu vào hệ thống chính trị ở địa phương. Tạo hóa trêu người, người thường bước trên phi phàm đường, tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị, lớn ẩn ẩn vu hướng, thả xem Triệu Quốc Đống như thế nào sáng tạo huy hoàng. Liệu với khát khao cháy bỏng trở thành cảnh sát của Triệu Quốc Đống, anh ta sẽ thực hiện khát khao này đến cùng chứ? Sẽ có chuyện gì xảy đến với Triệu Quốc Đống khi anh ta quyết dấn thân sâu vào hệ thống chính trị địa phương? Mời các bạn đón nghe chuyện thể loại đô thị lộng chiều để khám phá câu chuyện thú vị này nhé! Lộng chiều, Triệu Quốc Đống. Tập 1, Quyển 1, Chương 1, Phân công. Triệu Quốc Đống mệt mỏi xách ba lô đi trên đường, bên trong có mấy đồ dùng cá nhân và vài quyển sách đã theo hắn từ trường học về. Trong đội cảnh sát hình sự luôn luôn bận rộn, Triệu Quốc Đống như một chiếc máy đã dùng hết dây cót nên không có thời gian đọc sách. Hắn nghĩ có lẽ bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ có thời gian đọc sách. Trời rất nắng làm hắn đổ mồ hôi, Triệu Quốc Đống cởi áo sơ mi khoác lên vai rồi cắm đầu mà đi. Hắn đi chính là xe chạy đến huyện bên và không đi ngang qua thị trấn Giang Miếu, từ đường này đi đến đồn công an còn có vài km nữa. Vài cây vốn không là gì đối với Triệu Quốc Đống, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng mà đi. Người và xe của đội Nhưng Ong vỡ tổ đi đến xã Đông Đình. Nghe nói trên núi Mã Đầu xã Đông Đình phát hiện một xác chết, đồn công an địa phương khám sơ bộ thấy có thể là vụ án giết người. Một khi là án giết người thì đội cảnh sát hình sự phải lập tức tham gia. Thời buổi này một khi có án mạng thì lãnh đạo bên trên không hỏi độ khó, chỉ hỏi xem bao giờ anh phá án, cũng không cần biết vụ án có điều kiện gì. Một đám người đội cảnh sát hình sự bận gần chết trong cả tháng, nếu không có đầu mối gì, không nói ra được vóc dáng của hung thủ thì cứ chờ lãnh đạo mắng đi. Chẳng qua điều này không có quan hệ gì với hắn, nghĩ vậy Triệu Quốc Đống lại có chút đắc ý, chẳng qua chút đắc ý này lập tức tan biến. Hắn lập tức nghĩ đến việc buồn bực của mình. Đội cảnh sát hình sự tên quá vang dội và oai phong. Cảnh sát hình sự, thân phận này đi ra thì ai chẳng phải nhã nhặn một chút. Mặc dù rất mệt nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng công an huyện thì đều có thể ưỡn ngực cao hơn người khác. Dù là cán bộ các cơ quan hành chính hay đám lưu manh ai mà dám coi thường. Không nói quá, ngay cả cô gái đi ngang qua trước mặt thì với thân phận đội viên đội cảnh sát hình sự thì cũng thêm vài điểm. Chẳng qua tất cả đối với hắn đã là quá khứ. Ba người cùng học ở trường cảnh sát được chia đến đội cảnh sát hình sự. Lần này huyện Giang Khẩu liền có thêm ba sinh viên tốt nghiệp từ trường tỉnh chuyển tới, thật hiếm có. Các năm trước thì phải 1-2 năm mới có một sinh viên mới tốt nghiệp đến phòng công an huyện Giang Khẩu, không ít người ở lại các phân cục hoặc là cục công an thành phố. Năm nay chính sách phân phối lại nghiêng về cơ sở. Ba người cùng về huyện Giang Khẩu vào đội cảnh sát hình sự thì trong lòng khá buồn bực. Nhưng ở đội cảnh sát hình sự thì cũng coi như là an ủi, dù sao cũng là đội ngũ mũi nhọn có thể học cách phá án. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có mình Triệu Quốc Đống bị đá khỏi đội, thoáng cái bị điều xuống đồn công an, lại là đồn công an Giang Miếu cách huyện hơn 40 km, đây đúng là làm người ta rất buồn bực. Trời càng lúc càng nắng làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy cổ mình như bị lửa thiêu vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn đằng trước, bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa nên chẳng có mấy người đi lại. Xung quanh là ruộng đồng mênh mông, muốn tìm chỗ tránh nắng cũng không có. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm nghĩ đến cuộc sống làm cảnh sát hình sự gần năm, dù mệt như thế nào cũng có một nhóm lớn người cười cười, nói nói. Vất vả cũng tốt, nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình đúng là khó chịu. Sớm biết như vậy thì nên đi sớm, ai biết trong đội lại được báo một vụ án mạng nên chỉ còn hai nữ đồng nghiệp ở trong đội. Đồng mạn còn đèo hắn bằng xe đạp ra bến xe, không ngờ lại gặp được xe đi đến huyện bên. Giá vé thì giảm được 5 tệ nhưng lại thả hắn ở đoạn đường cách thị trấn Giang Miếu hơn 2 km. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút, nhớ đến sáng nay mình ngồi sau xe đạp mà khẽ ôm em đồng mạn, hắn có cảm giác khá lạ. Sau khi cùng bạn gái đường cần làm chuyện kia, Triệu Quốc Đống phát hiện lửa dục hơn 20 năm bị trôi vùi của mình đã được khơi lên. Eo đồng mạn rất mềm mại làm cho hắn hơi động lòng, thiếu chút nữa coi đồng mạn là đường cần, tay không nhịn được muốn đưa lên cao hơn. Đồng mạn là một trong ba người từ trường cảnh sát tỉnh điều đến Giang Khẩu,
chẳng qua cô không học cùng lớp hắn. Cô khá ngoan ngoãn, mặt tròn như búp bê Nga, đôi mắt tròn, lông mi dài, mỗi khi nháy mắt là hấp dẫn người ta. Nghe nói tên Hoàng Hóa Thành kia có ý với Đồng Mạn nhưng hai người không có tiến bộ gì. Tiếng chuông xe đạp vang lên, một chiếc lướt qua bên cạnh Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu lên mà cứ cắm đầu đi. Chỉ cần đi đến đoạn đường vòng kia là thấy được thị trấn Giang Miếu, hắn suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đi báo danh với đồn. Ra vẻ bị mắng đến đó, hay là ra vẻ tùy tiện không sao hết. Mình không hề bị phê bình hay xử phạt gì cả, nhưng mọi người đều biết từ đội cảnh sát hình sự điều tới đồn công an, nhất là đồn công an của xã, thị trấn thì đó tương đương với xử phạt, có ý bị trục xuất. Cà lớn. Đằng trước đột nhiên có tiếng gọi làm Triệu Quốc Đống bừng tỉnh. Cà lớn. Hắn ngẩn ra, đã nhiều năm không ai gọi biệt hiệu này của hắn. Biệt hiệu này là do cách gọi của đám bạn hồi cấp 2 đặt cho hắn. Lúc ấy mấy thằng con trai ở trong nhà vệ sinh cởi quần xem ai có thể ra xa hơn, hắn mặc dù không đoạt giải nhất nhưng thằng nhỏ lại xếp đầu trong đám bạn, cái tên cà lớn liền xuất phát từ đó. Chẳng qua biệt hiệu này đám bạn chỉ gọi lén lút, Triệu Quốc Đống vẫn thấy tức giận vì biệt hiệu này, ai dám trực tiếp gọi thì sẽ ăn đòn ngay. Chẳng qua sau khi vào trường cảnh sát và có quan hệ nam nữ, Triệu Quốc Đống không còn phản cảm với danh hiệu này nữa. Chẳng qua bây giờ lại không ai gọi hắn như vậy. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên nhìn xe đạp đứng trước mặt, trên xe là một thằng thanh niên mặt mày có nhiều mụn, một chân chống đất, một chân để trên bàn đạp đứng đó vui mừng nhìn hắn. Quốc Đống, là ông sao? Đối phương có lẽ không dám chắc nên lớn tiếng nói hỏi một câu. Trời rất chói mắt chẳng qua Triệu Quốc Đống giơ tay lên che mắt và thấy đối phương không thay đổi nhiều, trông vẫn bị ổi như trước. Chẳng qua đã cao hơn nhiều, còn cao hơn hắn một chút, đối phương mặc chiếc áo xanh đã thấm mồ hôi vì nóng. Trường Khánh. Triệu Quốc Đống liền vui hơn một chút, gặp bạn học cũ rồi, bao tâm trạng buồn chán đã giảm đi nhiều. Ha ha, ông đi bộ làm gì thế? Tự chịu phạt sao? Không sợ trời nắng à? Xe đạp lập tức chạy tới trước mặt Triệu Quốc Đống. Mùi mồ hôi nồng nặc làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa bịt mũi. Cút mẹ mày đi. Triệu Quốc Đống rất không khách khí đặt mông lên xe và nói. Đi, đến Giang Miếu, ông đây nóng gần chết. Ngô Trường Khánh ra sức đạp xe, 5 phút sau hai người đã vào một quán cơm mà tránh nắng. Một đĩa tai nạn, một đĩa lạc luộc, một bát thịt, một chai lãng xuân, hai thằng bạn học bắt đầu uống. Quốc Đống, ông sao lại về đây? Không phải ông đang ở đồn cảnh sát hình sự huyện sao? Vẫn không thấy ông về nên tôi định lên huyện thăm ông, sao ông lại đi bộ về thế? Ngô Trường Khánh cởi áo ngoài ra lộ cơ thể cường tráng, gắp miếng tai lợn bỏ vào miệng. Khó nói hết. Triệu Quốc Đống học các cao thủ trong chuyện kiếm hiệp mà ra vẻ thần bí, chuyện hắn về Giang Miếu đúng là trong lúc nhất thời không thể nói rõ. Không nói nữa, tóm lại là tôi về làm ở đồn công an Giang Miếu. Hắc hắc. Đi một vòng lớn lại về quê. Triệu Quốc Đống và Ngô Trường Khánh đều là con của nhà máy dệt Ando. Nhà máy dệt Ando không ở quận Ando, thậm chí không ở thị trấn của huyện Giang Khẩu, mà ở thị trấn Giang Miếu cách huyện Giang Khẩu hơn 40 km, cách trụ sở thị trấn hơn 5, 6 km. Đây là một nhà máy có từ cuối những năm 60. Nghe nói mới đầu sản xuất quân phục, nhưng sau đó không biết sao lại chuyển đến khu nông thôn là Giang Miếu cách thị trấn huyện hơn 40 km. Bảo sao công nhân già lại có chút nuối tiếc. Ha ha, ông đúng là Hồ Hán Tam về quê rồi. Các cô em xinh đẹp trong nhà máy sẽ gặp nạn. Mẹ kiếp, ông ví dụ tôi với ai đó. Hồ Hán Tam, ông coi tôi là quốc dân đảng hay cướp. Triệu Quốc Đống không quá để ý. Không mấy khi bạn học tụ tập với nhau. Ngô Trường Khánh là người hào sảng, ngày xưa khi đánh nhau thường lao lên nhanh nhất, danh hiệu là cây gậy. Ông bây giờ đang làm ở xưởng nào trong nhà máy? Xưởng sửa máy. Ngô Trường Khánh uống ngụm rượu vào đến độ đỏ mặt, đám mụn trên mặt càng thêm khó coi. Mẹ kiếp, nhà tôi không có quan hệ, muốn đến xưởng nước nhưng đã bị người chiếm hết rồi. Triệu Quốc Đống thấy Ngô Trường Khánh uống hơi nhanh, nhiều năm không liên lạc gì không biết thằng này uống như thế nào, đừng có mà uống vải đã say đó. Xưởng sửa máy là xưởng phụ trợ của nhà máy, lượng công việc không nhiều nhưng tiền cũng không cao, không có thu ngoài. Không giống bên xưởng nước là ngành chính của nhà máy. Từ từ sẽ tới mà, không nên gấp quá. Quyển 1, chương 2, bạn học. Từ hồi cấp 3 lên huyện học, hắn không quan tâm nhiều chuyện ở nhà máy. Sau đó vào trường cảnh sát rồi phân đến đội cảnh sát hình sự thì càng không để ý việc trong nhà máy.
Mỗi lần về nhà hắn cũng chỉ ở nhà một ngày, ăn bữa cơm rồi lập tức về huyện. Người mới công tác thì lãnh đạo luôn chú ý. Một tháng may ra được về nhà một lần. Ông không cần an ủi tôi, nhà tôi thế nào thì ông biết đó. Bố tôi thì chẳng làm được gì, bảo ông ấy tìm lãnh đạo thì không có cửa. Mẹ tôi lại ở nhà, trong nhà máy có thể cho tôi vào làm việc đã là chiếu cố rồi. Em trai tôi sắp tốt nghiệp cấp 3, còn cả đứa em gái nữa không biết làm gì bây giờ. Ngô Trường Khánh thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống cũng có chút bất đắc dĩ. Trình độ học của con cái công nhân nhà máy vốn là như vậy. Ở đây có trình độ thấp hơn trường cấp 3 Giang Miếu nhiều, càng đừng nói là trường của huyện Giang Khẩu. Hơn nữa học hành không nghiêm túc thì gần như không thể thi đậu đại học. Hắn khi học cấp 2 cũng đứng thứ nhất, thứ hai của lớp nhưng may mới thi vào được trường cấp 3 của huyện. Trong cả khóa lớp 9 năm đó thì chỉ có mình hắn đỗ trường huyện. Vừa đến huyện học thì biết chênh lệch của mình ngay. Chất lượng dạy là khác hẳn, Diệu Quốc Đống cố gắng nhưng toàn xếp ở mấy vị trí cuối. Đến năm lớp 12 thì mới chạy được đến mức trung bình, cuối cùng thi được vào trường trung cấp cảnh sát, nhưng như vậy cũng làm cho cả nhà máy giật mình. Nói cách khác nếu như đám trẻ chỉ học ở xã thì may ra lấy được bằng cấp 3, sau đó được bố trí vào nhà máy làm. Muốn để bọn họ thi vào trung cấp hoặc đại học thì đúng là khó hơn mổ trâu. Cũng may hai năm nay kinh tế của nhà máy tốt hơn, vấn đề việc làm của con cái nhà máy không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu muốn vào phòng, xưởng có tiền lương cao thì không dễ. Ví dụ như xưởng của Ngô Trường Khánh là xưởng bình thường, tuy không quá mệt nhưng lại bẩn, thu nhập không cao. Trường Khánh có công việc thì cứ làm, không chừng có khi lãnh đạo coi trọng và điều chỉnh công tác. Triệu Quốc Đống đầy rõ ràng là an ủi bạn và cả mình. Cũng chỉ có như vậy thôi, mấy năm nay nhà máy nhận không ít người, tuy nữ công nhân là chính nhưng cũng có nam công nhân. Tôi thấy năm nay sợ không nhận người nữa, em tôi năm nay tốt nghiệp mà không xin được việc thì cho nó đến đồn công an Giang Miếu làm dự bị được không? Ngô Trường Khánh suy nghĩ một chút rồi nói. Làm dự bị ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trường Khánh, ông sao lại muốn em ông làm việc này? Hơn nữa dự bị bình thường đều do binh lính xuất ngũ về làm, em ông chưa vào quân đội thì có thể được sao? Triệu Quốc Đống mặc dù chưa đến đồn công an làm việc nhưng công tác ở phòng công an huyện gần năm thì cũng biết dân quân dự bị thường sẽ lấy từ binh lính xuất ngũ. Từng đồn công an đều có một số lượng quân dự bị nhất định. Số lượng dự bị của đồn công an xã, thị trấn còn nhiều hơn. Bọn họ do chính quyền xã thành lập nhưng lại do đồn công an quản lý. Ha ha, cái này không phải là nhờ ông sao? Chẳng lẽ dự bị nhất định phải đều phải vào quân đội mới được ư? Ngô Trường Khánh uống nhiều nên đỏ mắt lên. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ chiều đến đồn công an báo danh nên uống có hai chén, số còn lại đều do Ngô Trường Khánh xử lý. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết có ngoại lệ nhưng phải được lãnh đạo gật đầu. Vì lãnh đạo này ít nhất là trưởng đồn hoặc là bí thư đảng ủy. Nếu không cũng là lãnh đạo của xã, thị trấn. Hắn mới đến thì đâu có quyền lên tiếng. Chẳng qua hắn cũng không tiện nói thẳng. Ừ, đến lúc đó tôi thử xem sao. Triệu Quốc Đống đây là bất đắc dĩ nói như vậy. Người khác có thể vỗ ngực đảm bảo nhưng cuối cùng lại không làm được. Bây giờ Ngô Trường Khánh là bạn học cũ nhưng nuốt lời không giúp có phải về nhà máy sẽ bị coi thường không? Ừ, ông nghĩ tới là được. Ôi cả lớp ta chỉ có mình ông là làm ăn được. Khổng Nguyệt. Phòng Tử Toàn mặc dù đều thi vào trường cấp 3 Giang Miếu nhưng kết quả lại về nhà máy làm việc. Ngô Trường Khánh lấy một điếu thuốc trong túi đưa cho Triệu Quốc Đống. Thấy Ngô Trường Khánh hút thuốc giáp tú rẻ tiền, Triệu Quốc Đống biết đối phương sống không tốt mấy. Thuốc này một tệ 5 bao, người trong phòng công an huyện gần như không hút. Ngoài mấy đồng chí ở nông thôn ra thì thanh niên ít nhất cũng phải hút phỉ thúy, hồng mai, hoặc là trà hoa. Phỉ thúy 3.5 tệ một bao. Hồng mai 3.8 tệ một bao, trà hoa 4 tệ một bao, đây là thuốc bình thường ở phòng công an huyện. Triệu Quốc Đống ném trả lại thuốc rồi nói. Tôi không hút thuốc, chẳng qua tôi có thuốc, hút thuốc của tôi đi. Triệu Quốc Đống mở cặp lấy một bao thuốc Asima và đưa một điếu cho Ngô Trường Khánh. Asima 6.5 tệ một bao, Triệu Quốc Đống hôm nay lần đầu tới đồn công an nên định nhịn đau mua bao Hồng Sơn những nghĩ mình bị điều xuống thì thuốc quá tốt sẽ làm lãnh đạo đồn công an Giang Miếu có ấn tượng không tốt nên đổi sang Asima. Mắt Ngô Trường Khánh sáng lên cầm thuốc hít sâu một hơi. Quốc Đống, năm đó tôi không nghiêm túc học, nhìn ông bây giờ xem. Ôi, Asima, bình thường tôi chỉ dám nhìn ở cửa hàng, một bao này đủ bằng tôi hút cả tuần. Ngô Trường Khánh nói. Trường Khánh, đừng nghĩ công an huyện tốt như vậy. Tôi không hút thuốc,
hôm nay lần đầu đến báo danh nên phải mua thuốc như vậy để tăng tình cảm. Ông cho rằng người trong công an huyện ai cũng có thể hút Asima sao? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười mà giải thích, người này sao nghĩ nhiều như đàn bà vậy? Có lẽ do nhà máy nhiều nữ khiến đám đàn ông đều trở nên như vậy. Ngô Trường Khánh trước đây đâu phải thế. Hừ, đừng nghĩ tôi không biết, ngay cả đám dự bị đồn công an Giang Miếu đều hút hồng mai, còn không phải bỏ tiền mua. Mỗi ngày người của đồn công an đi một vòng là có người tặng bọn họ thuốc hút. Ngô Trường Khánh nói, bọn họ đi đến đâu thì ai không nể mặt, đi dạo trên đường, hai bên tai đều là lời chào lấy lòng. Nếu gặp người quen thì có thể mời uống rượu, cuộc sống không phải quá thích sao? Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đối phương nói là thật, đám đội viên dự bị kém hơn cảnh sát một bậc, đãi ngộ thấp nếu không chiếm được chút lộc lá gì thì ai thèm làm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết đội viên dự bị rất bận, nguy hiểm hơn cảnh sát bình thường. Cảnh sát làm, bọn họ phải làm, cảnh sát không muốn làm thì bọn họ cũng phải làm. Được rồi, không nhắc tới việc này. Ông nói Khổng Nguyệt cũng về nhà máy làm. Tôi biết ngay ông hỏi chuyện này. Ngô Trường Khánh cười cười nói. Khổng Nguyệt không thi đỗ trường cấp 3 Giang Miếu, cô ta lên học bổ túc 2 năm ở huyện rồi về nhà máy, bây giờ đang ở phòng nhân sự. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu, năm đó Khổng Nguyệt là hoa khôi của khóa, Triệu Quốc Đống đúng là có chút suy nghĩ muốn tán tỉnh Khổng Nguyệt nhưng đối phương không hề có ý đó. Sau đó Triệu Quốc Đống lên học cấp 3 ở huyện, Khổng Nguyệt lại không được, 3 năm cấp 3 Triệu Quốc Đống không liên lạc mấy với Khổng Nguyệt. Khi hắn về nhà chỉ chào hỏi mà thôi. Ồ, vậy còn Phòng Tử Toàn? Phòng Tử Toàn quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống vào đội cảnh sát hình sự gần năm không có mấy thời gian ở nhà nên không liên lạc mấy. Triệu Quốc Đống chỉ biết Phòng Tử Toàn vào nhà máy nhưng không rõ làm ở xưởng nào. Ôi, đừng nhắc đến Phòng Tử Toàn làm ở bộ phận nào ông biết không? Ngô Trường Khánh nói, bộ phận nào? Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Xưởng lò. Ngô Trường Khánh nói. Cái gì? Triệu Quốc Đống không tin vào tai mình. Xưởng lò của nhà máy khác với các nhà máy khác, nữ công nhân chia làm 3 ca. Một ca theo giờ hành chính, ca đêm là từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm, ca chung là từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Nhà máy dệt nên công nhân toàn bụi, nhiệt độ cao nên các nữ công nhân sau khi làm xong đều đi tắm. Xưởng lò hoạt động 24/24 để chuẩn bị nước nóng cho công nhân tắm. Đây là công việc rất mệt nên hầu hết đều là để công nhân thuê từ ngoài vào làm. Ngô Trường Khánh nói, bố Phòng Tử Toàn xảy ra chuyện nên bị cách chức, lúc ấy hắn vào nhà máy nên thành kẻ chịu tội. Bố Phòng Tử Toàn xảy ra chuyện gì? Triệu Quốc Đống biết bố Phòng Tử Toàn là đội trưởng đội xe, mấy chục xe đều do ông điều động, quan hệ với lãnh đạo khá thân mà. Uống rượu rồi lái xe làm hai người bị thương, bây giờ đã bị cách chức. Ngô Trường Khánh nói. Nhìn Triệu Quốc Đống có vẻ không tin, Ngô Trường Khánh nói thêm. Bí thư Tạ có quan hệ tốt với Phòng Tử Toàn vừa mới về hưu năm trước. Thì ra là thế, Triệu Quốc Đống thế mới biết được vấn đề. Hắn tốt xấu cũng là cán bộ hội học sinh của trường cấp 3 nên cũng biết chút thủ đoạn. Quyển 1, chương 3, mới đến. Tiễn Ngô Trường Khánh, Triệu Quốc Đống thấy thời gian cũng gần tới giờ làm buổi chiều liền đi thẳng đến đồn công an Giang Miếu. Đồn công an Giang Miếu nằm trên đường chính thị trấn, gần như đối diện trụ sở đảng ủy. Triệu Quốc Đống cầm theo cặp đi qua trụ sở đảng ủy, bên trên có tấm biển đảng ủy huyện Giang Khẩu, trụ sở đảng ủy thị trấn Giang Miếu với những chữ đã loang lổ. Triệu Quốc Đống đi sang trụ sở đồn công an. Triệu Quốc Đống chưa đi vào cửa thì nghe thấy có tiếng động cơ lớn phía trước. Hắn không cần đoán cũng biết là tiếng động cơ xe Motorrad 75. Các đồn công an huyện Giang Khẩu đều có một xe Motorrad. Mấy điểm như đồn công an của huyện thành và chi nhánh phía tây thì có 2 xe. Một xe Motorrad từ trong cửa lao ra, Triệu Quốc Đống chưa kịp nhìn ra là ai thì đối phương đã phanh ngay trước mặt hắn. Ồ, Tiểu Triệu đến à? Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy đó chính là Trung úy Lưu Mãnh, đồn công an Giang Miếu. Lưu ca, em vừa đến đang định vào đồn báo danh. Đối với cảnh sát cùng quê thì Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng. Dù sao hắn cũng về đây vài lần nên mặc dù không quan hệ sâu nhưng vẫn biết. Ừ, đúng là không khéo, trưởng đồn Khâu không ở nhà, chỉ có bí thư Lưu thôi. Vừa nãy sếp Lưu còn nhắc đến chú, vào đi. Lưu Mãnh da đen rất nhiệt tình nhảy xuống xe cầm giúp túi cho Triệu Quốc Đống, sau đó xoay xe chạy vào trong đồn. Vào sân đồn công an, Triệu Quốc Đống thấy Lưu Mãnh lớn tiếng nói. Sếp Lưu, Tiểu Triệu, Triệu Quốc Đống đến.
Triệu Quốc Đống không phải lần đầu cảm nhận có nhiều ánh mắt nhìn mình. Một người đàn ông trung niên trên tầng 2 bụng phệ đi ra khỏi phòng. Đây là bí thư Lưu của đồn công an. Có không ít người ở tầng 1 nhìn ra, mấy người mặc đồng phục cảnh sát nhưng không có sao trên vai đều nhìn hắn. Ngoài ra có một cô gái ở phòng bên cũng thỏ đầu nhìn ra, đây là phòng quản lý hộ tịch. Ồ, tiểu Triệu đến à, chào mừng, chào mừng. Trưởng đồn Khâu không có ở đây, trước khi đi đã bảo tôi tiếp cậu. Mau lên đây. Người đàn ông trung niên kia từ trên lầu đi xuống và cười nói, điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy bớt xa lạ hơn. Đây là bí thư đồn công an Giang Miếu, Liêu Sương Thinh, một người đã công tác ở đồn công an Giang Miếu vài chục năm. Bí thư Liêu, tôi đến báo danh. Từ hôm nay tôi là lính của sếp, có công việc gì thì sếp cứ sai bảo. Triệu Quốc Đống trước đó đã đổi đồng phục cảnh sát, đứng nghiêm chào đầy kính cẩn. Khách khí làm gì chứ? Sau này mọi người cùng chung chiến tuyến, lên phòng họp trên tầng một chút. Liêu Sương Thinh rất nhiệt tình bắt tay Triệu Quốc Đống rồi đi lên. Liêu Sương Thinh có ấn tượng tốt với Triệu Quốc Đống, trước kia mặc dù gặp ở trên huyện nhưng không quen, hôm nay coi như lần đầu giao tiếp. Liêu Mãnh, gọi mọi người lên để gặp mặt, tiện cho công việc sau này. Buổi gặp mặt mặc dù không có trưởng đồn Khâu Nguyên Phong ở đây nhưng Triệu Quốc Đống thoáng cái đã quen hết các đồng nghiệp. Đồn công an Giang Miếu chỉ có 8 cảnh sát, ngoài bí thư Liêu Sương Thinh và Liêu Mãnh, còn có Thiết Bích Cầm phụ trách hậu cần, Lâm Tú Chi quản lý hộ tịch đều là nữ cảnh sát hơn 30 tuổi. Một cảnh sát mấy hôm trước đã điều lên công an huyện, người đàn ông trung niên gầy là La Minh Sơn, còn một người là Hạ Hồng Hải đã xuống xã. Triệu Quốc Đống kết hợp điều mình biết mà cẩn thận quan sát các đồng nghiệp. Đây là thói quen từ hồi còn đi học của hắn. Liêu Sương Thinh là bí thư đảng ủy đồn công an, đương nhiên là xếp thứ hai. Mặc dù nói đảng chỉ huy cảnh sát, quân đội, nhưng trong cơ quan bán quân sự như bên công an thì vẫn do thủ trưởng hành chính phụ trách, trưởng đồn là to nhất. Đại ca là đơn vị thực chiến, công tác nghiệp vụ là quan trọng nhất, chỉ cần đội ngũ không có vấn đề thì cuối năm khi bình bầu đều lấy số liệu nghiệp vụ ra mà nói chuyện. Trưởng đồn Khâu Nguyên Phong mặc dù mới đến đồn công an 2 năm nhưng lại có tiếng nói trên huyện, cũng được đảng ủy Giang Miếu chú trọng. Khâu Nguyên Phong nghe nói được điều từ phòng nông nghiệp đến. Sau khi vào phòng công an huyện mới làm 6-7 năm mà có thể từ một cảnh sát bình thường đề bạt lên thành trưởng đồn Giang Miếu, điều này nói rõ năng lực của y khá mạnh. Còn lại là các cảnh sát bình thường như Triệu Quốc Đống. La Minh Sơn hình như biết tiếng dân tộc, có quan hệ tốt với mọi người. Hạ Hồng Hải xuống xã nên chưa kịp về, lớn hơn hắn vài tuổi, là binh lính xuất ngũ về. Nhà của tên này hình như trên huyện. Về phần hai nữ cảnh sát thì Triệu Quốc Đống không chú ý, bọn họ đã hơn 30, gần 40, chẳng qua Tiết Bích Cầm kia trông cũng khá được. Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Ôi, đội cảnh sát hình sự mới làm cơ sở gần năm mà đã phải rời đi. Vừa nãy nhìn Lưu Mãnh như muốn nói lại thôi. Triệu Quốc Đống biết đối phương định hỏi nguyên nhân sao mình lại bị điều tới đây. Hừ, họa phục song song, Triệu Quốc Đống này chẳng lẽ là kẻ không chịu nổi chút đả kích sao? Trời dần tối, bên dưới vang lên tiếng chơi bóng của đám dự bị. Triệu Quốc Đống cũng biết Giang Miếu cứ chập tối là ít người qua lại, hơn nữa không có mấy chỗ chơi, rạp chiếu phim mở nhưng không ai xem. Ngoài một sàn nhảy và một chỗ ca hát còn có chút người thì các nơi khác đều tắt đèn. Mọi người ở Giang Miếu cũng quen với cuộc sống này. Mùa hè còn đỡ vì có người đi hóng mát, nhưng mùa đông thì tới tầm 9 giờ là ngoài đường không có người. Mọi người nếu không có việc thì đi ngủ hoặc ngồi xem tivi, đánh cờ. So sánh với ở xã thì trong khu tập thể nhà máy dệt náo nhiệt hơn nhiều. Ngoài sàn nhảy thì trong nhà máy cũng có chỗ đọc sách, chỗ chiếu phim, mấy bàn bóng bàn, quán nước. Triệu Quốc Đống nằm mà không được yên. Hắn đứng lên và nhìn ra ngoài. Khâu Nguyên Phong và Hạ Hồng Hải có nhà trên huyện, Lưu Mãnh là người của thị trưởng Ô Hà, mấy cảnh sát khác đều là người địa phương. Ngoài phải trực ban thì cứ hết giờ là mọi người về nhà. Hôm nay Lưu Mãnh trực ban, mọi người định đi nhậu chào mừng Triệu Quốc Đống đến nhưng Khâu Nguyên Phong chưa về nên để ngày mai. Quyển 1, chương 4, được gọi. Một lần nữa nằm xuống giường, Triệu Quốc Đống mãi không thể ngủ mà không ngừng suy nghĩ miên man. Xem ra tình cảm giữa mình và Đường Cẩn đã có vấn đề. Thực tế 3 tháng trước Triệu Quốc Đống đã hiểu được điều này. Phân cục nội thành và đồn công an ở huyện chênh lệch quá lớn, dù tình cảm hai người tốt đến đâu thì cũng sẽ mất dần theo khoảng cách về không gian và thời gian. Hắn dù cố gắng bù đắp nhưng cũng đâu có tác dụng gì mấy. Vốn nghĩ mình và cô ấy sau khi tốt nghiệp sẽ cùng bên nhau, vậy mà hai bên lại chia ly.
hắn cũng đã chuẩn bị về tư tưởng nhưng thấy một tên thanh niên khác không ngừng tán tỉnh Đường Cẩn, Đường Cẩn cũng cười tươi vui mừng, hắn thấy trái tim mình như bị dao cắt. Đường Cẩn là bạn học cùng trường với Triệu Quốc Đống, là một trong những cô gái đẹp nhất khóa. Triệu Quốc Đống ngay khi vào trường đã bị cô hấp dẫn. Đường Cẩn có dáng người xinh xắn, da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn kết hợp với bộ đồ cảnh sát khiến Triệu Quốc Đống không hề do dự đã quyết tâm phải tán được cô. Triệu Quốc Đống biết điều kiện của hắn không tốt, hắn xuất thân gia đình công nhân bình thường, nói về chỗ dựa thì họ hàng trong nhà hầu hết đều ở quê hoặc dân bình thường trong thành phố, nói về tài năng thì hắn có thể đỗ vào trường cảnh sát đã là vượt quá mong đợi. Mặc dù cũng đẹp trai, cao lớn nhưng thời buổi này có ai để ý đến cái đó. Huống hồ người như hắn trong trường cảnh sát đầy ra đó, nhưng Triệu Quốc Đống lại dựa vào mặt dày mà đánh bại nhiều đối thủ và thành bạn trai của Đường Cẩn. Điều này làm không ít người trong trường khó chịu, cho rằng hoa nhài cắm bãi phân trâu. Chẳng qua cuộc sống ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, khi tốt nghiệp phân công công việc khiến Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn cảm thấy rõ sự chênh lệch. Huyện Giang Khẩu cách quận An Đô, quận chính của thành phố hơn 40 km. Mà Đường Cẩn lại được phân về phòng quản lý hộ tịch phân cục Thiên An của quận khiến cho khoảng cách 40 km khiến tình cảm hai người xa không ít. Mặc dù Triệu Quốc Đống cứ rảnh là đến thăm Đường Cẩn rảnh cũng sẽ đến nhưng bên đội cảnh sát hình sự vốn nhiều việc, Đường Cẩn đến mà không gặp được hắn. Hơn nữa thông tin liên lạc khó khăn nên dù là Đường Cẩn hay Triệu Quốc Đống đều hiểu tình cảm của hai người sớm muộn sẽ có vấn đề. Chẳng qua chuyện này cả hai đều không thể thay đổi. Triệu Quốc Đống gối đầu lên tay và nhìn trần nhà loang lổ, hắn rất buồn bực. Đường Cẩn rất xinh và dễ gần thì đi đến đâu cũng không thiếu người theo đuổi. Phân cục Thiên An phụ trách chính là khu vực trung tâm quận, điều kiện kinh tế rất tốt, so sánh với phòng công an huyện Giang Khẩu thì tốt hơn nhiều. Nhất định có không ít nam thanh niên theo đuổi Đường Cẩn. Mặc dù bây giờ Đường Cẩn có thể vẫn yêu hắn, nhưng lâu thì sao? Biện pháp duy nhất đó là Triệu Quốc Đống đến công tác ở công an thành phố hoặc là phân cục ở quận, nhưng việc này có thể dễ thực hiện sao? Nghĩ đến việc hắn không thể đứng được trong đội cảnh sát hình sự huyện Giang Khẩu, phải đến Giang Miếu, Triệu Quốc Đống đúng là đau đầu. Khoảng cách với Đường Cẩn càng lúc càng xa, khoảng cách trái tim cũng càng lúc càng xa. Triệu Quốc Đống vốn rất tự tin vào mình, hắn biết nếu không nhanh thay đổi tình hình thì chỉ sợ Đường Cẩn sẽ thật sự rời xa hắn. Tiểu Triệu, đến văn phòng tôi một chút. Triệu Quốc Đống chưa kịp xuống lầu thì nghe thấy trưởng đồn Khâu Nguyên Phong gọi lên. Ngồi đi, Tiểu Triệu, cậu đến Giang Miếu thì tôi cũng biết. Đội trưởng Lưu là bạn thân của tôi, cậu lần này có thể giúp anh ta là rất tốt. Cậu cũng quen với Giang Miếu, nghe nói nhà cậu ở nhà máy dệt đúng là quá tốt, gần nhà cũng tiện hơn mà. Cậu từ đội cảnh sát hình sự đi ra thì phải cố gắng thể hiện, tôi coi trọng cậu. Khâu Nguyên Phong khá béo nên ngồi trên ghế mà không hết được người. Khâu Nguyên Phong là người chưa đầy 40 tuổi nhưng trông khá ục ịch, chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến trình độ của y, ít nhất là khả năng nói chuyện. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, chuyện hắn chịu trách nhiệm giúp cho đội trưởng Lưu thì chỉ có hai người là hắn và đội trưởng Lưu biết, người trong công an huyện nghĩ hắn xảy ra chuyện, sao Khâu Nguyên Phong lại biết? Chẳng lẽ đội trưởng Lưu nói cho y và đội trưởng Lưu có quan hệ tốt như vậy sao? Chẳng qua đối phương không nói rõ thì Triệu Quốc Đống cũng không hỏi nhiều. Sếp Khâu yên tâm, ngài phân công ra sao thì tôi đảm bảo sẽ làm tốt công việc, điểm này sếp có thể yên tâm. Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốt, vừa nãy trong hội nghị đã có phân công, cậu phụ trách hai xã Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng. Bí thư Lưu đã lớn tuổi nên sức khỏe không như trước, vì thế phải giao việc này cho cậu. Khâu Nguyên Phong uống miếng nước rồi nói tiếp. Tình hình an ninh trật tự của hai xã này hơn năm nay không tốt mấy. Đám nhân viên trị an của hai xã đều làm không tốt, đảng ủy và chính quyền đều có ý kiến. Công tác không làm tốt khiến dân chúng cũng có ý kiến. Cậu phải mau chóng quen thuộc tình hình. Phải nhớ cậu một mình làm việc thì nhất định không thành công, nhất định phải dựa vào đảng ủy, chính quyền địa phương, làm ra thành tích. Triệu Quốc Đống vừa gật đầu vừa ghi vào sổ rồi nói. Rõ, chiều tôi sẽ đến Đại Quan Khẩu trước. Không cần gấp như vậy, cậu vừa đến đồn nên hôm nay nghỉ một chút, dù sao cũng là thứ sáu nên có thể về nhà một chuyến. Thứ hai chính thức đi làm, cậu dẫn theo Hồ Minh Quý đến Đại Quan Khẩu. Hồ Minh Quý là người xã này nên quen thuộc tình hình, cậu cũng nên nhanh chóng làm quen với cán bộ đảng ủy, chính quyền xã và các cán bộ thôn. Công tác sau này cũng cần bọn họ ủng hộ. Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc mà Triệu Quốc Đống đưa cho.
hít sâu một hơi. Một làn khói hình thành như muốn kéo xa khoảng cách của hai người. Tiểu Triệu, nếu đã đến công tác ở đồn công an Giang Miếu thì phải vứt hết những vấn đề khác, làm tốt công việc. Giang Miếu trước đây là huyện thành của Giang Khẩu khi chưa giải phóng, là nơi có nhiều nhân tài. Bí thư Loan chính là người từ đồn công an Giang Miếu đi ra. Bí thư Loan mà Khâu Nguyên Phong nói chính là Loan Trinh Sa, bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu. Khâu Nguyên Phong cũng nghe nói Loan Trinh Sa trước đã công tác ở đồn công an Giang Miếu, chẳng qua đây là chuyện quá lâu rồi. Loan Trinh Sa chẳng qua chỉ đến làm bí thư của đồn công an Giang Miếu nửa năm rồi điều đến làm bí thư đội cảnh sát hình sự. Sau đó lên làm phó trưởng phòng, cuối cùng làm trưởng phòng công an huyện, trước sau chưa đầy 10 năm làm cảnh sát, cũng coi như là người duy nhất từ đồn công an Giang Miếu lên làm được lãnh đạo phòng. Vâng, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của sếp. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều lời nịnh bợ, lúc này nói gì cũng vô ích, hắn vừa đến, chưa đi được đâu cả. Tuy nói hắn sống ở đại bàn thị trấn Giang Miếu nhiều năm nhưng nhà máy dệt là nơi ít giao lưu với bên ngoài, rất ít giao lưu với các nơi khác. Nếu không phải Triệu Quốc Đống lúc học cấp 2 thường xuyên hay đánh nhau với đám học sinh cấp 3 Giang Miếu thì chỉ sợ không biết mấy người ở Giang Miếu. Được, cậu đi về đi, tôi sẽ bảo người quét chỗ làm việc của cậu, sửa lại chút đồ. Cậu hôm nay có thể về nghỉ, nhớ 7 giờ 30 sáng thứ hai đến điểm danh, không được tới muộn. Khâu Nguyên Phong xua tay ra hiệu Triệu Quốc Đống rời đi. Quyển 1, chương 5, đội viên dự bị. Về phòng làm việc của mình, Triệu Quốc Đống mới phát hiện phòng đã được dọn sạch. Đây là phòng do một vị cảnh sát mới điều lên huyện lưu lại. Bàn làm việc rất rộng, bên cạnh là một kệ gỗ trông khá cổ, trên đó còn mơ hồ thấy được 5 ngôi sao đỏ. Ngồi từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy trụ sở đảng ủy thị trấn. Triệu Quốc Đống thấy cũng may là kệ gỗ trong phòng nếu không đã sớm hỏng rồi. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên đi tới trước kệ gỗ cẩn thận nhìn nó, thứ này nhìn trông khá giống phong cách Triều Minh, nhìn chân kệ và mấy góc đã bị sần sùi vì thế cũng khó nhìn ra được niên đại của nó. Những năm cấp 1, cấp 2 đối với Triệu Quốc Đống mà nói là rất quan trọng. Mặc dù lúc học thì Triệu Quốc Đống không có gì đặc biệt, nhưng phương diện khác thì do Triệu Quốc Đống gặp phải một đạo sĩ ở gần nhà máy dệt, một đạo sĩ làm thay đổi bản thân hắn. Triệu Quốc Đống học được nhiều thứ từ đạo sĩ này như công phu đánh nhau, xem đồ cổ hay mấy tri thức khác. Đạo sĩ này ở trong một đạo quán cũ kỹ cách nhà máy dệt hơn 1 km về phía tây. Ông ta bắt đầu ở tại đây từ bao giờ thì dân chúng xung quanh cũng không biết. Chẳng qua từ khi nhà máy dệt An Đô được xây dựng ở Giang Miếu thì ông ta đã có ở đây. Mà anh em Triệu gia từ khi học cấp 1 đã bắt đầu đi theo vị đạo sĩ điên điên khùng khùng này. Triệu ca. Bên ngoài có tiếng gọi làm ngăn suy nghĩ quan sát kệ gỗ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là một thanh niên đi vào liền gật đầu nói. Minh Quý à, vào ngồi đi, tôi đang định đến văn phòng các cậu. Thanh niên đi vào mặc bộ đồng phục cảnh sát màu vàng nhưng không có phù hiệu trên vai, mặt hơi có hình tam giác, đi đường như cơn gió. Đây chính là đội viên dự bị trong đồn công an, Hồ Minh Quý, cũng là người giúp Triệu Quốc Đống. Triệu ca, sếp Khâu nói thứ hai tôi đi cùng anh đến đại quan khẩu. Ừ, sáng thứ hai chúng ta đi. Tôi đã nói chuyện với sếp Khâu, mới lần đầu đến đại quan khẩu nên đi xe máy. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hơn 10 km thì có lẽ hơn 10 phút là tới nơi. Đi xe máy thì tầm đí, đi xe đạp thì khoảng nửa tiếng. Hồ Minh Quý cầm lấy điếu thuốc lá mà Triệu Quốc Đống đưa tới, châm lửa hít sâu một hơi rồi nói. Triệu ca được phân đến đồn trú ở đại quan khẩu và thổ lăng. Xem ra sếp Khâu rất coi trọng Triệu ca. Sao lại nói như vậy? Triệu Quốc Đống nghe thấy có mùi gì đó, chẳng qua ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Đám đội viên dự bị đều là người ở trong đồn công an nhiều năm. Triệu Quốc Đống trước khi đến đồn công an thì đội trưởng Lưu đã dặn hắn không nên quá tin tưởng đội viên dự bị trong đồn, mọi việc đều phải tự quyết định, không nên bị kéo mũi như con trâu. À, 2 năm nay vẫn là do sếp Lưu phụ trách xã Đại Quan Khẩu cùng xã Thổ Lăng. Sếp Lưu do tuổi cao, sức khỏe kém đi nên không mấy khi đến hai xã này, có việc mới tới, không có việc cả tháng không tới. Dù sao cả hai xã đều có phòng an ninh, không xảy ra chuyện gì cả. Hồ Minh Quý một bên hút thuốc một bên nói chuyện. Ồ, tôi nghe sếp Khâu nói hai xã này không yên ổn mấy, chính quyền xã cũng có ý kiến. Triệu Quốc Đống nghe ra một chút nên thử hỏi. Chuyện lớn thì không có, chẳng qua chuyện nhỏ thì đương nhiên không thiếu. Đám trị an đối phó đám trộm vặt thì được, nhưng nếu gặp chuyện lớn hơn chút thì bọn họ không làm gì được.
Hơn nữa hai nơi này rất rộng, bọn họ không phụ trách hết, 2-3 năm nay đều như vậy. Xã có ý kiến gì cơ chứ? Hồ Minh Quý cũng không giấu giếm. Minh Quý, ý của cậu là ở hai xã này có nhân vật nào cứng lắm hả? Triệu Quốc Đống ra vẻ không tin. Hắc hắc, Triệu ca, anh từ đội cảnh sát hình sự xuống thì đương nhiên không sợ ai. Chẳng qua bọn họ là người địa phương, tục ngữ nói hổ xuống đồng bằng. Bọn người kia bình thường anh không gặp đâu, nhưng có chuyện quan trọng là sẽ nhảy ra. Hồ Minh Quý cũng hiểu mình nói nhiều nên bắt đầu giấu giếm. Xem ra hai xã này có chút phức tạp, bảo sao Khâu Nguyên Phong lại tỏ vẻ coi trọng mình như vậy, xem ra đây là muốn thử mình. Triệu Quốc Đống cân nhắc nên làm như thế nào mở cục diện. Hồ Minh Quý này cũng có vẻ hào sảng, chỉ cần kéo gần quan hệ thì có lẽ sẽ hiểu được nhiều thứ. Đưa thêm một điếu thuốc tới, Triệu Quốc Đống đúng là có chút đau lòng, một điếu cũng đau rẻ tiền. Cả bao thuốc chỉ còn có vài điếu. Minh Quý, xếp Khâu đã quyết định tôi đến đồn trú ở hai xã Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng. Cậu và Đàm Khải sẽ đi theo tôi. Cậu cũng biết hai năm qua công tác của hai xã này không ai phụ trách mấy, chính quyền xã cũng có ý kiến, thường xuyên báo cáo lên huyện ủy làm áp lực của xếp Khâu rất lớn. Tôi mới tới nên chưa hiểu rõ tình hình, phải dựa vào cậu và Đàm Khải mới được. Triệu ca yên tâm, chỉ cần anh làm việc thì họ Hồ tôi cái khác không nói, bên phía Đại Quan Khẩu thì tôi có thể nói vài câu. Hồ Minh Quý để thuốc lên tay không nỡ hút rồi lớn tiếng nói. Ừ, vậy là tốt, vậy cậu nói xem Đại Quan Khẩu có gì không ổn không? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Hồ Minh Quý mà hỏi. Triệu ca, một lúc không thể nói rõ, chúng ta cứ đến đó vài lần là anh hiểu ngay. Hồ Minh Quý đứng lên lắc đầu nói. Đúng. Sáng thứ hai cũng gọi Đàm Khải đi cùng, ba người chúng ta cùng đi. Dù sao sau này tôi và Đàm Khải đều đi theo Triệu ca. Thấy Hồ Minh Quý ra ngoài, Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế mà suy nghĩ. Tên Hồ Minh Quý này đúng là khôn khéo, còn có vẻ muốn đứng ngoài xem kịch. Xã Đại Quan Khẩu ở tận cùng phía nam của huyện, đi về phía nam là đến huyện Bình Xuyên, cũng là xã lớn thứ hai của huyện Giang Khẩu, chỉ kém thị trấn Giang Miếu, dân có hơn 20.000, còn có một khu chợ phiên. Mỗi tháng có vài ngày nhiều người đến mua bán, thậm chí cũng không kém gì khu chợ Giang Miếu. Mượn xe đạp của Hồ Minh Quý, Triệu Quốc Đống lái xe về nhà máy dệt. Xe Phượng Hoàng được Triệu Quốc Đống đạp rất nhanh, tiếng gió vù vù làm Triệu Quốc Đống cảm thấy rất thoải mái. 5, 6 km chỉ vài phút là đến, một loạt căn nhà đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thấy rõ nhất chính là hai lò hơi nước ở hai phía bắc nam cao vút. Đây là công trình tiêu biểu của nhà máy dệt. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống lại thấy nó đã không còn nguy nga như khi học cấp 2, đã cũ đi nhiều. Bên dưới là một loại kiến trúc cao thấp khác nhau, chẳng qua so với thị trấn Giang Miếu thì nơi này kém hơn một chút. Vừa vào nhà máy, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được không khí khác hẳn thị trấn Giang Miếu. Nếu như nói Giang Miếu mang đến cho Triệu Quốc Đống không khí thôn quê, thì nhà máy dệt lại có thêm vài phần ngượng ngùng, thêm vài phần nhu hào nhưng thiếu đi dã tính. Nhà máy dệt vẫn luôn có nhiều nữ hơn nam. Triệu Quốc Đống nhìn dòng người đi ngang, bây giờ vừa lúc tan ca ban ngày, rất nhiều nữ công nhân vội vàng đi về khu ký túc, sau đó lại mang quần áo thay đến khu tắm công cộng. Khu chợ cũng đón một cuộc mua sắm mới, mùi thơm của đồ ăn chín truyền tới làm bụng Triệu Quốc Đống kêu lên. Gần một năm công tác ở đội cảnh sát hình sự, Triệu Quốc Đống rất bận gần như không có thời gian về nhà. Gần một năm mà chỉ có 4-5 lần về nhà. Mỗi lần đều là tối đêm mới về, sáng hôm sau đã vội vàng lên đến thị trấn Giang Miếu mà bắt xe về huyện để trình diện. Ngay cả bạn học cũng không liên lạc được, bây giờ hắn cuối cùng đã có thời gian. Quyển 1, chương 6, chuyện nhà. Đạp xe qua dòng người qua lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy một mùi thơm thản nhiên từ dòng người mang lại. Đây là mùi hương từ xà phòng kết hợp với mùi hương cơ thể phụ nữ mang tới, chỉ có thể cảm nhận được từ trên người của nhiều cô gái chưa lấy chồng ở nhà máy dệt này. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra được nhiều ánh mắt của các cô gái nhìn tới, có kinh ngạc nhưng chủ yếu là tò mò. Dù sao người đi xe đạp trong nhà máy là không nhiều, cả nhà máy như một nơi tự cung tự cấp. Ngoài việc đồ ăn ở chợ là của các vùng quê xung quanh thì hầu như tất cả mọi người đều sống và làm việc ở đây. Dù là các nữ công nhân nhận từ ngoài vào thì chỉ tầm nửa năm là sẽ có bạn bè, bạn trai. Mà Triệu Quốc Đống trông không hề giống như con nhà nông gần đó. Trong đám con cái của nhà máy này thì cũng không có quá nhiều người thoát ly nhà máy như hắn. Các cô gái trẻ thể hiện đường cong quyến rũ của mình trong không khí. Hầu hết các nữ công nhân đều chưa lấy chồng hoặc vừa mới lấy chồng. Các cô có người mặc áo phông, áo cộc tay,
hoặc váy với đủ loại màu sắc. Những nét yểu điệu, đáng yêu làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như quay lại mấy năm trước. Cửa nhà bếp bằng gỗ trông khá cũ, các luồng khói từ trong đó ra mang theo mùi mỡ. Trước đây nhà bếp vốn nấu bằng củi, bây giờ đã chuyển sang dùng ga khiến cho tất cả các bà chủ gia đình trong nhà máy không ngừng khen các lãnh đạo. Triệu Quốc Đống lao tới trước cửa nhà phanh két xe lại. Bố, mẹ, con về rồi. Triệu Quốc Đống vừa đi vào nhà thì một không khí quen thuộc ập đến làm hắn thấy rất ấm áp. Bố hắn đang kho thịt lợn, mùi hương mê người làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nuốt nước miếng. Món thịt kho tàu là món Triệu Quốc Đống thích nhất. Quốc Đống về à? Ông bố bây giờ đã hơi còng lưng một chút, làm việc vài chục năm mà trong nhà không mua được gì mấy, chỉ nuôi được mấy đứa con mà thôi. Triệu Quốc Đống đúng là khâm phục bố mẹ mình. Quốc Đống, sao bây giờ mới về? Mẹ còn tưởng chưa con sẽ về, bận lắm sao con? Bà mẹ Hứa Tú Cần vẫn luôn luôn hiền lành như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy rất ấm áp khi về nhà. Mấy lần trước đều vội vàng về rồi đi, ít khi có cảm xúc như vậy, bố mẹ hắn cũng ít khi được gặp. Vâng, mẹ, con đều về đồn công an Giang Miếu, sau này sẽ hay được về nhà hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu và bỏ túi xuống. Mẹ nghe Trường Khánh nói rồi, hôm nay là cuối tuần nên bố và mẹ đoán con sẽ về. Bà mẹ luôn thương con, nửa câu cũng không hỏi tại sao Triệu Quốc Đống lại điều về đồn công an Giang Miếu. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Quốc Đống, con không phải vẫn làm tốt ở đội cảnh sát hình sự sao? Sao lại điều về Giang Miếu? Chẳng lẽ con phạm sai lầm gì sao? Ông bố luôn nghiêm túc làm Triệu Quốc Đống khá sợ, chẳng qua ông không còn uy thế như xưa. Không có. Đây là do công tác cần mà thôi. Đồn công an Giang Miếu thiếu nhân viên phá án, phòng công an huyện muốn phái một người từ đội cảnh sát hình sự xuống. Nhà mình lại ở Giang Miếu nên con được chọn. Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện này, nhưng thấy ánh mắt quan tâm của ông bố, hắn không thể không trả lời. Ông bố có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Triệu Quốc Đống. Nhưng ông thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không muốn nói chuyện thì chỉ có thể thở dài một tiếng và không hỏi nữa. Con ông đã lớn, lại là cảnh sát. Đến một mức độ nào đó mà nói ông bố và cảnh sát thì cảnh sát có uy lực hơn. Anh về rồi sao? Anh về bao giờ thế? Một cậu thanh niên người đầy mồ hôi tay cầm quả bóng rổ đi vào, thấy Triệu Quốc Đống liền vui mừng kêu lên. Ừ, vừa về, em lại đi chơi bóng rổ sao? Thắng hay thua? Triệu Quốc Đống thuận tay đoạt lấy quả bóng của cậu em rồi đập đập xuống đất mấy cái rồi trả lại. Ha ha, anh, em có bao giờ thua chứ? Người này là em trai của Triệu Quốc Đống, Triệu Đức Sơn, cao hơn 1m8, rất to, cơ bắp ngực và bụng rất đẹp như tập thể hình vậy. Cậu ta mặc chiếc quần đùi thể thao màu lam nhưng do mặc lâu nên đã bạc đi, đôi giày cũng là do Triệu Quốc Đống mua cho từ khi hắn còn học trường cảnh sát. Thằng bé này 2 năm nay đã lớn không ít. Chút không hài lòng vì bị điều về Giang Miếu của Triệu Quốc Đống ngất nhanh đã biến mất trong không khí ấm áp. Trong bữa ăn khi một nhà 6 người ngồi ăn, Hứa Tú Cần thuận miệng hỏi. Linh San, sao Tiểu Lưu không tới? Không phải bảo con gọi cậu ta tới sao? Triệu Linh San, chị cả trong nhà nhìn Triệu Quốc Đống rồi đỏ mặt nói. Anh ấy có việc, nhà máy muốn tăng ca. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút rồi nhìn vẻ mặt thần bí của mấy thằng em và hiểu ra. Ồ, chị cả có đối tượng sao? Không, chưa xác định. Triệu Linh San đỏ mặt và vội vàng phủ nhận. Tên Lưu Thành này không có tiền đồ gì cả. Ngay cả anh mà không dám gặp mà đòi cưới chị ư. Em đã sớm nói với anh ta nếu muốn vào nhà ta thì phải qua cửa em trước. Nếu anh em mà thấy không được thì biết điều chạy đi cho sớm. Triệu Đức Sơn đầy khinh thường nói, rõ ràng nó không hài lòng với đối tượng của bà chị cả. Em, Triệu Linh San có chút tức giận, em trai thứ hai của cô không hài lòng với Lưu Thành thì cô biết, nhưng đây là đối tượng của cô, không phải đối tượng mà trong nhà tìm. Triệu Đức Sơn công khai nói với giọng khinh thường bạn trai cô, nhất là lần đầu em trai lớn biết thì cô đương nhiên tức giận. Được rồi, chuyện của chị còn cần em lo sao? Em có quyền lên tiếng sao? Anh không về vài ngày thì em không biết lớn nhỏ sao? Sang bên, thấy bà chị mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước sắp rơi lệ làm cho Triệu Quốc Đống vội vàng lớn tiếng nói với Triệu Đức Sơn. Thằng này chưa bao giờ ăn nói tốt đẹp, lúc đi học thì không biết bao lần vì cái miệng của nó mà hắn phải đánh nhau. Triệu Đức Sơn hừ một tiếng rồi không nói nữa, vùi đầu ăn cơm. Trong mấy chị em, Triệu Đức Sơn không thấy ai vừa mắt ngoài Triệu Quốc Đống. Tốt nghiệp 2 năm mà đến bây giờ nó vẫn không được nhận vào nhà máy, Triệu Đức Sơn đúng là nhàn quá hóa chán,
cả ngày chỉ như con ngựa hoang chạy loạn bên ngoài. Cứ vài ngày là có người đến nhà nói xấu nó, nhưng ông bố không thể quản được nó. Hơn nữa ông cảm thấy cũng không có năng lực để Triệu Đức Sơn vào nhà máy làm, trong lòng cũng có chút áy náy nên đành để mặc. Triệu Quốc Đống thấy không khí hơi thấp nên nói. Chú ba sắp tốt nghiệp rồi, sao, có chắc sẽ đỗ đại học không? Anh cả, cấp 3 Giang Miếu có chất lượng bình thường, em ở lớp thì học ở mức trung bình nên không quá chắc. Triệu Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới thì vội vàng nhìn sang chỗ khác. Nó không dám nói linh tinh trước mặt Triệu Quốc Đống. Hừ, mặc kệ có thi đỗ hay không thì mày phải học tốt cho anh. Không vào được đại học thì đi học trung cấp cho anh. Thời buổi này không bản lĩnh, không bằng cấp thì xin việc sao được. Chẳng lẽ cả nhà đều đợi nhà máy bố trí công việc sao? Triệu Quốc Đống cũng biết Triệu Trường Xuyên so với đám trẻ nhà máy thì cũng được, nhưng ở trường thì bình thường. Một năm tỷ lệ đỗ đại học và trung cấp của cấp 3 Giang Miếu không đến 10 người, Triệu Trường Xuyên tất nhiên không nằm trong số này. Trong năm anh chị em, ba chị cả cũng may đã có công việc trong nhà máy. Nhà máy cần nhiều nữ công nhân nên dễ có việc, nhưng nam công nhân thì nhà máy không cần nhiều. Hắn nếu không phải thi được vào trường cảnh sát thì chắc cũng không có tương lai tốt. Bây giờ xin việc càng lúc càng khó. Triệu Đức Sơn không có việc nên cứ chơi suốt. Bà mẹ cũng nói với Triệu Quốc Đống vài lần, muốn hắn quản Triệu Đức Sơn chặt vào. Chẳng qua thời gian trước hắn rất bận nên không làm gì được. Bây giờ đã có thời gian rảnh nên hắn quyết quản chặt Triệu Đức Sơn, nếu không biết xảy ra chuyện gì nữa. Trong mấy anh em thì chỉ có cậu út Triệu Vân Hải là còn được. Bây giờ đang học lớp 10 ở trường cấp 3 huyện Giang Khẩu, chỉ có mình nó coi như may ra thi được đại học, cũng là lấy được tiếng cho nhà. Một nhà có hai đứa con thi đỗ đại học, trung cấp thì sẽ là nhà đầu tiên trong nhà máy dệt. Vì Triệu Đức Sơn nói mấy câu khiến không khí bữa ăn giảm đi. Triệu Quốc Đống cũng hiểu trong nhà mình có vấn đề gì đó. Lâu hắn không về không ngờ nhà vốn hòa thuận lại có chuyện này. Ông bố cả bữa ăn không nói gì, tất nhiên là không ngăn được Triệu Đức Sơn. Bà mẹ cũng có vẻ buồn bã định nói lại thôi. Triệu Đức Sơn không có việc, Triệu Trường Xuyên sắp tốt nghiệp cấp 3, nhà có hai thanh niên muốn trở việc nên bảo sao bố mẹ Triệu Quốc Đống không lo. Sau khi ăn xong trong nhà chỉ có Triệu Quốc Đống và bà mẹ. Bà chị đi rửa bát, ông bố tìm mấy người bạn đánh cờ. Mấy thằng em đã chạy ra ngoài vì biết mẹ và anh cần nói chuyện. Quyển 1, chương 7, nỗi khổ. Mẹ, Lưu Thành kia là người ở đâu? Con của công nhân nhà máy sao? Triệu Quốc Đống cởi hai chiếc khuy trên của áo ra vì trời khá nóng. Bây giờ chưa đến tháng 6 mà trời đã nóng như vậy. Không phải, là người huyện Mai đến đây làm thuê. Hứa Tú Cần cũng không hài lòng với bạn trai của Triệu Linh San. Con gái nhà bà đã tốt nghiệp cấp 3, trong nhà máy thì đâu khó kiếm bạn trai, vậy mà tìm công nhân từ ngoài đến, điều này làm bà có chút không hài lòng. Chẳng qua tính cách bà hiền hậu nên không can thiệp vào chuyện của con gái. Vì thế bà chỉ nhắc con gái cẩn thận suy nghĩ nhưng không mạnh mẽ phản đối. Ồ, Triệu Quốc Đống nhíu mày, bây giờ công nhân từ bên ngoài đến nhà máy dệt làm việc thì là mệt nhất, sao chị mình lại thích người như vậy? Con có thời gian thì khuyên chị con đi, Lưu Thành này mặc dù thành thật nhưng người như vậy ở thời buổi này không làm được gì. Nếu lấy cậu ta thì chị con sẽ khổ. Quốc Đống, chị con khá nghe lời con, bây giờ bố và mẹ nói thì chị con không nghe. Chị con còn cãi Đức Sơn vài lần. Triệu Quốc Đống đành phải nói vâng. Triệu Linh San lớn hơn hắn một tuổi, 22 tuổi mới tìm được bạn trai, chẳng qua lại là một công nhân huyện bên đến nhà máy dệt làm việc, bảo sao người nhà không vui. Xem ra hắn cũng phải đi khuyên mới được. Anh Trường Khánh và anh Tử Toàn tìm anh. Triệu Đức Sơn lớn tiếng nói. Mẹ, con có thời gian sẽ đi xem Lưu Thành kia như thế nào rồi nói. Dù sao con bây giờ cũng làm ở gần nhà. Tuy mỗi ngày về nhà thì khó nhưng cứ 3, 5 ngày về thì vẫn được. Triệu Quốc Đống đứng lên đi ra ngoài. Ngô Trường Khánh và hai thanh niên khác đang nói chuyện với Triệu Đức Sơn đang giặt quần áo. Ngô Trường Khánh còn đưa cho Triệu Đức Sơn điếu thuốc, còn châm cho nó. Triệu Đức Sơn thấy Triệu Quốc Đống xa sầm mặt đi ra liền vội vàng bóp điếu thuốc vào trong tay. Ngô Trường Khánh thấy Triệu Đức Sơn như vậy liền không nhịn được nói. Quốc Đống, ông không hút thuốc là việc của ông. Đức Sơn đã lớn, chẳng lẽ hút thuốc cũng cần ông đồng ý sao? Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến Ngô Trường Khánh mà ôm lấy một thanh niên cao gầy mà nói. Tử Toàn, đã lâu không gặp, sao không đến thăm tôi? Còn có Uông Phi nữa, ông vẫn không bỏ kính mắt đi à? Phòng Tử Toàn và Uông Phi đều là bạn thân của Triệu Quốc Đống hồi cấp 2.
Ngô Trường Khánh lại không có quan hệ thân mấy, chẳng qua mọi người đều học cùng lớp nên bây giờ cũng thân. Đúng rồi Quốc Đống, chúng tôi còn tưởng ông làm cảnh sát thì mắt cao hơn trời. Nghe Trường Khánh nói mới biết ông về Giang Miếu, vậy là tốt rồi. Chúng ta có thể thường xuyên tụ tập. Phòng Tử Toàn hưng phấn đến đỏ mặt mà nói. Uông Phi cũng lau lau tay mà nói. Quốc Đống về là tốt rồi, đã lâu không tụ tập, tình cảm của mấy anh em ta sắp mất rồi. Ha ha, ăn chưa? Chưa ăn thì ăn mì vậy. Thấy mấy thằng bạn, tâm trạng Triệu Quốc Đống cũng vui lên. Ăn ở nhà rồi, hôm nay cuối tuần, đi trượt băng hay đi nhảy? Ngô Trường Khánh nói xen vào. Ông đã lâu không về nên chắc lạ với nhà máy rồi, đi một vòng chứ. Có gì khác cơ chứ? Tôi thấy mấy năm nay nhà máy không thay đổi mấy mà. Triệu Quốc Đống cởi thắt lưng lỏng ra một chút, hôm nay hắn ăn hơi nhiều. Anh, lúc nào cho em cái quần cảnh sát nhé? Thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống tốt hơn một chút, Triệu Đức Sơn cũng to gan hơn. Y cầm cầm điếu thuốc trong tay muốn hút mà không dám. Thấy em mình như vậy, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Ngô Trường Khánh nói cũng có lý. Đức Sơn đã gần 20, hắn biết Đức Sơn muốn hút thuốc nhưng giả vờ không biết. Ở trước mặt hắn thì Triệu Đức Sơn không dám hút, mình đúng là hơi nghiêm. Muốn hút thì hút, đừng có cái bộ dạng như vậy. Triệu Quốc Đống tức giận trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn rồi nói. Quân cảnh sát thì anh vừa tham gia công tác được 2 bộ, bộ hồi đi học không mặc được nữa. Chờ năm sau được phát đồ mới rồi nói. Nghe thấy anh mình đồng ý cho hút thuốc, Triệu Đức Sơn vội vàng gật đầu, vậy là có thể ngang nhiên hút thuốc rồi. Triệu Đức Sơn đang châm thuốc thì Ngô Trường Khánh lại nói. Quốc Đống, lấy thuốc của ông ra đi, hút giáp tú chán quá. Triệu Quốc Đống lắc đầu bất đắc dĩ lấy thuốc Asima ra đưa cho mỗi người một điếu, Triệu Đức Sơn cũng được một điếu. Số còn lại trong bao hắn đưa cho Triệu Đức Sơn, một tháng chỉ có mấy đồng tiêu vặt đúng là làm khó cho cậu thanh niên như Đức Sơn. Cầm bao Asima ông anh đưa tới, Triệu Đức Sơn tay run lên. Đây là lần đầu ông anh cho nó thuốc, hơn nữa còn là nửa bao Asima. Đây là sức hấp dẫn không nhỏ đối với Triệu Đức Sơn cả tháng chỉ có mấy đồng tiêu vặt. Vậy chúng ta đi trượt băng chứ? Ngô Trường Khánh phun ra hơi thuốc rồi nói. Toàn đám trẻ con chơi trò này, chúng ta đến làm gì? Phòng Tử Toàn lắc đầu nói. Không thể nói như vậy, nhiều đám thanh niên 18, 19 tuổi mà, cũng chỉ kém chúng ta có 2 tuổi thôi. Uông Phi thần bí nói. Chẳng qua Quốc Đống muốn ở đó gặp Khổng Nguyệt là không được. Hay là chúng ta đến sàn nhảy? Nghe Uông Phi nhắc đến Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Chuyện đã nhiều năm mà đám này nghĩ mình yêu Khổng Nguyệt sao? Nực cười quá, mấy năm hắn không gặp Khổng Nguyệt. Sau khi có quan hệ với Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống đã không còn dục vọng săn gái như trước, cũng đứng đắn hơn nhiều. Cả ngày ở bên Đường Cẩn, hắn muốn tìm hoa khác cũng không dám. Đừng kéo tôi và Khổng Nguyệt lại như vậy, tôi và cô ấy không có gì. Đúng thế. Anh em ở trường đã có bạn gái. Triệu Đức Sơn thấy có cơ hội nói giúp anh trai nên khoe. Là người quận An Đô. Ồ, Quốc Đống có bạn gái sao? Mấy thằng kia liền nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, chuyện hắn bị điều tới Giang Miếu còn chưa dám nói với Đường Cẩn. Nhưng hắn biết giấu chỉ được vài hôm mà thôi. Quan hệ hai người vốn xa cách, bây giờ hắn còn xuống xã thì không biết đến mức nào. Đừng nghe nó nói linh tinh. Chỉ là quan hệ tốt hơn bình thường một chút mà thôi. Người ta công tác ở nội thành, khác hẳn tôi, bây giờ đã sớm không liên lạc. Tuy nói như vậy nhưng Triệu Quốc Đống lại rất lo lắng, có lẽ lời này là thật thì sao? Bạn gái tốt ư, hi hi, Quốc Đống, nói dối kém quá, đến mức nào rồi? Phòng Tử Toàn đấm Triệu Quốc Đống một cái rồi nói. Thời buổi này quan hệ giữa nam và nữ ngoài cái kia thì còn quan hệ thuần khiết sao? Đúng, Tử Toàn. Tối nay chúng ta đi tìm tình cảm thuần khiết kia ở sân trượt băng và sàn nhảy đi. Ngô Trường Khánh hùa theo. Quyển 1, chương 8, con nhà giàu. Đám người đi đến sàn nhảy, Triệu Đức Sơn cũng nhân cơ hội chạy khỏi mấy ông anh. Đi cùng ông anh trai thì hắn như bị bó tay bó chân. Trên đường Triệu Quốc Đống hỏi qua tình hình của Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn cũng không giấu gì Triệu Quốc Đống. Công tác ở xưởng lò đúng là không phải cho người làm, mệt không nói mà lương cũng thấp. Nhưng bây giờ có việc là tốt rồi, hơn nữa bố Phòng Tử Toàn xảy ra chuyện, y cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Tức nhất là đám đồng nghiệp thi thoảng lại châm chọc y làm y rất đau khổ. Sàn nhảy có diện tích lớn đủ để chứa 200 người, thiết bị cũng được.
Bốn người cảm thấy hoa mắt vì ánh đèn không ngừng lóe lên lóe xuống. Triệu Quốc Đống lúc làm ở đội cảnh sát hình sự thì cũng đã đến mấy sàn nhảy. Thiết bị sàn nhảy nhà máy dệt và không khí đều tốt hơn sàn nhảy ở huyện thành. Đèn sáng hơn, khác với đèn tối mờ ở trên huyện nhằm thuận tiện cho một số người làm gì đó. Khi đám người Triệu Quốc Đống đến cửa sàn nhảy thì ở đây đã mở cửa một lúc, tiếng nhạc du dương, từng đôi trai gái đang nhảy theo điệu nhạc. Các cô gái không tìm được bạn trai để nhảy thì nhảy cùng bạn gái. Nhà máy dệt ít nam, nhiều nữ nên đây là hiện tượng bình thường. Ồ, xe ai đó? Mắt Triệu Quốc Đống rất sáng, liếc cái là thấy một chiếc xe BULUBIAD2. Không màu cà phê đỗ trước cửa sàn nhảy, biển số Nghiễm Đông 01 này làm hắn chú ý. Loại xe này vào Trung Quốc theo con đường buôn lậu. Khi cán bộ cấp huyện còn đang cố gắng phấn đấu có con xe Santana thì có thể có con xe sang trọng Nhật Bản này thì đúng là có chút ra thế. Xe này chỉ có tiền không cũng không được, nếu muốn chạy trên đường thì còn cần có quan hệ, nếu không lúc nào cũng có thể bị tịch thu. Xe này là đối tượng bị cảnh sát chú ý. Triệu Quốc Đống nhớ xe này đã nằm trong đội cảnh sát hình sự 2 ngày, nhưng sau đó đã được đưa ra ngoài. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không phụ trách việc này nên không rõ. Triệu Quốc Đống cũng từng tham gia điều tra mấy vụ như thế này. Biển Nghiễm Tây, Nghiễm Đông, Phúc Kiến là trọng điểm của xe Nhật Bản, chẳng qua các vụ án này phần lớn không giải quyết được. Giam xe 2 ngày rồi được chuộc ra. Chẳng qua cũng có 1-2 chiếc nằm mãi trong công an huyện. Một chiếc xe Toyota trong đội cảnh sát hình sự có lai lịch là như vậy. Triệu Quốc Đống đã đi xe này dù là tăng tốc, giảm sóc hay là cách âm đều khác hẳn, rất được. Xe của Khanh Liệt Bưu, thằng này 2 năm nay bắt đầu giàu lên. Bí thư nó ít khi về, hầu hết thời gian ở tại quận An Đô, ngay cả Giang Khẩu cũng không mấy khi về. Uông Phi lộ rõ vẻ hâm mộ khi nói. Ồ, cũng khó trách, của Khanh Liệt Bưu sao, nghe nói hắn làm ăn cũng được. Không biết người này làm như thế nào mà có nhiều tiền như vậy. Triệu Quốc Đống gật đầu. Khanh Liệt Bưu hơn hắn 2 tuổi, cũng là một thằng máu mặt khi học. Chẳng qua hắn có ông bố giỏi, bây giờ là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc nhà máy dệt. Nghe nói sau khi Khanh Liệt Bưu tốt nghiệp thì đến văn phòng đại diện của nhà máy dệt tại quận An Đô làm việc, nhưng sau đó liền không làm nữa. Hừ, kiếm tiền như thế nào ư? Nó kiếm tiền không dễ sao? Bây giờ chăn bông rất chạy. Bố nó lại nắm cả nhà máy, nó muốn chăn bông, bông và chuyển cho thằng khác, một năm kiếm vài trăm ngàn là đơn giản. Uông Phi nhỏ giọng nói. Thằng này cũng rất lợi hại, nghe nói có quan hệ thân thiết với mấy công ty bông trong huyện, lấy vào tay trái, bỏ ra tay phải, quá lãi. Uông Phi, nói nhỏ đi, đừng để người khác nghe thấy. Ngô Trường Khánh và Tử Toàn đều lộ rõ vẻ hâm mộ đồng thời cũng sợ người khác nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khi đám người Triệu Quốc Đống đi vào sàn nhảy thì thấy Khanh Liệt Bưu đang nghênh ngang ngồi đó và được nhiều người vây quanh. Một đám bạn bè chơi bời đang nịnh bợ và mời đi nhảy. Chẳng qua Khanh Liệt Bưu vẫn ngồi đó như đang đợi ai đấy. Đám người Triệu Quốc Đống đi vào cũng làm người chú ý. Mấy tên Ngô Trường Khánh thì không đáng gì, nhưng Triệu Quốc Đống lại có khí thế khác. Hắn mặc quần cảnh sát, áo phông, tay nhét túi quần lộ ra vẻ khác hẳn với đám công nhân và con trong nhà máy. Ngay khi Triệu Quốc Đống thấy Khanh Liệt Bưu, Khanh Liệt Bưu cũng thấy hắn. Hai người trước kia mặc dù không cùng khóa nhưng Triệu Quốc Đống lúc ấy không ngừng khiêu chiến đám lớp lớn, Khanh Liệt Bưu mặc dù cũng kiêu căng nhưng bố y khi đó mới là một quản đốc xưởng, còn không dám đấu với Triệu Quốc Đống. Hai bên đều là không chọc vào nhau. Làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên đó là Khanh Liệt Bưu lại đứng lên đi tới mà nói. Quốc Đống, hôm nay nghĩ như thế nào mà về vậy? Đã 5-6 năm không gặp phải không? Ồ, Bưu ca, anh cũng không mấy khi về Giang Miếu mà. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc vì sao đối phương lại tỏ vẻ thân thiết như vậy. Với thân phận của Khanh Liệt Bưu thì đâu cần thế, chẳng qua hắn vẫn nói. Bưu ca 2 năm nay vẫn làm ăn ở quận An Đô sao? Ha ha, làm ăn gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm thôi, xem có gì có thể kiếm tiền thì làm thôi, sao có thể so sánh với cậu. Cậu bây giờ đã là cảnh sát hình sự, đúng. Tôi quen với trưởng phòng Chu và đội trưởng Lưu chỗ cậu, nếu không sao tôi biết cậu đã là cảnh sát hình sự. Phó trưởng phòng Chu là người được phân công phụ trách đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng Lưu thì không cần phải nói, bảo sao Khanh Liệt Bưu có thể nhanh chóng lấy xe ra khỏi công an huyện. Triệu Quốc Đống có chút khó chịu, tên này đang khoe khoang sao. Ha ha, đó là sếp của tôi, chẳng qua tôi bây giờ đã được điều về đồn công an Giang Miếu. Bưu ca, nếu rảnh thì đến đồn ngồi chơi.
Triệu Quốc Đống nói. Sao lại xuống đồn công an thế? Làm ở đội cảnh sát hình sự không phải tốt hơn sao? Khanh Liệt Bưu kinh ngạc nói. Đồn công an Giang Miếu thiếu người phá án, phòng cần phái người tới. Nhà tôi lại ở Giang Miếu nên thích hợp hơn cả. Triệu Quốc Đống đành nói dối. Ừ, cũng đúng, Quốc Đống chịu khó làm, không chừng 2 năm nữa cậu thành trưởng đồn. Trong nhà máy chúng ta cũng có 1-2 người làm quan mà. Có thời gian tôi nói chuyện với trưởng phòng Chu một chút. Khanh Liệt Bưu vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống làm cho hắn không quen. Người có thể vỗ vai hắn ngoài lãnh đạo thì chỉ có bạn thân, Khanh Liệt Bưu này là thá gì? Điều này tôi không dám nghĩ tới, có thể làm tốt công việc để không thất vọng với tiền lương mình nhận được là được. Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi một câu. Bưu ca hôm nay về có việc gì thế? Chỉ về thăm nhà mà thôi, mấy bọn họ kéo tôi đến đây chơi. Sàn nhảy này quá sáng, nhìn mấy cô gái đứng kia đi, nhảy loạn lên đúng là đám nhà quê. Khanh Liệt Bưu không hề e ngại mà lớn tiếng nói, điều này làm nhiều người xung quanh nhìn với vẻ khó chịu. Nhưng ai cũng biết hắn là con của giám đốc nhà máy, ngay cả mấy bảo vệ nhà máy đều phải đứng xa, ai dám trêu vào người này. Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ vì gặp phải Khanh Liệt Bưu, hơn nữa còn cứ quấn lấy hắn không đi, điều này làm hắn chẳng còn hứng thú nhảy nhót gì nữa. Nói chuyện một lúc thì Khanh Liệt Bưu mới lắc lư rời đi. Trước khi đi còn đưa cho Triệu Quốc Đống một tờ danh thiếp, thứ này bây giờ đang là trào lưu mới. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy ghi là giám đốc công ty mậu dịch Thịnh Đô, Khanh Liệt Bưu, bên dưới là số điện thoại và số fax. Đám người Khanh Liệt Bưu như đang chờ ai đấy, nhưng Khanh Liệt Bưu có vẻ kém nhẫn lại, mấy lần muốn đi mà lại bị đám người bên cạnh ngăn lại, cuối cùng vẫn không đợi được mục tiêu. Khanh Liệt Bưu liền đi tới chào Triệu Quốc Đống rồi rời đi. Ngoài cửa sàn nhảy vang lên tiếng nẹt bô xe, đèn của chiếc xe này đúng là chói mắt. Quyển 1, chương 9, thói xấu. Khanh Liệt Bưu vừa đến thì Uông Phi đã trốn sang bên. Lúc này Khanh Liệt Bưu đi, y mới thần bí lẻn tới mà nhỏ giọng nói. Quốc Đống, ông biết Khanh Liệt Bưu hôm nay đến đây làm gì không? Làm gì, chẳng lẽ đến chờ tôi sao? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Ông nói gì thế hả, chẳng qua cũng có quan hệ với ông. Hắn đến chờ Khổng Nguyệt, đám bạn của hắn đều nói Khổng Nguyệt đẹp nhất nhà máy dệt, muốn Khanh Liệt Bưu đến kiến thức một chút. Kết quả Khanh Liệt Bưu không chờ được. Uông Phi thở dài một tiếng mà nói. Nếu để thằng Khanh Liệt Bưu nhìn chúng thì Khổng Nguyệt phiền rồi. Mặc dù Khổng Nguyệt không có quan hệ kia với hắn, nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ nếu Khanh Liệt Bưu mà quấy lấy Khổng Nguyệt thì đúng là giống như hoa nhài cắm bãi phân trâu. Triệu Quốc Đống phát hiện mình có chút lo lắng, không biết là quan tâm bạn học hay là nguyên nhân khác. Khanh Liệt Bưu là kẻ phá hoại trời sinh, đã chơi không biết bao nhiêu cô gái trong nhà máy lớn bụng, cũng may 2 năm nay ít về. Sau khi hắn đến quận An Đô làm việc thì mấy cô gái ở nhà máy đều phải im miệng. Chị tôi làm ở bệnh viện nhà máy, nghe chị tôi nói ít nhất đã phá thai cho 3-4 cô gái, còn có một cô giáo mới đến làm ở trường tiểu học. Phòng Tử Toàn cũng nghe được chút chuyện nên nói. Đây cũng không làm gì được mà, muốn cho nó chơi thì phải chịu. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hừ, Quốc Đống ông không biết đâu, nữ công nhân bình thường của nhà máy, con giám đốc nhìn chúng, ông dám không nghe sao? Cho ông chút lợi, K3 biến thành K1 thì có bao người mắc câu. Nếu không chỉ cần ám chỉ với quản đốc xưởng thì ông không phải sẽ làm vất vả sao? Ngô Trường Khánh xen vào một câu. Ông cho rằng trong nhà máy này giống phòng công an huyện sao? Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì. Nơi này khác ư, công an huyện chưa chắc đã sạch hơn nhà máy bao nhiêu. Hắn giúp đội trưởng Lưu nhận việc lái xe đâm người, đây vốn chỉ là tai nạn bình thường, người bị đâm không quá nặng. Vốn nói chỉ cần trả tiền bồi thường thì hắn không bị liên quan gì, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ đá hắn ra khỏi đội cảnh sát hình sự, ngay cả đội trưởng Lưu cũng ấp a ấp úng không nói rõ. Chỉ nói là bí thư Trương cho rằng mình là người của đội trưởng, yêu cầu nghiêm túc xử lý, đuổi khỏi ngành. Hừ, hai người này tranh chức đội trưởng, cuối cùng lấy mình ra mà xử. Biết được tin này làm Triệu Quốc Đống rất tức giận, nhưng lúc trước hắn đã nhận thay họ Lưu, muốn đổi cũng không thể. Đội trưởng Lưu, bí thư Trương, bọn họ sắm vai gì trong này thì đến bây giờ Triệu Quốc Đống vẫn không rõ. Hắn cũng không muốn làm rõ. Trước mặt đội trưởng Lưu, hắn chỉ có thể ra vẻ buồn bã đến khi đội trưởng Lưu hứa 1-2 năm nữa sẽ điều hắn về lại đội. Đời người như vở kịch, những lời này Triệu Quốc Đống thấy nhiều trong chuyện, lúc này hắn mới cảm nhận mình hình như đóng một vai đáng thương. Một bài nhạc vang lên, nhiều người tiến vào sàn nhảy.
Ngô Trường Khánh cùng Phòng Tử Toàn cũng sớm đi tìm mục tiêu, chỉ có Uông Phi và Triệu Quốc Đống đứng ngẩn ra đó. Nhưng mặc dù là đứng trong góc nhưng Triệu Quốc Đống biết mình đã thành tiêu điểm. Người có thể khiến Khanh Liệt Bưu chủ động đến chào thì ai không chú ý chứ? Quốc Đống, không mời cô nào nhảy à? Sao, ánh mắt cao nên ngại người của nhà máy không xứng sao? Một giọng nói khá khàn đột nhiên vang lên. Triệu Quốc Đống nhìn và vội vàng nói. Mã ca, đâu có. Em không phải vừa về sao? Đã lâu không về nên không nhận ra mấy người nên đứng một lúc. Sao, hôm nay Mã ca trực ban sao? Mã Chánh Khuê là trưởng phòng bảo vệ của nhà máy dệt. Năm 6 năm trước Triệu Quốc Đống đã gây không ít phiền phức cho Mã Chánh Khuê. Sau khi Triệu Quốc Đống đi, Triệu Đức Sơn lại đi lên, Triệu gia đúng là không có ít lần gây phiền cho phòng bảo vệ. Chẳng qua bây giờ đã khác, Triệu Quốc Đống vào trường cảnh sát khiến danh tiếng Triệu gai tăng nhiều. Nhất là Triệu Quốc Đống sau khi tốt nghiệp được phân công về Giang Khẩu, tình hình càng khác. Tên đại ca ngày xưa, bây giờ lại thành cảnh sát, điều này làm cho đám bảo vệ của nhà máy kém hơn một bậc. Ừ, cuối tuần mà nên tới xem nếu không có mấy thằng danh gây chuyện. Mã Chánh Khuê hơn 40 tuổi, là binh lính xuất thân. Sau khi xuất ngũ liền về làm ở phòng bảo vệ nhà máy dệt. Đều là người trong nhà máy thì có chuyện gì chứ? Triệu Quốc Đống nói. Điều này không chắc, sàn nhảy của chúng ta có bán vé với bên ngoài. Nhiều nữ công nhân nên đám lưu manh giang miếu thích đến đây, sợ bọn chúng va chạm với đám thanh niên nhà máy. Mã Chánh Khuê lắc đầu nói. Nghe Trường Khánh nói cậu điều về đồn công an Giang Miếu. Ha ha, như vậy thì tốt rồi, tối nay có cậu ở đây thì tôi yên tâm. Mã ca nói gì thế, ở đây anh cầm đầu, em chỉ đến đây dạo mà thôi, không chừng một lát là đi. Em thấy không ai mù mắt mà dám đến gây chuyện khi có Mã ca ở đây. Triệu Quốc Đống khen một câu, Mã Chánh Khuê cũng khách khí nói chuyện. Được rồi, mấy cậu chơi đi, tôi đi quanh một vòng. Mã Chánh Khuê chào rồi rời đi. Mã Chánh Khuê bây giờ sao lại khách khí như vậy? Triệu Quốc Đống lẩm bẩm một tiếng. Ôi, Quốc Đống, vậy phải xem đó là ai? Ông có thấy hắn không thèm để ý đến tôi không? Tôi đứng ngay đây mà hắn không coi tôi là người. Tên Mã Chánh Khuê này cũng được. Nghe nói có quan hệ tốt với lãnh đạo đồn công an Giang Miếu, người bình thường thì hắn không coi vào đâu. Uông Phi tức giận nói. Triệu Quốc Đống không nói gì, thời buổi này vốn là như vậy. Uông Phi kêu lên. Quốc Đống. Nhìn kìa, mấy cô Khổng Nguyệt tới đó. Triệu Quốc Đống vốn không có hứng thú mấy, nghe Uông Phi nói liền nhìn theo thì thấy hai cô gái mặc váy nhẹ nhàng đi tới. Mặc váy trắng đi trước có phải là Khổng Nguyệt? Đúng thế, sao, mới có mấy năm không gặp mà ông không nhận ra sao? Vậy cô gái mặc váy tím kia? Hình như là giáo viên mới được phân công tới đây, có quan hệ tốt với Khổng Nguyệt. Tôi hay thấy hai cô ấy đi với nhau. Quốc Đống, nhanh đi đi. Nếu không không đến lượt ông mời đâu. Uông Phi nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Khổng Nguyệt đúng là đã thay đổi, cô càng lúc càng đẹp hơn. Khổng Nguyệt lúc học cấp 2 đã đẹp nổi tiếng cả trường, bây giờ cao hơn nhiều, người cao phối hợp chiếc váy trắng, sau lưng còn có chiếc thắt lưng kết hình con bướm, thoáng cái đã che mở tất cả các cô gái xung quanh. Cô gái đi cùng Khổng Nguyệt cũng cao, Triệu Quốc Đống mắt sáng nên thấy còn cao hơn Khổng Nguyệt một chút, mặt luôn nở nụ cười với má núm đồng tiền rất quyến rũ. Hai cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ. Quả nhiên đúng là không ít người mời hai cô nhảy, nhưng hai cô có vẻ không có ý nhảy, từ chối hết. Chẳng qua đều là người nhà máy nên mấy người đàn ông không quá xấu hổ. Uông Phi, hai cô này đúng là kiêu, nhiều người mời như vậy mà không nhảy. Hai cô ấy đến đây làm gì? Ông đến nhất định là được, là bạn học cũ, hai cô ấy hình như cũng không thích nhảy, một tháng chỉ đến tầm lần. Mấy người chúng tôi mời các cô ấy nhảy thì cũng không từ chối. Quốc Đống, chẳng lẽ ông sợ bị từ chối? Khổng Nguyệt chưa có bạn trai, ông nếu có ý thì có thể nắm lấy. Đừng để đám người Khanh Liệt Bưu hất tay trên. Triệu Quốc Đống cười cười. Sau khi có quan hệ với Đường Cẩn, hắn không có tâm tư hái hoa bên ngoài. Hắn cũng không định tìm bạn gái là người trong nhà máy. Nhà máy tuy nhiều gái nhưng hắn đã rời khỏi đây lên huyện. Chẳng qua bây giờ hắn về Giang Miếu nên cũng có nhiều quan hệ với nhà máy. Ngoài cửa có một đám người tiến vào, xem ra sàn nhảy này làm ăn cũng được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Nhà máy nhiều nữ công nhân như vậy, tối cuối tuần cũng cần thư giãn, đám thanh niên thị trấn Giang Miếu cũng thích tới đây. Quyển 1, chương 10, ra tay. Triệu Quốc Đống vừa vào nhà vệ sinh thì Uông Phi đã chạy theo, y thở hổn hển nói.
Quốc Đống, xảy ra chuyện rồi, mau ra đây. Nghe Uông Phi nói như vậy, Triệu Quốc Đống vội vàng kéo khóa quần rồi chạy ra ngoài. Sàn nhảy là nơi thị phi, Triệu Quốc Đống đã gặp hai vụ án do mâu thuẫn trong sàn nhảy mà giết người, hơn phân nửa xảy ra đều do ghen tuông hoặc say rượu. Không ngờ trong sàn nhảy nhà máy dệt cũng là như vậy. Triệu Quốc Đống chạy ra ngoài thì thấy ở sảnh đã đầy tiếng hét, tiếng nhạc vẫn còn vang, góc bên phải đã bị vây thành một vòng lớn. Triệu Quốc Đống vội vàng chạy đến chen đám người tiến vào trong. Quả nhiên là Khổng Nguyệt cùng cô gái váy tím kia gây họa. Mã Chánh Khuê cũng ở bên trong, trên trán đã có mồ hôi và nhìn xung quanh. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Mã Chánh Khuê tìm mình. Mã ca, không phải tôi không nể mặt anh. Sàn nhảy này mọi người có thể đến, sao anh em tôi không thể tới? Anh em tôi thay phiên mời em bé này nhảy, nhưng cô ta không nể mặt, anh nói có phải là tát vào mặt tôi không? Thằng danh này còn dám lớn tiếng nói với anh em tôi, có tin là ông hôm nay lấy máu mày không? Người lớn lối nói là một người trẻ tuổi tóc dài gần 30, chiếc áo sơ mi khá mốt, giày da sáng loáng, mặt có một vết sẹo dài làm cho mặt y càng thêm hung dữ, đôi mắt như chim ưng rất sắc. Hổ ca, nể mặt tôi được không? Hai cô ấy đều là con cái nhà máy nên không biết chuyện. Anh đừng chấp bọn họ, hôm nào chúng ta ngồi uống với nhau. Mã Chánh Khuê đứng bên cạnh thằng thanh niên mặt tái mét vừa nãy nói giúp Khổng Nguyệt, một bên cười nói. Mã ca, tôi nể mặt anh chứ nếu với tính của tôi thì hôm nay thằng này đã nằm xuống rồi. Anh đã ra mặt thì tôi không chấp nó, bảo nó lập tức cút cho tôi. Ngoài ra anh cũng phải nhường tôi một chút chứ. Như vậy đi, bảo cô em này nhảy với anh em tôi một điệu, được chứ? Người trẻ tuổi tóc dài bẻ ngón tay kêu rắc rắc, vết sẹo trên tay và mặt dưới ánh đèn càng thêm sợ người. Con rồng xanh trên tay cũng rất đáng sợ. Mà túi quần y lại phồng lên làm người ta nghĩ đó là thứ gì đó, khiến cho một đám người đứng xung quanh nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên lại do dự. Mã Chánh Khuê có chút khó xử, đám người này đang hoành hành ở Giang Miếu, hắn cũng quen mặt nhưng bọn chúng không thường xuyên đến nhà máy gây chuyện. Hai lần trước đều được hắn khuyên đi, lúc này xem ra đối phương không còn nể mặt hắn nữa. Nhưng nếu muốn Mã Chánh Khuê chấp nhận để hai cô gái kia nhảy với bọn kia thì hắn không làm được. Nếu là như vậy thì chức trưởng phòng bảo vệ của hắn đừng mong làm nữa. Tốt nhất là hai cô gái kia biết điều chấp nhận nhảy một điệu. Nhưng hai cô gái có lẽ đã quá sợ, đứng im không nhúc nhích thì còn biết gì nữa chứ. Quốc Đống, thằng đang sợ ngẩn ra đó là Cổ Tiểu Phong ít hơn chúng ta một tuổi. Ông có thể không có ấn tượng về nó, đấy là con của Cổ Chí Thường, phó giám đốc nhà máy phụ trách hậu cần, cả ngày đều thích ra vẻ ta đây, lần này thì hay rồi, gặp phải thứ dữ. Uông Phi nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Mã Chánh Khuê không thể không ra mặt, nếu không cuộc sống của hắn sau này sẽ rất khổ. Không khí khá nặng nề, Triệu Quốc Đống vốn không muốn xen vào vì đây là việc của Mã Chánh Khuê. Nhưng thấy Mã Chánh Khuê không thể làm gì được đối phương, hắn đành phải ra mặt. Nhảy với anh em của anh nhảy ư, anh là cái thá gì? Không nhảy cùng, anh có thể làm gì? Triệu Quốc Đống không hề khách khí đẩy đám người mà đi tới. Người trẻ tuổi tóc dài lập tức cảm thấy áp lực, người đến tuy có một mình nhưng khí thế rất mạnh, cũng là cao thủ. Mẹ nó chứ, thằng chó này không muốn sống hả? Một thằng bên cạnh người trẻ tuổi tóc dài không nhịn được cơn tức giận trong lòng mà lao lên, ngay cả người trẻ tuổi tóc dài cũng không giữ lại được. Triệu Quốc Đống hơi tránh sang bên, tay khoanh trước ngực không buồn động. Hắn vung chân lên đá ngã đối phương xuống mặt đất. Miệng sạch sẽ một chút cho ông, ở đây đến lượt mày nói chuyện sao? Một cú đá rất đẹp. Người trẻ tuổi tóc dài liền biết tên thanh niên cao to trước mặt không dễ dính vào. Thằng Mao Nhị kia tuy không giỏi nhưng cũng hay đánh nhau, vậy mà không có phản ứng gì đã trúng một đá của đối phương, một lúc lâu không đứng dậy được. Người trẻ tuổi tóc dài hít sâu một hơi rồi mở to mắt, tay vô thức đưa vào túi. Chú em đang ở đâu? Ở nhà máy dệt này hình như chưa từng thấy cậu. Anh muốn biết tôi đang ở đâu làm gì? Triệu Quốc Đống lạnh lùng khoanh tay nói. Đừng có định làm thân, tôi và các anh không chung đường. Ông hôm nay không có tâm trạng chơi với bọn mày, cút mau. Người trẻ tuổi tóc dài có chút tức giận, thằng này lớn lối như vậy, chẳng lẽ? Người trẻ tuổi tóc dài nhìn vào quần của đối phương, y liền ý thức được thân phận của Triệu Quốc Đống. Là cảnh sát, đồn công an Giang Miếu không có người này, chẳng qua nghe Chu Tử nói hình như trong đám con cháu nhà máy dệt này có thằng họ Triệu làm ở đội cảnh sát hình sự. Nghe nói là anh của thằng Triệu Lão Tam thường xuyên lên Giang Miếu đánh nhau. Chẳng lẽ là thằng này?
Chẳng qua nếu cứ như vậy mà rời đi thì mình sao còn làm đại ca với anh em. Người trẻ tuổi tóc dài hừ lạnh một tiếng, cười cười đưa tay tới mà nói. Chú em, tôi khuyên cậu đừng lo việc người khác. Triệu Quốc Đống cũng nhìn ra đối phương đoán được thân phận của mình, nhưng vẫn không cam lòng. Đối phương làm như vậy là thử mình một chút, hắn cũng thoải mái đưa tay cầm tay đối phương. Tôi mới cần khuyên các người mau rời đi, nếu không chờ lát nữa muốn đi cũng không được. Khi hai tay bắt nhau, người trẻ tuổi tóc dài liền dùng sức nhưng cảm thấy tay đối phương như chiếc kìm sắt, không hề động đậy. Mình đã dùng hết sức, tay mình có thể đánh vỡ gạch mà đối phương không có phản ứng. Người trẻ tuổi tóc dài đang định thu tay lại thì đối phương đột nhiên dùng sức làm nửa cánh tay của y run lên, thiếu chút nữa hét thảm. Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm lớn chuyện. Hắn vừa tới đồn công an Giang Miếu, chuyện này mặc dù oai phong nhưng truyền đến đồn thì lãnh đạo sẽ không hài lòng, có lẽ còn cảm thấy là hắn cố ý ra vẻ. Cho đối phương một bài học là đủ, người này cũng mạnh nếu là người bình thường bị Triệu Quốc Đống nắm như vậy đã không chịu nổi. Triệu Quốc Đống rất lạnh nhạt bỏ tay ra rồi nhỏ giọng nói. Cút ngay. Người trẻ tuổi tóc dài mặt tái mét hung hăng nhìn xung quanh, không nói một lời mà quay đầu rời đi. Mấy tên bên cạnh không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng thấy đại ca mặt mày khó coi rời đi thì cũng đành xám xịt chạy theo. Triệu Quốc Đống thấy đối phương đã đi, trước khi đi đối phương cũng không nói mấy câu chửi bới nên có ấn tượng tốt với tên này. Quyển 1, chương 11, hoa khôi của lớp. Không khí trong sàn nhảy đã sôi nổi trở lại. Hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn có cảm giác tự hào. Nhất là có thể được các cô gái trẻ nhìn với vẻ hâm mộ thì tin rằng người đàn ông nào cũng thấy mình bay lên mây. Quốc Đống, may mà có bạn. Mắt Khổng Nguyệt sáng lên mang theo một tia khác lạ nhìn thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống. Bạn về từ bao giờ thế? Nói gì thế, không nói chúng ta là bạn học cũ, nghề của mình cũng không thể chấp nhận người dân bị ức hiếp như vậy. Mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi Triệu Quốc Đống làm hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn không nhảy giỏi chẳng qua đường cần lại thích hoạt động văn hóa nên suốt ngày man Triệu Quốc Đống theo. Triệu Quốc Đống không thể không đi học nhảy, từ 3 bước, 4 bước cuối cùng phát triển thành 1 bước. Mình được điều về đồn công an Giang Miếu. Hả, bạn không phải đang làm ở đội cảnh sát hình sự sao? Sao lại về đồn công an Giang Miếu? Khổng Nguyệt có chút kinh ngạc mà hỏi, da thịt trắng nõn càng thêm sáng bóng dưới ánh đèn. À, đồn công an Giang Miếu thiếu người phá án. Nhà mình lại ở đây nên công an huyện phái mình về. Nhưng ai cũng nói tương lai phát triển ở đội cảnh sát hình sự cao hơn chút, nhiều người đều muốn điều lên huyện, công an huyện cũng là như vậy. Khổng Nguyệt có vẻ không nhận ra nỗi buồn của Triệu Quốc Đống. Đâu giống bọn mình, cả đời chỉ có thể ở nông thôn. Thực ra thị trấn huyện cũng không hơn nhà máy là mấy, chỉ to hơn một chút. Nhà máy bây giờ gì cũng có gì không tốt. Triệu Quốc Đống một bên cẩn thận tránh ra một đôi đang nhảy, một bên nói. Khác nhau chứ, huyện rất náo nhiệt, thứ gì cũng có. Trong nhà máy quanh đi quẩn lại là những người này, muốn mua thứ gì tốt đều phải lên huyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Nguyệt cách Triệu Quốc Đống không đầy 5 phân, những sợi tóc thoáng lướt qua mặt Triệu Quốc Đống, mùi dầu gội chui vào mũi hắn, ngực cô cũng rất cao, cô không còn vẻ ngây thơ như hồi cấp 2 nữa. Hơn nữa tay Triệu Quốc Đống đặt lên eo Khổng Nguyệt. Một tình cảm như cơn gió mùa xuân thổi qua. Lúc này trong đầu Triệu Quốc Đống đột nhiên nhảy ra một câu, có hoa không hái chẳng lẽ đợi không có hoa mới tìm. Cũng đúng, chẳng qua giao thông bây giờ cũng tiện, đi xe từ nhà máy lên huyện cũng chưa đầy một tiếng. Hết bài nhạc, Triệu Quốc Đống có chút lưu luyến bỏ tay ra, hắn rất có phong độ cùng Khổng Nguyệt ra khỏi sân khấu. Cô gái váy tím đứng bên lúc trước đã được giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Cô là Hàn Đông, giáo viên mới được phân tới nhà máy. Cô có đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ của tuổi trẻ, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn thật hấp dẫn người. Uông Phi và Phòng Tử Toàn đã sớm vây quanh nói chuyện với Hàn Đông. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể thấy rõ Hàn Đông không có hứng thú với hai người. Mặc dù vẫn nói chuyện nhưng luôn lộ rõ sự kiêu kỳ, ngay cả Khổng Nguyệt cũng cảm thấy. Bạn của bạn đúng là hơi kiêu. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói vào tai Khổng Nguyệt. Ừ, tính cô ấy là vậy, không thích là không để ý. Lúc này do nể mặt anh nếu không sợ chẳng buồn nói chuyện với hai người Phòng Tử Toàn. Khổng Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô ấy là người địa phương sao? Người ở huyện thành Bình Xuyên, tốt nghiệp sư phạm An Đô và được phân đến đây. Sao, Triệu Quốc Đống, bạn chưa có bạn gái nên thấy thích cô ấy sao? Ừ, hình như cô ấy cũng có ấn tượng tốt đối với bạn. Ha ha, Khổng Nguyệt,
cũng học làm bà mối sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Bạn cũng không có bạn trai, nếu muốn tìm bạn gái thì phải tìm bạn mới đúng. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau mà, thanh mai trúc mã đó. Thì, ai là thanh mai trúc mã với bạn? Sao bạn biết mình chưa có bạn trai? Mặt Khổng Nguyệt hơi nóng lên một chút, trong đầu nghĩ tới việc trước đây Triệu Quốc Đống đã theo đuổi mình, xem ra cũng có ý. Chẳng qua lúc ấy cô một lòng muốn học nên không suy nghĩ, không ngờ cuối cùng Triệu Quốc Đống lại thi được vào cấp 3 Giang Khẩu, cô lại chỉ vào cấp 3 Giang Miếu. Cuối cùng hắn lại thi được vào trường cảnh sát tỉnh, cô lại thi trượt. Ừ, chẳng lẽ nói bạn học từ hồi cấp 3 không tính sao? Khổng Nguyệt xấu hổ càng làm cho Triệu Quốc Đống động tâm, nói chuyện càng tùy tiện hơn. Chẳng lẽ là cùng ăn, cùng ở mới tính? Bạn nói gì? Khổng Nguyệt cuối cùng không nhịn được mà véo mạnh vào eo Triệu Quốc Đống. Chẳng qua động tác rất bí mật, cô không muốn người khác phát hiện. Ha ha, Khổng Nguyệt, con gái 18 đúng là càng lúc càng đẹp, lời này rất đúng với bạn. Đúng là hoa khôi của lớp chúng ta. Triệu Quốc Đống cũng là người trải qua chuyện nam nữa nên biết cách nịnh phụ nữ. Gì mà hoa khôi, cũng đều mấy người con trai các bạn nói linh tinh. Trong lòng Khổng Nguyệt rất vui nhưng lại ra vẻ không thèm để ý. Hàn Đông mới đẹp, bạn không thấy đôi má lúm đồng tiền của cô ấy rất đẹp sao? Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng chú ý Hàn Đông, cô gái này đúng là hơn người, nhất là khí chất kiêu kỳ càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Chẳng qua hắn hiểu tâm tư phụ nữ, nếu lúc này anh nhìn người khác nhiều hơn cô ấy sẽ không hài lòng. Triệu Quốc Đống chỉ là tùy tiện nhìn Hàn Đông rồi nhìn lại Khổng Nguyệt. Ừ, cũng được, xem ra Uông Phi và Phòng Tử Toàn không có cơ hội. Khổng Nguyệt đang có chút hối hận sao lại lôi Hàn Đông vào, cũng may Triệu Quốc Đống không nhìn Hàn Đông quá lâu. Nghe Triệu Quốc Đống nói, cô lắc đầu nói. Ánh mắt Hàn Đông rất cao, một nhân viên kỹ thuật trong nhà máy muốn tán Hàn Đông không đồng ý. Ánh mắt cao, vậy cô ấy muốn tìm ai trong nhà máy? Triệu Quốc Đống nói. Ý của bạn là người ta chỉ có thể tìm trong nhà máy ư? Khổng Nguyệt có chút không vui, Triệu Quốc Đống nói tới chạm vào nỗi đau của cô. Trong lòng cô muốn ra khỏi nhà máy nhưng thi đại học trượt, cuối cùng phải về nhà máy, đây là nỗi đau mãi mãi ở trong lòng Khổng Nguyệt. Mình không có ý đó, chẳng qua sự thật là thế. Nhà máy gần như khép kín, về cơ bản ít tiếp xúc với bên ngoài, không quá gần huyện nên nếu tìm bạn trai, ngày sau lấy chồng thì không nên xa nhau mà. Trừ khi có thể điều cô ấy ra ngoài. Đúng thế, nhỡ đâu Hàn Đông có thể tìm được cách ra ngoài thì sao? Khổng Nguyệt hừ một tiếng. Việc này thì không liên quan tới nhà máy. Cô ấy là giáo viên muốn điều đến trường nơi khác thì hơi khó. Triệu Quốc Đống cũng công tác gần năm, ở đội cảnh sát hình sự tiếp xúc nhiều người nên có kiến thức. Đối với người bình thường thì muốn điều động công việc là rất khó. Cho dù trong hệ thống công an thì anh muốn điều chỉnh công tác là khó hơn lên trời. Thấy Khổng Nguyệt bĩu môi, Triệu Quốc Đống liền đổi đề tài. Được rồi, chúng ta lo chuyện người khác làm gì. Khổng Nguyệt. Bạn làm ở phòng nhân sự tốt không? Điều chỉnh nhân sự trong nhà máy đều qua chỗ các bạn. Hừ, nói thì dễ nhưng điều chỉnh nhân sự thì bọn mình có thể làm chủ sao? Trưởng phòng, phó trưởng phòng, bên trên còn có phó bí thư đảng ủy, mình chỉ làm nhân viên thôi. Quyển 1, chương 12, mơ. Hai người đang nói chuyện thì Triệu Quốc Đống thấy Uông Phi, Phòng Tử Toàn, Hàn Đông và thanh niên vừa nãy sợ đến mức mặt tái mét đều đi tới. Triệu ca. Anh sợ không nhận ra em phải không? Em nhỏ hơn anh một tuổi. Cổ Tiểu Phong mặc chiếc áo phông rất mốt, xem ra ông bố của Cổ Tiểu Phong làm phó giám đốc phụ trách hậu cần của nhà máy có nhiều chất béo. Cổ Tiểu Phong đi giày tam A, trên áo sơ mi có một đóa hoa hướng dương, đây là biểu tượng hàng Pháp. Chẳng qua Cổ Tiểu Phong khá gầy nên như một cây trúc mặc áo vậy. Cổ Tiểu Phong hả, cũng có chút ấn tượng, tôi lâu không về nhà máy nên không nhận ra mấy người. Nếu không phải vừa nãy Uông Phi giới thiệu, Triệu Quốc Đống đúng là không nhớ nổi người này. Chẳng qua bố Cổ Tiểu Phong là phó giám đốc nhà máy nên Triệu Quốc Đống cảm thấy không nên làm mất lòng đối phương. Cổ Tiểu Phong khá vui vẻ vì Triệu Quốc Đống nhớ ra mình, y lấy ra một bao hồng sơn trong túi ra mà nói. Triệu ca còn nhớ em sao? Vừa nãy may là có Triệu ca. Nói vậy làm gì, chúng ta đều là người trong nhà máy, có thể để người ngoài vào đây ra vẻ sao? Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu mình không hút nhưng lúc này hắn nghe thấy ngoài cửa sàn nhảy có tiếng ồn ào, mấy người cao to lao vào. Mấy người giật mình nhưng nhìn kỹ thì kẻ cầm đầu là Triệu Đức Sơn, tay nó còn cầm ống tuyết to hung hãn chạy tới nói.
Anh, nghe nói có người ở Giang Miếu đến đây gây chuyện với anh. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Về ngay, có anh ở đây thì đến lượt mày sao? Mày như thế này là muốn làm gì? Muốn gây chuyện cho anh hả? Triệu Đức Sơn lúc này mới nhớ đến ông anh mình từ đội cảnh sát hình sự đi ra, ai dám làm càn. Mình cầm theo gậy không phải làm khó ông anh sao? Triệu Đức Sơn có chút xấu hổ đang định mang đám bạn đi thì Cổ Tiểu Phong tiến lên mời thuốc. Triệu ca, Triệu nhị ca cũng là đến giúp anh mà. Mã Chánh Khuê cũng đi tới nói. Quốc Đống, Đức Sơn cũng là có ý tốt mà. Lúc này Triệu Quốc Đống mới dịu giọng nói. Giúp, nó không gây chuyện cho tôi là được rồi. Đây là thời buổi pháp luật, cầm dao, gậy là muốn vào tù đó. Triệu Đức Sơn châm thuốc hít vào một hơi thật sâu, thuốc Hồng Sơn này đúng là ngon hơn thuốc bình thường. Đức Sơn cũng biết mình ở đây là không hợp nên vội vàng chào mấy câu rồi chạy ra ngoài. Quốc Đống, Đức Sơn nhà cậu chỉ có mình cậu mới dọa được, bây giờ ngay cả bố cậu cũng không quản được. Mã Chánh Khuê thấy Triệu Đức Sơn rất nghe lời Triệu Quốc Đống, không dám nói nhiều thì thở dài một tiếng mà nói. Cậu nên quản Đức Sơn chặt vào, một năm qua cậu ta không làm gì cả, chỉ cùng đám thanh niên trong nhà máy chạy khắp nơi, cũng có quan hệ với đám người Giang Miếu kia. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cảm ơn Mã ca, em bây giờ về nên có thời gian. Có em ở đây nó dám sao? Ôi, nhà máy không nhận công nhân nên mới thế. Đức Sơn có thể vào nhà máy làm việc thì khác rồi. Quốc Đống, hay là cậu cho Đức Sơn đến làm đội viên dự bị của đồn công an đi. Nó chưa vào quân đội thì sợ rằng không được. Nhà máy hàng năm cũng chỉ có vài chỉ tiêu vào quân đội, tranh nhau rất nhiều, không có chút quan hệ thì không vào được. Dù sao khi xuất ngũ về thì nhà máy nhất định phải phân công công việc. Không khí vốn đang tốt thì bị đám người Triệu Đức Sơn phá hỏng. Khi Khổng Nguyệt và Hàn Đông chào tạm biệt, Triệu Quốc Đống đúng là có chút lưu luyến. Chẳng qua Phòng Tử Toàn biết điều thay Triệu Quốc Đống hẹn Khổng Nguyệt và Hàn Đông đi chơi. Khổng Nguyệt và Hàn Đông đều lập tức đồng ý. Sau khi chào mấy người bạn, Triệu Quốc Đống về nhà mà có chút hưng phấn. Hắn nằm trên giường một lúc không thể ngủ. Nhà mà nhà máy phân cho chỉ có 3 phòng. Bố mẹ hắn một phòng, bà chị Triệu Linh San mặc dù cũng có phòng ở ký túc xá nhưng ít đến đó ở, cũng chiếm một căn. Căn phòng lớn còn lại dành cho 4 anh em trai. Cũng may Triệu Quốc Đống bình thường đều ở ngoài, từ đi học, làm việc đều ở cơ quan là nhiều. Mà Triệu Trường Xuyên, Triệu Vân Hải cũng hay ở tại trường nên cũng không chặt. Hôm nay là cuối tuần Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Vân Hải cũng về nhà, giường là giường thấp, Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên một chiếc, Triệu Đức Sơn và Triệu Vân Hải nằm trên một cái. Chẳng qua Triệu Đức Sơn vẫn chưa về. Triệu Quốc Đống không biết mình ngủ lúc nào, hắn chỉ thấy giấc ngủ này rất ngon như vài chục năm. Vô số hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Trong giấc ngủ, Triệu Quốc Đống nghe thấy có người nói chuyện. Quốc Đống vẫn chưa dậy sao? Để con ngủ thêm đi. Con nó ở đội cảnh sát hình sự không được ngủ ngon mấy mà. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, hay là bảo con ăn cơm rồi ngủ tiếp? Chờ chút đi. Tiếng bước chân vang lên, căn phòng trở lại yên tĩnh. Triệu Quốc Đống xoay người dậy thì thấy đúng quần ẩm ướt, rất khó chịu, người phụ nữ trong đầu là ai nhỉ? Ngoài đường Cẩn ra thì giống như còn nhiều người phụ nữ khác. Triệu Quốc Đống lắc đầu, xảy ra chuyện gì thế này? Rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo vì vậy khá tối. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường và nghĩ, mình mơ hay sao? Hắn cẩn thận nhìn mình, vẫn đầy sức lực, quần lót vẫn là quần đó, không, không phải bây giờ mình vẫn đang mơ đó chứ? Đột nhiên bao ký ức từ từ sâu chuỗi lại, giấc mơ hôm qua như một bộ phim từng chút một hiện lên trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc phát hiện giấc mơ này sao thật như vậy? Hắn nhớ như in giống mọi việc đều xảy ra trên người mình vậy. Triệu Quốc Đống cố gắng muốn ký ức của mình trở nên rõ ràng. Nhưng giấc mơ này hình như được cột lại vào nhau, nhiều thứ chỉ mơ hồ mà thôi. Hắn hít sâu một hơi và cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Hắn cố nhớ mọi thứ trong giấc mơ nhưng hình như lại không dễ như vậy. Triệu Quốc Đống nhìn lịch trên tường, lại nhìn đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ điện tử của Nhật Bản, có lịch dương. Triệu Quốc Đống đã phải bỏ ra 2 tháng tiền lương mới mua được, tất cả vẫn thế, chẳng lẽ thực sự mình mơ sao? Triệu Quốc Đống lẩm bẩm một tiếng. Hắn không biết những gì mình mơ thấy có là thật không, nhưng hắn lại nhớ rất kỹ, đây có vẻ không phải giấc mơ bình thường. Quyển 1, chương 13, biết trước. Triệu Quốc Đống ngẩn ra ngồi trên giường mà cố gắng nhớ mọi việc. Tất cả đều như thật nhưng hắn không biết là thật hay không.
Nương Cần vài tháng sau sẽ chia tay hắn rồi dựa vào lòng một thằng khác. Chẳng qua hôn nhân của cô không hạnh phúc, thằng kia sau khi lấy cô vài năm được điều lên đảng ủy cục công an thành phố, sau đó lại đến làm phó chánh án tòa án quận Thanh Giang, hình như có quan hệ với một nữ thẩm phán trẻ tuổi, cuối cùng ly hôn với Đường Cần. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nhớ rõ sau đó mình và Đường Cần có quan hệ kia vài lần, chẳng qua hắn không còn cảm giác như trước nữa. Khổng Nguyệt, theo hắn nhớ thì hình như không có gì phát triển với cô, hai bên như hai con đường song song. Cuối cùng cô hình như lấy con của phó bí thư đảng ủy nhà máy, kết quả vài năm sau phó bí thư kia vì quan hệ với nữ công nhân nên bị bắt và mất chức. Chồng cô chỉ biết dựa vào ông bố, hơn nữa suốt ngày uống rượu, uống say về lại đánh Khổng Nguyệt. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì mấy lần hắn về nhà máy có thể trên mặt Khổng Nguyệt có vết thương. Khổng Nguyệt cuối cùng hình như là mở một cửa hàng tạp hóa ở đường chính Giang Miếu. Một cô gái kiêu kỳ, đẹp như vậy mà lại có kết quả như thế, Triệu Quốc Đống cũng không tin. Một loạt người quen thuộc mà lại xa lạ tụ tập lại và trở nên rõ ràng, nhưng vẫn có nhiều ký ức rất mơ hồ. Còn hắn thì sao? Hắn ở đồn công an Giang Miếu một năm rồi trở lại đội cảnh sát hình sự. Chẳng qua lúc ấy đội trưởng không còn là Lưu Thắng An, y đã đến làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông, bí thư Trương Đức Tài đã thành đội trưởng. 5 năm ở đội cảnh sát hình sự đã rèn luyện hắn nhiều nhưng vì bị lãnh đạo chú ý nên không thể tiến thêm. Triệu Quốc Đống qua đó biết rõ việc chọn sai đường. Đến khi Lưu Thắng An làm phó trưởng phòng phụ trách an ninh trật tự và đồn công an thì hắn mới được đến làm phó trưởng đồn Kiều Quan. Chẳng qua 2 năm sau Lưu Thắng An được điều đến phòng công an huyện Mai làm bí thư đảng ủy thì hắn lại rơi vào khó khăn. Trương Đức Tài rất nhanh thành bí thư đảng ủy thì hắn sao có cửa tốt. Hắn ở đồn Kiều Quan 5 năm, đến khi Trương Đức Tài một lần uống rượu và trúng gió, hắn mới được điều đến làm bí thư đồn công an Bắc Ngoại, lúc ấy hắn đã hơn 30. Làm ở đây 3 năm rồi đến làm trưởng đồn công an Tây Giao, khi đó hắn đã là 36, 37 tuổi. Lúc ấy lại có yêu cầu trẻ hóa cán bộ, 36 tuổi không được đề bạt lên làm phó trưởng phòng, về cơ bản hắn đã đến cuối, nhiều lắm chỉ có thể làm được chức phó trưởng phòng hoặc phó bí thư đảng ủy công an huyện mà thôi. Nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa là không thể. Đây là tiên đoán hay là nhớ lại? Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ. Sức khỏe bố mẹ hắn, theo hắn nhớ thì không vấn đề gì. Triệu Đức Sơn vào tù, nó không có việc 3 năm và một lần đánh nhau khiến người ta bị thương nặng và bị giam 7 năm. Triệu Trường Xuyên không thi đỗ đại học, cuối cùng vào nhà máy. Nhưng mà chỉ vài năm thì nhà máy dệt Ando bị kinh tế thị trường vứt bỏ. Triệu Trường Xuyên trở thành công nhân về hưu. Theo hắn nhớ thì Triệu Trường Xuyên chưa có bạn gái, nếu như không có em trai út giúp về kinh tế thì Triệu Trường Xuyên sẽ sống rất khổ. Triệu Vân Hải là người giỏi nhất Triệu gia, thi đỗ học viện tư pháp Trung Nam, tốt nghiệp được bố trí về phòng tư pháp Ando, chẳng qua vài năm sau từ chức và mở một công ty luật. Ban đầu cũng làm ăn tốt, có xe từ Santana đến BMW S730 cùng Range Rover. Hắn có thể thành phó trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu cũng là nhờ Triệu Vân Hải giúp. Tất cả sẽ thành thật sao? Hay đây chính là thực tế nhắc hắn biết trước? Triệu Quốc Đống không thể nào biết được. Chẳng qua tiếng bước chân ngoài cửa làm Triệu Quốc Đống biết bây giờ không nên chìm vào suy nghĩ, cần giải quyết bây giờ là cơn buồn. Cả sáng hôm đó tâm trạng Triệu Quốc Đống rất không tốt. Cả nhà cũng thấy thế chẳng qua mọi người nghĩ hắn không yên là do bị điều về đồn công an Giang Miếu nên biết điều không nói. Mãi cho đến khi ăn trưa xong, Triệu Quốc Đống mới tỉnh táo lại từ cơn mê. Chị, Lưu Thành được đó, đáng để quan hệ. Triệu Quốc Đống nói. Trong mơ hắn thấy Lưu Thành và Triệu Linh San sau khi có con không lâu thì nghỉ việc, nhưng vợ chồng này hoạn nạn có nhau và mở một quán ăn ở huyện thành, làm từ nhỏ đến lớn cũng được. Khi Triệu Vân Hải học đại học và mới tốt nghiệp chưa thành trụ cột kinh tế gia đình thì đều nhờ vào vợ chồng Triệu Linh San, Lưu Thành giúp mọi người. Mà biểu hiện của Lưu Thành cũng chứng minh ánh mắt của Triệu Linh San. Triệu Linh San rất vui và khó hiểu. Triệu Quốc Đống bây giờ có tiếng nói lớn ở trong nhà, ngay cả ông bố cũng không dễ gì phản đối ý của hắn. Triệu Đức Sơn càng không cần phải nói, trước mặt Triệu Quốc Đống thì như một học sinh tiểu học vậy. Câu nói này của Triệu Quốc Đống có nghĩa là cô có thể công khai yêu Lưu Thành. Không phải ngại nữa. Anh nói gì thế? Triệu Đức Sơn gân cổ nói. Nó rất coi thường tên Lưu Thành hiền lành kia. Trong mắt nó thì đấy là hèn nhát. Anh nói được là được. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn, thấy Đức Sơn rụt mắt lại liền lạnh lùng nói. Mày cảm thấy mắt và tai của anh mày không nhìn không thấy gì sao? Anh nói mày, Lưu Thành đến nhà thì mày đừng có mà ra vẻ này nọ. Người ta là khách,
mày đừng để người ngoài nói nhà ta không có lễ phép. Triệu Đức Sơn không dám nói gì, dù về phương diện nào thì Triệu Quốc Đống cũng hơn nó nên nó không tự tin. Vốn đánh nhau là thế mạnh của nó vậy mà cũng bị Triệu Quốc Đống đánh cho chỉ biết chịu trận. Triệu Quốc Đống đã nghĩ ra dù trong giấc mơ là thật hay không thì cuộc sống cũng phải dựa theo suy nghĩ của hắn mà đi. Sự kiện Mỹ đánh Afghanistan, ngày 11 tháng 9, Đại sứ quán của Trung Quốc ở Nam Tư bị bắn trúng, Milosevic bị xét xử, Saddam bị bắt và treo cổ, sóng thần, động đất, khủng hoảng tài chính châu Á, đâm máy bay ở Nam Hải, Trung Quốc tổ chức Olympic. Giá cổ phiếu ngành xây dựng Trung Quốc tăng mạnh, Barack Obama làm tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ. Các việc này nếu là thật thì mình có thể thay đổi gì không? Những lời tiên đoán đưa ra sẽ làm người ta nghĩ hắn là điên hoặc bị tâm thần, thế giới này không còn nhà tiên tri nữa. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng vài năm hay 10 năm sau mình có năng lực thay đổi gì. Hiệu ứng hồ điệp chỉ trong hoàn cảnh nhất định mới có thể sinh ra, xác suất còn thấp hơn cả trúng xổ số. Muốn hắn viết chuyện Harry Potter, Triệu Quốc Đống đoán dù đi học văn hóa phương Tây 10 năm cũng không thể viết được. Đương nhiên cũng có điều quy luật khoa học không phải lấy ý chí mọi người mà thay đổi, nhưng con người có thể lợi dụng quy luật khoa học mà thay đổi thế giới. Nếu giấc mơ là thật thì hắn có phải có thể khéo léo lợi dụng việc này mà khiến cuộc sống của mình tốt hơn không? Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại những thứ có thể giúp mình đạt được thay đổi. Nhưng làm hắn thất vọng đó là trong ký ức gần như không có thứ gì đáng giá. Đường Cần chia tay hắn có thể nói với cô là cô sẽ không hạnh phúc trong hôn nhân sao? Cô sẽ tin sao? Nói cho Lưu Thắng An là sau khi y làm phó trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu vài năm thì sẽ tới làm bí thư đảng ủy công an huyện Mai Ư. Y có lẽ coi mình điên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường của mình. Không, lúc này Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là khó có thể nói ra. Hắn đang cần làm một việc gì đó để chứng minh giấc mơ là thật hay không. Nhưng bây giờ có thể nhớ vài thứ mà thôi, chẳng lẽ mình phải mất vài năm, thậm chí hơn 10 năm sau mới biết chuyện là thật hay không ư? Quyển 1, chương 14, Hàn Đông. Đức Sơn lén trốn ở một góc mà nhìn Triệu Quốc Đống. Ông anh nó có vẻ hoảng hốt, Đức Sơn đang thầm nghĩ có phải do gặp hai cô gái kia tối qua không? Đức Sơn biết Quốc Đống có bạn gái ở Ando, nó đã xem ảnh thì thấy rất đẹp, không thua gì Khổng Nguyệt và giáo viên Hàn Đông kia. Chẳng qua người ta ở Ando, sao có thể so sánh với Giang Khẩu? Đức Sơn thầm nghĩ ông anh đang thất tình, nếu muốn chữa thì biện pháp tốt nhất là có tình yêu khác. Anh, mấy chị Khổng Nguyệt đến tìm anh. Hả, bọn họ đến ư? Triệu Quốc Đống ngồi xuống nhìn ra ngoài thì thấy có một chiếc xe đạp đỗ trước sân giặt quần áo, mấy người nam nữ đang nói chuyện. Vâng, mấy anh Trường Khánh cũng tới. Đức Sơn lau lau mồ hôi trên tay rồi nói. Mặc áo vào. Triệu Quốc Đống vứt tạm suy nghĩ ra khỏi đầu rồi trừng mắt nhìn Đức Sơn. Anh, bọn họ đợi anh ở ngoài. Triệu Quốc Đống mặc một chiếc áo ba lỗ đã cũ mà hừ một tiếng. Nắng như vậy rồi chẳng lẽ mấy anh chị còn đi chơi? Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến thằng em, đứng dậy đi ra ngoài. Khổng Nguyệt, Hàn Đông, hai bạn tới. Triệu Quốc Đống mặc một chiếc áo phông cảnh sát màu xanh lục trông khá oai phong. Quốc Đống, ông không mấy khi về, hôm nay chúng ta lên núi Vân Thai đi, 36 động liên hoàn ở đó chúng ta đã nhiều năm không trèo lên mà. Hôm nay trời hơi nắng mà chui vào động thì sẽ rất mát. Bọn tôi mang theo lương khô rồi, chúng ta ăn rồi đến Ninh Giang bơi nữa. Y nháy nháy mắt với Triệu Quốc Đống và nói. 36 động liên hoàn ở núi Vân Thai. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu, trời nắng như vậy mà đi ư. Đi xe đạp cũng chỉ nửa tiếng là tới, bờ sông gió lớn nên mát mà. Y hừ một tiếng mà nói. Quốc Đống, không mấy khi ông về, mọi người tụ tập đi chơi chẳng lẽ ông từ chối. Đừng nói linh tinh, đi là được chứ gì. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay đầu hàng mà nói. Đi thôi, hai bạn gái phải mang ô che nắng đó, mà đã chuẩn bị áo tắm chưa? Còn cần bạn nói sao? Khổng Nguyệt cười cười rồi đeo kính chống nắng lên, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, đôi chân trắng nõn càng thêm chói mắt dưới ánh nắng. Ngô Trường Khánh đi cùng Kiu Kiu, Hàn Đông nhảy lên xe Triệu Quốc Đống trước, Khổng Nguyệt thì lên xe y. Tiếng chuông vang lên trên đường, tiếng cười nói thi thoảng vang lên. Giống như ngay cả ánh nắng cũng bớt đi nhiều. Đôi tay thon dài của Triệu Quốc Đống ôm lấy eo Triệu Quốc Đống làm hắn có chút không tự nhiên. Mặc dù Đường Cẩn cũng từng làm như vậy nhưng cảm giác này khác hẳn. Một cô gái ngồi sau xe hắn, tay còn đặt trên eo hắn, mùi hương nhàn nhạt truyền tới làm Triệu Quốc Đống không quen.
Hắn không biết Hàn Đông nghĩ như thế nào mà nhảy lên xe mình. Hắn nghĩ mãi và đoán Hàn Đông không muốn ba người Ngô Trường Khánh có suy nghĩ khác, cho nên lấy hắn làm tấm bia đỡ đạn. Dù sao bây giờ có Khổng Nguyệt ở đây thì cũng không thể có việc gì mà. Cách nghĩ này làm Triệu Quốc Đống thoải mái hơn. Hàn Đông hôm nay mặc dù đẹp nhưng hắn nằm mơ không có ấn tượng gì về cô. Sau khi hắn rời khỏi đồn công an Giang Miếu thì ít có quan hệ với nhà máy, cũng chỉ liên lạc với mấy bạn học cũ mà thôi, người khác thì hắn không chú ý tới. Gái đẹp thì các nơi khác còn thiếu nhưng tại nhà máy dệt lại không ít. Mấy ngàn nữ công nhân thì có thể dễ chọn ra mấy chục cô rất đẹp. Thời buổi này muốn làm nhân viên công chức không dễ, nhà máy dệt hàng năm nhận công nhân đã hấp dẫn không ít các cô gái ở huyện xung quanh, thậm chí là quận An Đô. Em nghe Khổng Nguyệt nói Triệu ca tốt nghiệp trùng cảnh sát. Hàn Đông nhẹ nhàng nói. Ừ, vừa tốt nghiệp năm trước, em không phải người Giang Khẩu, sao lại được phân tới đây? Em ở Bình Xuyên, trường thống nhất phân công công việc. Em còn nghĩ nhà máy dệt An Đô là ở huyện thành, không ngờ lại là ở Giang Miếu. Hàn Đông có chút nuối tiếc mà nói. Ừ, nhà máy dệt nghe thì hay nhưng lại ở quê, đúng là lừa không ít người. Chẳng qua nhà máy này cũng lớn, đầy đủ mọi thứ. Mặc dù không thể so sánh với huyện thành nhưng tốt hơn các thị trấn bình thường nhiều. Triệu Quốc Đống vừa đạp xe vừa nói. Xem ra em chỉ có thể ở đây cả đời mà thôi. Vẫn là Triệu ca tốt, là nhân viên công chức, mặc đồng phục cảnh sát rất oai phong, hơn nữa lúc nào cũng có thể được điều lên huyện thành. Nhân viên công chức, Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Hắn càng lúc càng tin thứ trong mơ là thật, vì nó quá phù hợp với quy luật phát triển. Bát cơm chắc chắn cuối cùng cũng mất, mà nghề cảnh sát cũng dần dần thành nghề không được chào đón nhất của nhân viên công chức. Khi địa vị chính trị và kinh tế của một nghề càng lúc càng không tương ứng với những gì bỏ ra, nghề này đương nhiên sẽ không được ai quan tâm. Cho nên các nhân viên công chức thi vào ngành khác thường là một chọi trăm, nhưng số người báo vào làm cảnh sát cơ sở là quá ít. Nhưng nghề giáo lại được chào đón, chẳng những thu nhập cố định không thấp hơn nhân viên công chức, còn có nhiều thứ thêm, nếu giỏi còn có thể dạy thêm. Chỉ riêng thu nhập này còn hơn cả tiền lương. Không tốt như em nói đâu, nghề cảnh sát vất vả không nói, hơn nữa không có điểm chuẩn. Nhìn thì oai nhưng nỗi khổ chỉ mình biết mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích nhiều. Chẳng qua ngành cảnh sát có lợi nhất là biết nhiều kiến thức xã hội, thấy nhiều mặt trái của xã hội. Đó là những thứ có nhiều người cả đời không thể biết. Ồ, Triệu ca vì nguyên nhân này mà thi vào trường cảnh sát. Hàn Đông có chút hứng thú mà hỏi, hai tay như cố ý ôm chặt eo Triệu Quốc Đống hơn. Cái này thì không phải, lúc ấy anh cảm thấy thích nghề này, hơn nữa cũng không biết thi đỗ hay không nên tùy tiện đăng ký, ai ngờ lại trúng. Triệu Quốc Đống nhớ tình hình lúc đó liền chép miệng nói. Có lẽ ông trời muốn anh làm cảnh sát. Hi hi, Triệu ca là cảnh sát cũng tin điều này sao? Hàn Đông cười cười một tiếng. Ha ha, anh còn là đảng viên đó, là người theo chủ nghĩa duy vật. Triệu Quốc Đống thấy Hàn Đông cũng khá dễ gần. Triệu ca chắc có bạn gái rồi phải không? Làm ở đâu thế? Khi Hàn Đông hỏi như vậy, Triệu Quốc Đống mẫn cảm thấy đối phương có chút khẩn trương. Nghĩ đến mấy tháng nữa Đường Cẩn sẽ chia tay mình, Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Dù hắn biết chuyện này sẽ xảy ra và không thể thay đổi. Trừ khi trong vài tháng ngắn ngủi, hắn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Quyển 1, chương 15, tâm tư. Bạn gái gì chứ? Anh bận từ sáng đến tối đen thì ai thèm làm bạn gái anh? Triệu ca lại nói dối rồi. Giỏi như Triệu ca thì đi đâu chẳng có một loạt cô gái vây quanh. Em không tin các cô gái ở công an huyện lại mù mắt. Tâm trạng Hàn Đông trở nên tốt hơn. Ai lại tìm bạn trai cùng nghề cảnh sát chứ? Vậy không phải là bận hết sao? Triệu Quốc Đống nói lấy lệ. Trên thực tế ở phòng có không ít đôi, ví dụ như Hoàng Hóa Thành tán đồng mạn vậy. Vậy Triệu ca định tìm bạn gái như thế nào? Như thế nào là sao? Triệu Quốc Đống nhìn thấy mấy người bạn học mãi không đuổi kịp nên đi chậm lại. Thích là được mà. Cái gì gọi là thích? Cái này quá hư vô, phải có vài yêu cầu thực tế chứ. Hàn Đông làm nũng mà nói. Bởi vì đầu dựa gần nên một làn hơi nóng khi cô thở đã truyền vào lưng Triệu Quốc Đống. À, ấn tượng đầu tiên tốt là được, ví dụ như xinh đẹp có thể làm động tâm. Triệu Quốc Đống phát hiện mình nói hơi sơ hở nên suy nghĩ một chút rồi nói. Còn có là tính cách tốt một chút, có thể hợp nhau là được. Đơn giản như vậy sao? Không có yêu cầu gì khác ư? Công việc, gia đình thì anh không suy nghĩ sao? Em không tin.
Hàn Đông có vẻ như không tin, tay hơi véo eo Triệu Quốc Đống. Gia đình anh là công nhân bình thường, còn có thể yêu cầu người khác như thế nào? Cảnh sát cũng không phải nghề tốt gì mấy, còn có thể yêu cầu nghề của bạn gái tốt như thế nào? Có thể có việc là được rồi. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn nhạy cảm nắm bắt được ý trong lời Hàn Đông. Yêu cầu của anh quá thấp, nếu là như vậy thì nhà máy rất nhiều nữ công nhân, chọn ra một cô gái xinh đẹp và tính tốt một chút, anh sẽ thích phải không? Hàn Đông rất thông minh mà nói. Cái này thì chưa chắc, vậy phải xem cảm giác và duyên phận. Triệu Quốc Đống nói. Triệu ca có ý gì? Cảm giác là hai người có hút nhau không, nói cách khác là có cảm giác hấp dẫn lẫn nhau không? Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu nói loạn, nói dối mấy cô gái là thế mạnh của hắn. Nhất là giấc mơ đêm qua làm cho tinh thần hắn nâng cao hơn, ngôn ngữ cũng phong phú hơn. Mặc dù thi thoảng cũng thấy hơi lạ nhưng dùng để nịnh gái thì quá được. Duyên phận thì quan trọng hơn cảm giác mà. Cảm giác chỉ có thể làm hai người thành bạn hoặc là người yêu, nhưng chưa chắc có thể thành vợ chồng. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nói thì thấy mấy người kia chưa vượt qua nên có chút khó hiểu, hắn lại đi chậm thêm. Cuộc sống rất tàn khốc, có chút người mặc dù có tình cảm, thậm chí rất yêu nhau nhưng do nhiều điều kiện ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không thể không nuối tiếc chia tay. Đây là có duyên không phận. Triệu ca nói có lý. Hàn Đông không ngờ Triệu Quốc Đống trông cao to như vậy mà lại ăn nói giỏi thế, trong lòng cô hơi động một chút. Chẳng qua anh không thấy là như vậy, chỉ cần hai người yêu nhau thì dù có gì ngăn cản nhưng cũng có thể vượt qua mà. Người xưa nói nhân định thắng thiên mà, không sợ không làm được, chỉ sợ không cố gắng vượt qua mà thôi. Chỉ cần em cố gắng thì nhiều vấn đề không khó khăn như em nghĩ. Hai câu này của Triệu ca hơi duy tâm. Cô gái không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói triết lý như vậy. Cô có cảm giác khác về Triệu Quốc Đống. Cô vốn thử dò xét cho Khổng Nguyệt nhưng Triệu Quốc Đống lại cho cô cái nhìn mới. Duy tâm, ha ha, nhiều thứ thoạt nhìn như duy tâm nhưng lời nói có thể cổ vũ tinh thần mà. Chỉ cần em không ngốc chui đầu vào góc là được. Chiếc xe đằng trước đột nhiên dễ làm Triệu Quốc Đống phải phanh gấp. Hàn Đông bất ngờ nên kêu lên một tiếng và ôm chặt Triệu Quốc Đống. Nhìn xe đằng trước đã đi xa, Triệu Quốc Đống không nhịn nhỏ giọng mắng. Ngực Hàn Đông đột nhiên đè vào lưng làm Triệu Quốc Đống có cảm giác khác. Hắn cảm thấy mình có thể thay đổi những thứ trong giấc mơ, không chừng sẽ có quan hệ gì đó với Hàn Đông. Hàn Đông cũng như vậy, trong nháy mắt khi ngực cô va vào lưng Triệu Quốc Đống, cô cảm thấy mình có vẻ sẽ có quan hệ gì đấy với Triệu Quốc Đống. Mặc dù mới đầu cô chỉ là muốn dò xét giúp chị em mà thôi. Đám phòng tử toàn cuối cùng đã chạy lên, trong mấy người có cả nam cả nữ nên đi đường không mệt. Dù là phải đèo người nhưng thấy rất nhẹ nhàng. Một bên đạp xe, một bên nói chuyện, bạn học với nhau đúng là có nhiều thứ cần nói chuyện ngày xưa làm Triệu Quốc Đống không khỏi than thở. 36 động liên hoàn núi Vân Thai nghe tên thì kêu nhưng thực ra chỉ có tiếng ở địa phương. 36 động cũng không sâu, ở giữa sườn núi, động không lớn nhưng được cái là liên hoàn, cây cối đan xen che ánh nắng nên vào đó có cảm giác khác. Có phải là 36 động hay không thì không ai đếm. Trên đầu mỗi động đều có các khe cho ánh sáng tiến vào. Mặc dù động khá tối nhưng không cần đuốc mà chỉ cần một cây đèn pin là có thể đi. Đám người Triệu Quốc Đống đầy vui vẻ bắt đầu chui vào động, ngoài động mặc dù khá nóng nhưng vừa vào trong đã thấy rất mát mẻ. Quốc Đống, tôi thấy Khổng Nguyệt lần này đúng là muốn nói chuyện kia với ông phải nắm bắt cơ hội. Phòng tử toàn nhân lúc mấy người kia ở ngoài chuẩn bị đèn pin và nước liền nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Vậy ư? Sao tôi không thấy? Triệu Quốc Đống cười nói. Ông muốn tôi và Khổng Nguyệt có quan hệ, có phải là nhìn chúng Hàn Đông? Không phải như vậy, tôi biết mình là ai mà. Hàn Đông kiêu lắm, ngay cả Cổ Tiểu Phong cũng không thèm để ý, sao để ý bọn tôi? Phong Tử Toàn lắc đầu nói. Uông Phi còn cố mà lao vào, tôi đã khuyên nó nhưng mà không được. Nó không cam tâm. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn Phong Tử Toàn. Tên này có lẽ vì ảnh hưởng việc gia đình nên trưởng thành hơn trước nhiều. Trong giấc mơ thì Phong Tử Toàn cuối cùng là người buôn thuốc lá lậu nổi tiếng ở quận An Đô. Mặc dù Phong Tử Toàn quan hệ tốt với phòng công an nên không bị bỏ tù nhưng lại bị một tên cạnh tranh buôn lậu thuốc cho người đánh gãy chân mà thành tàn phế. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than nếu mình có lực lượng thì có phải là giúp bạn thay đổi vận mệnh không? Không thay đổi được lịch sử nhưng mình có nhiều thời gian như vậy, lại biết trước thì nếu giấc mơ là thật. Muốn thay đổi vận mệnh mấy nhân vật nhỏ cũng không khó mà. Triệu Quốc Đống suy nghĩ ít nhất mình nên bắt đầu thử xem sao. Quyển 1, chương 16, mập mờ.
tôi nói nghiêm túc với ông đó. Khổng Nguyệt là hoa khôi của lớp thì chỉ ông là xứng. Nếu để mấy thằng Khanh Liệt Bưu, Cổ Tiểu Phong đạp nát thì bọn tôi không cam tâm. Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra một chút liền đẩy Triệu Quốc Đống. Không chừng Khanh Liệt Bưu, Cổ Tiểu Phong còn tốt hơn. Con người của tôi cũng không phải loại có mới nới cũ. Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại nói như vậy. Sao có thể để chúng làm hỏng hoa đẹp chứ? Bạn học nhiều năm thì tôi còn không biết tính cách của ông sao? Đám đáng ghét đó sau khi chơi chán liền bỏ người rồi còn nói ra làm người ta mất danh dự, để các cô gái đố không tìm được bạn trai mới, không biết bọn nó nghĩ như thế nào. Phòng Tử Toàn rất bất bình mà nói. Đây là do đàn ông đều muốn chiếm hữu, sao thế ông? Chẳng lẽ lại có ý tốt như vậy sao? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Hừ, xưởng sợi có hai nữ công nhân bị Khanh Liệt Bưu chơi cho ếng bụng và phải đi phá thai. Một cô chảy nhiều máu suýt chết mà Khanh Liệt Bưu không cho người ta tiền chữa trị. Thằng Cổ Tiểu Phong cũng không tốt đẹp gì, cả ngày tụ tập đám danh con đến nhà tắm công cộng nhìn lén. Hả, thằng này lớn như vậy mà còn thích nhìn trộm sao? Ha ha, có thể hiểu, chẳng qua Cổ Tiểu Phong muốn tìm người để giải thích sinh lý cũng không khó, sao phải làm như vậy? Triệu Quốc Đống biết nhà tắm công cộng lớn, chủ yếu là nữ công nhân tắm. Khi tắm thì ở trong giống nóng nên cần thông khí. Mỗi phòng đều có nhiều lỗ thông gió, Cổ Tiểu Phong đi qua lại bên cạnh đó nhất định là muốn nhìn trộm nữ công nhân đang tắm. Từng cơ thể trắng nõn cười cười, nói trong làn khói, ngực cao vút, mông căng đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Chuyện này khi Triệu Quốc Đống và Phòng Tử Toàn học cấp 2 cũng đi làm, chẳng qua khi lớn lên liền không có ý này nữa. Hừ, ai biết đầu óc chúng nghĩ gì? Phòng Tử Toàn tức giận nói. Khanh Liệt Bưu cùng Cổ Tiểu Phong là đám ruồi nhặng suốt ngày chạy quanh nhà máy, thấy ai đẹp là tìm cách tới gần, cứ quấn lấy. Sau khi chơi gái xong liền bỏ ngay. Ồ, tính nghề nghiệp làm Triệu Quốc Đống cảnh giác, hắn do dự một chút rồi nói. Bọn họ có cưỡng ép nữ công nhân không? Cái này thì không. Phòng Tử Toàn lắc đầu nói. Đám người này rất gian xảo, bọn chúng cũng không dám làm chuyện có thể ngồi tù. Cảnh sát đâu cần biết ai là con của bí thư đảng ủy hay giám đốc nhà máy dệt chứ. Ừ, vậy không có cách nào rồi, quan hệ nam nữ do người ta tự nguyện, một bên muốn chơi, bên kia chấp nhận thì không trách được ai, không ai quản được. Phòng Tử Toàn cũng rõ đám người Cổ Tiểu Phong không cần phải như vậy. Không biết bao nhiêu cô gái bị da can HC ẩu bọn họ hấp dẫn, người không xấu mà. Chỉ cần ra tay hào phóng chút thì các cô gái ham vinh hoa sẽ dạng chân ra cho người ta chơi ngay. Quốc Đống, hai người làm gì thế? Mau vào thôi. Ngô Trường Khánh gọi. Đến ngay. Triệu Quốc Đống vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Cảm ơn ý tốt của ông, theo tự nhiên đi. Đám người đi vào động, nền đất ẩm ướt nên nhiều rêu, cây dương xỉ mọc đầy động. Ngô Trường Khánh và Uông Phi dẫn đầu, Phòng Tử Toàn, Hàn Đông và Khổng Nguyệt đi tiếp theo, Triệu Quốc Đống đi cuối cùng. Nghe nói muốn leo núi nên Triệu Quốc Đống đã đổi đôi giày đá bóng. Hai cô gái không suy nghĩ chu đáo như vậy nên đi giày cao gót. Vì vậy tốc độ di chuyển chậm rất nhiều. Hàn Đông, Khổng Nguyệt, sợ là phải nhanh một chút nếu không sẽ không theo kịp đâu. Triệu Quốc Đống thực tế rất thích cảm giác lãng mạn trong bóng tối, nhưng hai cô gái này đi chậm quá, hơn 10 phút mà đã bắt đầu rơi khỏi đội. Điều này làm cho hắn đi sau cùng phải nhắc một chút. Triệu ca, em và Khổng Nguyệt quên không đổi giày thể thao, đường không dễ đi. Đằng trước lại tối nên chỉ có thể đi từng bước. Ai bảo bạn đi cuối làm gì? Vậy bạn phải có trách nhiệm đi cùng bọn mình. Khổng Nguyệt quay đầu lại cười nói, hàm răng trắng nõn trông khá bắt mắt. Được rồi, chẳng qua hai người cũng đi nhanh một chút được không? Cứ như vậy thì mặt trời lặn cũng không đi ra được ngoài. Hay là mình giúp hai người? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Bạn giúp như thế nào? Có hai người đó. Khổng Nguyệt nói. Dễ mà. Mình một tay ôm một người, hai người cũng không nặng mấy mà. Chẳng qua đường hơn hẹp nên sợ chạm đầu. Nhìn Khổng Nguyệt có chút khó khăn trèo lên tảng đá, Triệu Quốc Đống liền vô thức đẩy cô lên, nhưng không chú ý là tay vừa vặn đặt vào mông cô. Hai cô gái mặc váy, Triệu Quốc Đống ở dưới nên tay vừa vặn xuyên qua váy mà chạm vào bờ mông trơn bóng của cô. Ngoài chiếc quần lót hơi mỏng thì đúng là có cảm giác thân mật tiếp xúc với mông. Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống to gan như vậy nên kêu một tiếng. Cô trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Cô quay đầu lại thì thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không ý thức được việc này, đang trèo lên. Cô hơi đỏ mặt vì cho rằng mình nghĩ nhiều. Sao thế?
Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên hỏi. Không có gì, mình thấy con rết. Khổng Nguyệt nói dối. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Thực tế khi vừa chạm vào mông Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống đã nhận ra nhưng không giải thích. Hắn liền giả vờ không biết nên đã lừa được Khổng Nguyệt. Chẳng qua chạm vào mông cô làm máu Triệu Quốc Đống nóng lên, bên dưới bắt đầu dựng lên khi nghĩ đến chỗ kín mê người bên dưới quần lót của cô. Hắn và Đường Cẩn đã hơn 2 tuần không ở bên, hắn còn không biết nên giải thích như thế nào về việc bị điều về đồn công an Giang Miếu. Xem ra Khổng Nguyệt đúng là có chút ý với hắn như Phòng Tử Toàn nói. Triệu Quốc Đống biết tính cách của Khổng Nguyệt, nếu là người khác thì sợ cô đã làm ầm lên. Sau đó hai cô gái đi nhanh hơn một chút, mồ hôi cũng bắt đầu đổ khiến người khó chịu. Triệu Quốc Đống cũng muốn sớm ra ngoài chẳng qua sức hai cô gái có hạn nên đi khá chậm. Thấy đằng trước sáng lên, Triệu Quốc Đống biết đã đến nối ra. Nghe thấy đám Phòng Tử Toàn đang huýt sáo đằng trước, Triệu Quốc Đống không nhịn được mà giục hai cô nhanh lên một chút. Hai cô dùng cả tay cả chân mà trèo lên, chỉ còn có Triệu Quốc Đống ở phía sau. Chờ hai cô trèo lên trên, hắn mới bắt đầu trèo lên. Quyển 1, chương 17, Động Tiên. Nghe Uông Phi đang vui vẻ ở đó ngâm nga hát, trời sinh một động tiên, bao cảnh đẹp tại nơi nguy hiểm. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng rất đẹp trước mặt. Mặc dù đã hơn 10 năm sau, trong đầu Triệu Quốc Đống vẫn nhớ rõ cảnh này. Hai đôi chân trắng nõn đang di chuyển trên đầu hắn. Dưới chiếc váy là một cơ thể trẻ trung đầy sức sống, hai cặp mông căng tròn đầy đặn bị chiếc quần lót đáng ghét bao chặt. Hai chiếc quần lót tam giác loại cổ, một hồng một trắng vừa lúc kết hợp với đôi chân trắng, đứa ngốc cũng nghĩ đến chỗ mê người ở giữa chúng. Cảnh trong mộng làm Triệu Quốc Đống không lạ gì mấy với đồ lót phái nữ. Lúc này còn chưa có mấy loại đồ lót chữ T hay nhiều loại khác. Các cô gái đều chọn đồ lót tam giác loại cổ điển. Nhưng cảnh này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nó còn hơn cả các cô gái múa thoát y nhiều, làm máu trong người nóng hơn. Ánh sáng từ bên ngoài động chiếu vào làm Triệu Quốc Đống thấy rõ ràng không sót cái gì. Mấy câu Uông Phi đang ngâm nga đúng là rất phù hợp với cảnh này. Cảnh đẹp ở nơi nguy hiểm không hề sai, nhưng câu kia lại phải đổi thành hai động tiên của cô gái mới đúng. Triệu Quốc Đống đang thầm than trong lòng. Hắn cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sục, máu mũi như muốn đổ ra. Bên dưới cao tướng lên làm nó thiếu chút nữa va vào một hòn đá. Hai cô gái có lẽ không biết chuyện xảy ra. Cơn gió mát từ ngoài truyền vào và niềm vui thành công leo lên núi làm các cô chỉ thoải mái hưởng thụ, chỉ còn mình Triệu Quốc Đống ở trong động cố gắng chịu đựng uất ức ở trong quần. Quốc Đống, ông làm gì thế? Khổng Nguyệt và Hàn Đông đã lên, ông còn ở trong đó làm gì? Mấy người Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống chưa ra thì có chút khó hiểu hỏi. Ra ngay đây. Tôi tốc độ con rùa là được chứ gì? Triệu Quốc Đống từ từ leo lên. Hắn không thể không làm cho chỗ dưới của mình trở lại bình thường. Nếu không đúng quần phồng lên thì đúng là khó có thể che giấu. Xuống đến chân núi, tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ đó thì đầu óc xấu xa hơn. Cảnh nhìn thấy quần lót bên trong cứ quanh quẩn trong đầu hắn không đi. Xem ra phương pháp đạo sĩ kia dạy đã mang lại di chứng. Âm dương không điều hòa thì mình sẽ chịu khổ. Sông Ninh Giang lúc này vẫn còn rất trong, thậm chí có thể thấy được cát trong nước. Triệu Quốc Đống nhà nhã nằm trên mặt nước để từng gợn nước đánh vào mình. Cách đó không xa, Hàn Đông và Khổng Nguyệt có chút xấu hổ đổi đồ tắm và xuống nước. Đương nhiên lúc này chưa có đồ bikini hoặc áo hai mảnh, chỉ có thể là áo tắm loại cũ mà thôi. Đồ bikini phải nhiều năm sau mới thành mốt. Hai cơ thể xinh đẹp dù mặc đồ tắm loại cổ thì vẫn lộ rõ đường cong tuyệt mỹ. Vẻ đẹp thanh xuân đúng là không gì sánh bằng, chẳng qua các cô rất nhanh đã biến mất trong làn nước. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc, chút kích động vừa nãy hình như làm cho hắn cảm thấy nhớ hơn về những gì đã mơ. Trong mơ thì hắn không hề thay đổi kinh nghiệm của mình, mà bây giờ vận mệnh lại do hắn nắm trong tay. Hắn thay đổi vận mệnh của mình là có thể ảnh hưởng tới người xung quanh. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Rất nhiều người, đương nhiên không thể là cả xã hội. Quốc Đống, hình như ông có tâm sự ư. Phòng Tử Toàn bơi lại và hỏi. Không có gì. Từ trên núi xuống thấy ông cứ thất thần, có phải là mệt không? Phòng Tử Toàn quan sát tốt, cũng đúng, là kẻ buôn lậu thuốc lá thì không có sức quan sát thì sao được. Triệu Quốc Đống cảm kích vỗ vỗ vai đối phương, đây là người bạn có thể tin. Không sao mà, chỉ là đang nghĩ sau này nên làm gì. Ông có gì phải lo, làm tốt ở đồn công an là có thể được điều về phòng, có khi còn có thể tranh thủ chức quan nào đó.
Làm cảnh sát thì muốn kiếm tiền cũng dễ, chẳng qua đó là tiền đen dễ xảy ra chuyện. Tôi thấy ông đừng dính tới cái này thì tốt hơn. Phòng Tử Toàn tiện tay cầm lấy một hòn đá ném mạnh ra. Hòn đá rơi xuống nước lướt đi vài lần rồi chìm xuống cách đó chừng chục mét. Tiền đen thì tôi đương nhiên không chạm vào, kiếm cơm tuy không dễ nhưng tôi không ngu mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nhìn theo Khổng Nguyệt và Hàn Đông rồi nói. Ông có dự định gì không? Còn dự định gì chứ, chỉ có thể tiếp tục làm ở nhà máy. Phòng Tử Toàn có chút bất đắc dĩ mà nói. Triệu Quốc Đống cũng có chút mơ hồ. Mặc dù có ký ức kia, thậm chí các nhân vật trong tiểu thuyết quay lại thời trước liền có thể làm được nhiều điều. Nhưng hắn tuy có giấc mơ đó mà lại không có đầu mối gì cả. Làm quan, kiếm tiền nói thì dễ nhưng làm như thế nào để kiếm? Theo giấc mơ thì chơi cổ phiếu cũng là biện pháp nhưng đến lúc đó còn rất lâu. Hắn không nhớ mấy cổ phiếu đen bắt đầu từ lúc nào, nhưng có lẽ là năm nay. Nhưng muốn có cổ phiếu đen thì cũng phải có chút tiền. Chỉ bằng chút tiền lương của hắn bây giờ thì sợ không làm ăn gì được. Chỉ tiếc hắn không thích đá bóng nên cúp châu Âu năm 1992, World Cup 1994 hắn không nhớ ai là vô địch, ai giải nhì. Nếu không chỉ cần đi cá cược là lãi lớn, xem ra mình vô duyên với ngành này. Chẳng qua chỉ cần kiếm được một món tiền đầu tiên là được rồi, nhưng món đầu tiên đó đâu dễ kiếm. Khi thấy cát ở bờ sông, mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn đã tìm được một điều. Khai thác cát là một cách kiếm tiền vừa nhanh mà lại không cần kỹ thuật gì. Theo hắn nhớ thì bên cạnh có không ít người làm chủ thầu cát, mà về sau ngành này phải có quan hệ với quan chức thì mới làm được, chẳng qua bây giờ cách kiếm tiền của ngành này còn chưa loạn như vậy. Đương nhiên khai thác cát không đơn giản như vậy, nếu muốn được đất thì phải được chính quyền địa phương đồng ý, còn phải bỏ tiền thuê. Mà khai thác cát ở sông dễ hơn một chút, không cần trả tiền thuê bãi, nhưng phải được bên thủy lợi đồng ý và bị thời tiết ảnh hưởng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cửa tiêu thụ, nếu không khai thác cát xong mà không ai mua thì chỉ có thể đóng cửa. Chẳng qua đây cũng là biện pháp đơn giản mà kiếm tiền nhanh nhất Triệu Quốc Đống nghĩ ra. Dù sao lúc này cảnh sát còn có chút tiếng nói, đi đến chính quyền xã làm thủ tục cũng đơn giản. NBT không làm được, hắn có thể dùng thân phận này làm được. Không giống chục năm nữa chuyện gì cũng phải theo quy định pháp luật, mỗi một bãi sông đều phải đấu thầu mới có. Mặc dù trong đó có mờ ám nhưng còn quy củ hơn bây giờ nhiều. Mà lúc ấy nghề cảnh sát cũng không làm ai sợ nữa. Sau khi có quyết định, Triệu Quốc Đống liền vứt các suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Hắn không muốn đau đầu vì nửa chức quan, đau đầu vì mua một căn nhà nữa, cũng không muốn kém hơn người khác, thậm chí ngay cả người yêu hắn cũng bỏ hắn mà đi. Hắn hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của mình và của người bên cạnh. Hắn nghĩ đến Uông Phi vì mất việc mà phải đi buôn ma túy. Ngô Trường Khánh vì 10 tệ tiền sửa xe mà đánh người bị thương nặng, nghĩ đến Đức Sơn không có việc mà suốt ngày lêu lổng và vào tù, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có nghĩa vụ thay đổi tất cả. Quyển 1, chương 18, Đạo Sĩ. Nhìn đạo quán phía xa xa có ánh đèn, Triệu Quốc Đống vui vẻ đi nhanh tới. Nơi này khá hoang vu, ngoài một ngôi đạo quán thì không còn kiến trúc khác. Sư phụ, thầy về rồi à? Triệu Quốc Đống vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi gà nướng quen thuộc. Thầy lại trộm gà từ đâu đó. Thằng danh này lại vu khống thầy rồi. Không xem thầy là ai sao? Có cần trộm không? Người ta tình nguyện tặng cho, thầy không đành lòng không nhận. Một ông lão tóc bạc phơ vừa xoay que nướng vừa nói. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm khen một câu. Thầy càng lúc càng giống người đắc đạo. Bộ đạo bào trắng bệch, tóc trắng vấn lên kiểu đạo sĩ, mặt hồng hào như người trung tuổi, áo tung bay như thần tiên. Đi đến đâu cũng có thể lấy vẻ ngoài này mà kiếm tiền. Thầy lại đi đâu lừa người phải không? Triệu Quốc Đống ngồi cạnh đống lửa và nhét thêm hai que củi. Nếu không phải là cố ý mời thầy đi, thầy chẳng buồn đi. Đạo sĩ tự hào nói. Ông quay đầu nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Xem ra thằng bé này không may rồi. Thầy biết con về Giang Miếu sao? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Sao phải để chuyện này trong lòng? Đạo sĩ không thèm để ý mà nói. Thầy dạy rất phải. Xem ra con đúng là vẫn còn kém nhiều. Gần thầy hơn chút đúng là tốt. Đừng có nói linh tinh, thầy còn gì dạy con nữa đâu. Con chỉ cần kiên trì tập các thứ mà thầy đã dạy là đủ dùng rồi. Đạo sĩ hừ một tiếng rồi nói. Không phải chứ, con nhớ thầy mỗi lần ra ngoài đều mang về cho con một vài thứ đủ để con được lợi cả đời mà. Lần này sao thầy lại keo kiệt như vậy? Triệu Quốc Đống mặt dày nói. Để con xem trong túi của thầy có gì mới không nào.
thằng danh này, còn muốn cướp hết của thầy sao? Đạo sĩ cười mắng. Trong túi không có gì đâu, chỉ là một quyển công pháp mật tông. Mật tông có nhiều thứ khá hay, chẳng qua con còn trẻ như vậy thì chưa cần, đợi thầy tìm hiểu vài năm rồi dạy cho con. Cũng đúng, vậy chờ thầy nghiên cứu 18 năm rồi dạy cho con cũng không muộn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ừ, thấy con cũng đã tươi tỉnh hơn, tướng của con 2 năm tới cũng không có gì nguy hiểm, từng bước tiến lên. Đạo sĩ lấy con gà khỏi xiên nướng, bỏ ra mấy gia vị rắc lên, mùi thơm tràn ngập đạo quán. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí xé một đùi gà đưa cho đạo sĩ, sau đó hắn cũng xé một miếng to mà nhai. Quốc Đống, thầy thấy giữa hai mắt con có chút biến hóa, có phải gặp gì không? Đạo sĩ từ tốn nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và dừng ăn, hắn hỏi. Thầy có phải là nhìn ra cái gì? Không có, thầy thấy tướng của con cũng tốt, chắc là không vấn đề gì. Nhưng từ trong mắt con thì thầy thấy nhiều thứ. Chỉ mấy tháng không gặp thì con không thể biến hóa nhiều như vậy, chỉ có thể là do nhân tố bên ngoài khiến con thay đổi. Đạo sĩ xé miếng thịt gà bỏ vào miệng rồi nói. Chẳng qua thay đổi này không thay đổi tính cách con. Thầy, con gặp chuyện rất khó hiểu, con cũng không rõ là thật không. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút liền nói giấc mơ của mình ra, chẳng qua không nhắc đến chuyện gì cụ thể. Thật và giả là hai mảng đối lập, con muốn hỏi thầy giấc mơ là thật hay giả, thầy không thể trả lời. Mơ là một phản ứng tự nhiên, nhưng cũng không chính thức thể hiện xã hội thực tế, có lẽ nó là chiếu xạ của lịch sử, có lẽ là tiên đoán về tương lai. Điều này chỉ có thể do con tự tìm hiểu trong tương lai. Chẳng qua thầy nhắc con là thế giới có quy luật khoa học của nó, đừng mong rằng mình có thể thay đổi thế giới này. Thế giới này ư, con không có suy nghĩ này, nhưng giới hạn thì sao? Chỉ trong phạm vi nhất định đó. Triệu Quốc Đống lắc đầu hỏi lại một câu. Vậy thì phải do con tự cảm nhận, thầy không có câu trả lời. Đạo sĩ nghiêm túc nói. Cơ duyên của mỗi người là khác nhau, chỉ có thể do con tự nhận thức, giải thích và nắm bắt. Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ, đạo sĩ cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục ăn. Triệu Quốc Đống nhìn đạo sĩ cứ thế ăn rất ngon, hắn đang suy nghĩ rất nhiều, từng ký ức xuất hiện ở trong đầu. Khi hắn bắt đầu học tiểu học thì đã theo học lão đạo sĩ, từ tập võ đến luyện sức khỏe. Mặc dù hắn lên giang khẩu học nhưng mỗi tuần đều về tập luyện. Dù Triệu Đức Sơn cao to dũng mãnh ra sao thì cũng phải chịu đòn của hắn. Dù là chạy đường dài, bơi, vật lộn, Triệu Đức Sơn đều không thể bằng hắn. Nếu như chỉ từng đó thì cũng chưa quá quan trọng đối với Triệu Quốc Đống. Càng quan trọng đó chính là đạo sĩ dạy hắn cách thản nhiên đối mặt mọi thứ sẽ tới. Đây mới là điều Triệu Quốc Đống ghi nhớ nhất. Mặc dù tuổi trẻ thì ai cũng xúc động, nóng nảy nhưng đạo sĩ lại nói cho hắn biết trong cuộc sống con người có nhiều niềm vui, nỗi buồn không ai có thể biết, không nên bị mấy điều không đâu trói buộc. Người đàn ông chân chính là phải dám yêu, dám hận, dám làm dám chịu, đương nhiên cũng phải có mức độ nhất định. Chuyện xảy ra trước mặt hắn như một hố đen khổng lồ. Lên thiên đường hay xuống địa ngục đều không thể biết, nhưng có một thứ không thể lầm đó là hắn dường như không thể cứ thế đi tới như người bình thường. Gặp được cơ hội như vậy nếu không tiếc là giả dối. Triệu Quốc Đống không muốn làm một người lo này lo kia để cuối cùng phải hối hận. Như vậy hắn phải đi theo những gì mà mình hy vọng. Tiếng củi tách tách cháy làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ xa hơn, những thứ trong mơ bắt đầu đan xen vào nhau. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không hiểu được một điều đó là cảnh đêm ở đạo quán này lại mê người như vậy. Không biết qua bao lâu Triệu Quốc Đống mới từ trong suy nghĩ mà tỉnh lại. Hắn nhìn đạo sĩ thì thấy ông lão sớm đã ngủ và ngáy như sớm. Cây phất trần được treo trên tường không ngừng thay đổi hình ảnh dưới ánh lửa bập bùng. Lặng lẽ đứng lên, Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài thì thấy trời đầy sao, tiếng côn trùng kêu trong đám cỏ, thế giới này như trở nên yên tĩnh. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và thấy người rất thoải mái. Hắn đi tới hai bước và cúi thấp người nói. Thầy, con đi. Tiếng ngáy vẫn đều đặn vang lên, Triệu Quốc Đống cười cười xoay người đi. Nhưng khi hắn vừa ra cửa đạo quán thì nghe thấy một tiếng như tiếng Phật. Đi đi, người vào hồng trần, trái tim như trăng, theo ý mà làm. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn đột nhiên nhớ lại câu ngạn ngữ Ba Lan. Người có hai cuộc sống, một là thối nát. Một là thiêu đốt chính mình, mà mình không có sự lựa chọn nào khác. Quyển 1, chương 19, Đại Quan Khẩu. Chiếc xe Sơn Đông 750 được bảo dưỡng khá tốt, Triệu Quốc Đống đạp cần tạo thành tiếng gầm rung trời, bộ ly hợp hơi chặt nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì rất thích hợp. Hơi vặn tay ga, chân đạp vào cần, ly hợp lỏng ra,
chiếc xe sai ca cảnh sát như mũi tên rời cung lao ra khỏi đồn công an Giang Miếu. Đội cảnh sát hình sự cũng có hai chiếc sai ca. Triệu Quốc Đống thích nhất là cưỡi xe sai ca chạy trong huyện thành Giang Khẩu. Đeo kính, mặc đồng phục cảnh sát, cưỡi xe sai ca cảnh sát chuyên dụng, cách ăn mặc này thì ai chẳng phải nhường. Cảnh sát cũng chỉ có vài năm oai phong. Theo thời gian thì cảnh sát chấp pháp cũng càng lúc càng bó tay bó chân vì các loại quy định, luật lệ, lực độ cũng càng lúc càng yếu. Hoàn cảnh chấp pháp cũng khó khăn hơn nhiều. Cảnh sát thế kỷ 21 thì chỉ có thể dùng cách nói nghiêm túc chấp hành và nhiệt tình phục vụ mà nói về nghề này, không còn tác phong cứng rắn nữa. Mấy thứ như đả kích mạnh mẽ, trấn áp tội phạm chỉ còn là khẩu hiệu. Cơn gió thổi tới làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại, bây giờ chẳng qua mới đầu những năm 90, cũng là thời đại mà cảnh sát còn có tiếng nói. Xã Đại Quan Khẩu cách thị trấn Giang Miếu không đầy 5 km, hôm nay là thứ hai nên chưa tới trụ sở mà dòng người đã nhiều lên, Triệu Quốc Đống cũng từ từ đi chậm lại. Triệu ca, đi tới trước rẽ trái là phòng an ninh xã, rẽ phải là trụ sở chính quyền xã. Chúng ta đầu tiên tới phòng an ninh xã. Hôm qua tôi đã gọi cho La Trường Vinh, nói anh ta là hôm nay Triệu ca tới. La Trường Vinh đang đợi chúng ta ở phòng an ninh. Hồ Minh Quý ngồi đằng sau lớn tiếng nói. Xe máy chạy tạo thành gió nên thiếu chút nữa đã ngăn cản tiếng của hắn. Ừ, tôi đã tới phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu một lần, hình như năm ngoái có vụ án trộm trâu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trên thực tế trong mơ hắn đã đi tới phòng an ninh này nhiều lần. Chẳng qua khi đó hắn ở đồn công an Giang Miếu làm cảnh sát phá án. Mà Lưu Mãnh lại thành cảnh sát đồn trú ở hai xã Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng. Xem ra mình được điều tới đồn công an Giang Miếu đã tạo thành thay đổi nho nhỏ. Cảnh sát phá án và cảnh sát đồn trú ở xã mặc dù đều là nhân viên đồn công an, nhưng cảnh sát phá án có cơ hội học tập nghiệp vụ nhiều hơn, dễ được công an huyện chú trọng, điều này cũng có nghĩa khả năng được điều lên công an huyện cao hơn. Ai cũng hiểu rõ sự quan trọng của nó. Vụ án trộm trâu đó đến bây giờ vẫn chưa phá được. Hai thôn Hỏa Nguyên và Thủy Nguyên đều có ý kiến. Đầu năm trong đại hội xã thì cũng đã nói chuyện này. Hồ Minh Quý nói. Vụ án đó hơn phân nửa không phải do người bên xã Đại Quan Khẩu làm. Đàm Khải ngồi ở trên xe mà nói. Ừ, cậu dựa vào gì mà nói như vậy? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trong mơ thì hắn làm cảnh sát phá án thì vụ này cũng không được phá. Tôi nghe có người nói tên Trương Tam Hoa bên Thổ Lăng thời gian này không ngừng đi lung tung. Trương Tam Hoa là người mổ trâu, trước đây phòng an ninh xã Thất Quải cũng đã nghi ngờ hắn trộm trâu bên Bình Xuyên. Trâu xã Đại Quan Khẩu là để làm nông, trừ khi là già chết hoặc bệnh, nếu không bình thường cũng sẽ không giết bán lấy thịt. Trương Tam Hoa bình thường sẽ không sang bên đất xã Đại Quan Khẩu. Đàm Khải gầy hơn Hồ Minh Quý, chẳng qua trông khá nhanh, hắn là người xã Thổ Lăng. Ồ! Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói. Cậu đã nói với Lưu Mãnh chưa? Tôi nói rồi, Lưu ca cũng đã đi điều tra hai lần nhưng miệng Trương Tam Hoa rất cứng. Hơn nữa cũng không có chứng cứ gì nên Lưu ca phải bỏ đó. Đàm Khải nhún vai nói. Trộm từ ngoài vào kiểu gì cũng có sơ hở. Dân chúng ở đây rất coi trọng trâu, bình thường đều trông rất nghiêm. Nếu như không có người địa phương giúp kẻ trộm từ ngoài sao có thể gây án cơ chứ? Hai thôn chỉ trong một tháng mà có 3 con trâu bị trộm, có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Hồ Minh Quý nói xen vào. Xe ầm ầm tiến vào sân, trước cửa có một tấm biển trắng chữ đen. Phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu. Không đợi Triệu Quốc Đống xuống xe, một người đàn ông đen béo ú đã đi ra đón. Triệu Quốc Đống biết đây là La Trường Vinh, phụ trách dân phòng và công an viên xã Đại Quan Khẩu, đồng thời cũng là ủy viên đảng ủy xã Đại Quan Khẩu. Đây là người có chút sức ảnh hưởng ở đảng ủy và chính quyền xã Đại Quan Khẩu. Chào mừng cảnh sát Triệu đến xã Đại Quan Khẩu chúng tôi. Nghe nói cảnh sát Triệu là người từ đội cảnh sát hình sự đến, xã Đại Quan Khẩu chúng tôi có thể được yên bình một thời gian rồi. La Trường Vinh nhìn có vẻ khá vui, nói chuyện cũng dễ nghe. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại biết người này không hề hào sảng như vẻ ngoài. Trong mơ hắn nhớ Lưu Mãnh ở đây không được chào đón gì, hơn nữa còn xảy ra một vài chuyện. Cuối cùng bị đảng ủy, chính quyền xã Đại Quan Khẩu lên phản ánh với đảng ủy Giang Miếu làm cho Lưu Mãnh rất khó xử. Triệu Quốc Đống cũng không ra vẻ ta đây mà xuống xe giơ tay chào rồi mới dùng hai tay bắt tay đối phương. Hắn biết đám cán bộ xã bề ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng lại thích người khác tôn trọng mình. Anh La nói gì thế, anh gọi tôi Tiểu Triệu là được rồi. Tôi được phái xuống xã thì cần nhờ anh La và đảng ủy, chính quyền xã ủng hộ.
Ha ha, không vấn đề gì. Khi không có người ngoài thì tôi gọi cậu là Tiểu Triệu, có người thì tôi gọi cậu là Cảnh sát Triệu, nếu không sẽ loạn mất. La Trường Vinh cười cười như tượng Phật, chẳng qua hơi đen một chút. Anh La, đồn phái tôi tới xã Đại Quan Khẩu, tôi mới đến nên không hiểu mấy tình hình, mong anh La giúp nhiều. Đang khi mọi người nói chuyện thì một người đàn ông trung niên từ ngoài chạy vào nói. Sếp La, sếp La. Làm loạn gì thế hả? La Trường Vinh xa sầm mặt nói. Trịnh Nhị Lại kia lại đến trước cửa chính quyền xã mà làm ầm lên. Hôm nay mới là thứ hai nên người ta đã vây hết lấy cửa chính quyền xã, rất nhiều dân chúng vào làm việc không được. Chủ tịch xã Tào bảo tôi gọi sếp tới mang người đến khuyên Trịnh Nhị Lại rời đi. Tôi mang người khuyên Trịnh Nhị Lại đi ư? Khuyên như thế nào, anh ta nếu đi thì đã không suốt ngày đến đó mà làm ầm lên. La Trường Vinh rất tức giận nói. Cậu gọi Vương Xuân Quý đến khuyên Trịnh Nhị Lại đi. Sợ là không được, sếp La, Trịnh Nhị Lại kia nói dù ai tới cũng không chấp nhận. Người đàn ông trung niên có chút khó xử nói. Khi La Trường Vinh đang nói chuyện với người kia, Hồ Minh Quý đã nói với Triệu Quốc Đống về tên Trịnh Nhị Lại. Trịnh Nhị Lại là một người ở thôn Nguyên Thủy, mở một hàng cơm ở trên xã. Thôn Nguyên Thủy mấy năm nay đều có người ghi nợ tiền ăn, năm ngoái do trưởng thôn bị dính phối mất chức khiến dân của thôn làm loạn. Bên kế toán xã liền xuống đó kiểm tra và thấy trưởng thôn ăn uống mất vài ngàn ở chỗ Trịnh Nhị Lại, ghi nợ hơn 1.000 tệ. Kế toán xã thấy không ghi rõ trưởng thôn tiếp ai nên không chấp nhận thanh toán. Vì thế Trịnh Nhị Lại cứ thi thoảng lại tới trụ sở xã mà làm loạn, nói ăn cơm không trả tiền, mắng chính quyền là bọn tham quan. Trịnh Nhị Lại này có ông chú họ vốn là phó chủ tịch xã, bây giờ đã lui về làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, phó chủ tịch trương. Sếp La, hay là tôi đi xem sao? Triệu Quốc Đống biết đây là cơ hội thể hiện, hành vi vô lại dựa vào quan hệ này là do không ai dám đối cứng với Trịnh Nhị Lại, loại người này không khó đối phó. Cảnh sát Triệu, điều này sao có thể chứ? Cậu vừa tới mà lại để cậu gặp chuyện này. La Trường Vinh vui mừng ra mặt, chuyện này vốn không phải do bên đồn công an lo, nhưng đối phương chủ động nói thì quá tốt rồi. Y liền có ấn tượng tốt hơn đối với Triệu Quốc Đống. Không có gì mà, dù sao ngồi đây cũng không có việc gì làm. Tôi cũng muốn xem tên Trịnh Nhị Lại này ghê gớm như thế nào. Triệu Quốc Đống đứng lên đi ra ngoài. Triệu ca, tên Trịnh Nhị Lại này là kẻ mổ lợn nên khỏe đó. Người ở xã gọi hắn là Trấn Quan Tây, anh phải cẩn thận đó. Hồ Minh Quý vội vàng đuổi theo nhắc một câu. Ừ, vậy càng tốt, tôi sẽ làm lỗ chí thâm. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, ngày đầu xuống xã đã gặp chuyện này, đúng là thú vị. Quyển 1, chương 20, Trấn Quan Tây. Triệu Quốc Đống còn chưa tới cửa chính quyền xã thì đã nghe thấy tiếng khàn khàn đang gào lên. Ăn cơm có thể không trả tiền sao? Đúng là còn không bằng quốc dân đảng. Lý Vĩnh Thiện, Tào Vận Toàn, bọn mày trốn đi là được sao? Bọn mày sợ gặp dân chúng sao? Cán bộ thôn đã ký tên, xã dựa vào cái gì mà không nhận? Ăn không trả nổi thì nói một câu, ông coi như cho chó ăn. Nghĩ chính quyền xã sợ anh ư? Triệu Quốc Đống tách đám người ra mà đi vào trong. Trịnh Nhị Lại đang mắng cho thích thì không ngờ còn có người đứng ra. Triệu Quốc Đống cao 1m8, hơn nữa mặc đồng phục cảnh sát nên có khí thế rất mạnh. Dân chúng xem xung quanh liền chỉ trỏ trỏ, tất nhiên là không nhận ra Triệu Quốc Đống. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không tìm anh. Trịnh Nhị Lại bị Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm nên có chút sợ. Y cố lấy bình tĩnh mà nói. Gọi Lý Vĩnh Thiện và Tào Vận Toàn ra đây, tôi không phạm pháp, cảnh sát không làm gì được tôi. Anh ở dây tụ tập quần chúng vây trụ sở chính quyền xã, tôi lập tức có thể nhốt anh vào đồn 15 ngày, cho anh biết cơm tù là như thế nào. Anh có tin không? Triệu Quốc Đống rất khinh thường nhìn chằm chằm đối phương, đưa tay chỉ vào bộ ngực đầy mỡ của Trịnh Nhị Lại. Người như anh mà là Trấn Quan Tây ư, ông chỉ cần một tay là đánh ngã anh gãy răng, 8 triệu quân tưởng giới thạch còn bị đánh tan, chẳng lẽ một kẻ nhảy xuống giường cũng khó như anh còn khó sao? Kém cỏi. Dân chúng xung quanh bị câu nói đùa của Triệu Quốc Đống làm cười phá lên. Trịnh Nhị Lại thẹn quá hóa giận đến độ mắt đỏ bừng. Nếu không lấy lại mối nhục này thì y đừng mong làm ăn gì ở xã Đại Quan Khẩu này. Trịnh Nhị Lại quay ngoắt người lại và đưa tay ra muốn ôm lấy Triệu Quốc Đống và ném Triệu Quốc Đống đi. Chỉ cần Triệu Quốc Đống ngã xuống mặt đất, như vậy đối phương sẽ mất mặt thì sao còn dám gây phiền phức cho y. Trịnh Nhị Lại lao lên thì Triệu Quốc Đống biết đối phương có ý gì. Hắn ra vẻ không kịp phản ứng, nghe thấy hai tay của đối phương giữ được mình,
hắn không hề sợ hãi bước chân sang bên như mọc rễ dưới đất. Trịnh Nhị lại dùng hết sức lực, hít sâu mấy hơi mà không thể làm Triệu Quốc Đống động đậy. Lúc này Triệu Quốc Đống mới nhẹ nhàng vung chân trái lên đá vào chân sau của Trịnh Nhị lại, hai tay nhanh như chớp đẩy tới, người cũng lui về sau một chút. Trịnh Nhị lại chỉ thấy một lực lượng rất lớn vào tới và mất trọng tâm. Y lui liên tiếp vài bước, ngã xuống mặt đất rồi lăn ra ngoài như một chiếc hồ lô. Hiện trường liền vang lên tiếng cười ha hả, Trịnh Nhị lại bình thường luôn kiêu căng và ức hiếp người, nên dân chúng cũng có không ít người tức y. Bây giờ thấy Trịnh Nhị lại như vậy thì rất vui vẻ. Ông liều mạng với mày. Trịnh Nhị lại bò dậy, mắt đỏ bừng rồi thuận tay cầm lấy viên gạch mà gào lên. Triệu Quốc Đống nghiêng người tránh được, thừa thế vung chân ra ngoài. Trịnh Nhị lại không khống chế được mình rồi cả người bay lên và ngã xuống một lúc lâu không thể đứng lên. Y chỉ không ngừng kêu đau. Dân chúng xung quanh lại cười to, một số người còn ôm bụng cười. Trịnh Nhị lại, lên đi, bình thường không phải rất tinh tướng sao? Vậy sao lại nằm trên mặt đất như vậy? Chỉ biết chạy loạn dọa người thôi, gặp phải cảnh sát chính thức thì như kẻ bất lực. Ha ha, ông có biết vị cảnh sát này mới tới đồn công an Giang Miếu không? Đây là hảo hán mới từ đội cảnh sát hình sự xuống đó, quá giỏi. Thằng Trịnh Nhị lại này coi như gặp nạn rồi, không biết có thể bỏ tù hắn không nhỉ? Khó mà nói, phải xem tâm trạng của vị cảnh sát kia như thế nào. Tốt nhất là nhốt Trịnh Nhị lại vào, để cho hắn nếm mùi cơm tù. Như vậy chúng ta cũng được yên ổn vài ngày. Nói nhỏ chút đi, Trịnh Nhị lại nghe thấy lại gây sự đó. Ha ha, nó như vậy thì còn làm gì được nữa. Tôi dám nói ngày mai trên đường sẽ không ai nhận ra nó. Nghe dân chúng không ngừng bàn tán, Trịnh Nhị lại ngã trên mặt đất mà khóc không ra nước mắt. Hắn không biết mình nên làm như thế nào mà gặp người. Nhưng hắn lại nghe thấy tên cảnh sát kia nói. Nhị lại chết tiệt, ở nơi đông người mà dám cầm gạch đánh cảnh sát, tâm trạng ông hôm nay tốt nếu không thì sẽ đưa anh vào tù một thời gian. Nhân lúc ông chưa đổi ý thì cút ngay. Làm cho tôi thấy anh ra vẻ ta đây ở đây một lần nữa thì gặp anh một lần, xử lý anh một lần. Có tin là tôi cởi hết quần áo của anh để mọi người xem trò hay không? Trịnh Nhị lại đúng là chật vật đứng dậy rồi xám xịt bỏ chạy. Triệu Quốc Đống biết đợt pháo đầu tiên của mình đã vang lên. Đến trưa mọi người ăn ở nhà ăn chính quyền xã. Mặc dù là nhà ăn chính quyền xã nhưng bữa rượu này được thế đãi với tiêu chuẩn cao. Không chỉ có La Trường Vinh liên tiếp mời rượu Triệu Quốc Đống. Bí thư đảng ủy xã Lý Vĩnh Thiện và chủ tịch xã Tào Vận Toàn cũng tự mình đến mời Triệu Quốc Đống một chén. Bọn họ đều khen biểu hiện hôm nay của Triệu Quốc Đống. Phó bí thư đảng ủy xã còn tự mình ngồi tiếp Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Đến chiều khi về đồn công an, Hồ Minh Quý và Đàm Khải vẫn còn hơi men. Tuy Triệu Quốc Đống uống được nhưng hắn lại không thích uống rượu. Sau khi uống vài chén, hắn liền lấy lý do mình còn muốn tìm hiểu tình hình xã mà từ chối. Điều này lại làm lãnh đạo xã có ấn tượng là hắn hết lòng vì công việc. Triệu ca, hôm nay đi theo anh được nở mày nở mặt. Tôi đến đồn công an nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ được oai đến thế. Bí thư Lý và chủ tịch xã Tào tự mình đến mời rượu thì ngoài xếp Khâu ra, sợ rằng ngay cả xếp Lưu cũng không được tiếp đón như vậy. Hồ Minh Quý mặt hơi đỏ vì rượu, có lẽ y khá hưng phấn nên mới nói như vậy. Sao bí thư Long kia lại khách khí như vậy nhỉ? Xe máy chạy rất nhanh tạo thành gió thổi bay tóc Triệu Quốc Đống về sau, rất giống như phim săn bắt cướp. Triệu Quốc Đống vừa lái xe vừa hỏi. Ha ha, Trịnh Nhị lại kia làm cho Bí Thư Long phiền muốn chết. Trịnh Nhị lại suốt ngày quấn lấy Bí Thư Long đòi bên kiểm tra đưa ra kết luận là tiền cơm có phải do chính quyền xã trả. 2 năm trước cán bộ xã xuống thôn làm việc và ăn cơm, ai có thể nhớ được chứ? Trịnh Nhị lại lợi dụng anh rể còn đương chức mà kiếm tiền thì ai chẳng biết. Bí thư Long đúng là bị Trịnh Nhị lại ép đến độ sắp điên lên. Hồ Minh Quý cười nói. Triệu ca giúp bí thư Long giải quyết phiền phức lớn như vậy thì sao có thể không cảm ơn. Đúng thế, Triệu ca, hôm nay bọn tôi đều nhờ phúc của anh. Đàm Khải giơ bao Asima lên mà nói. Đội cảnh sát hình sự đến xã Đại Quan khẩu phá án cũng không được tiếp đón như vậy đâu. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ mình chỉ làm như vậy đã được đảng ủy và chính quyền xã có ấn tượng tốt. Xem ra Trịnh Nhị lại này đúng là quá làm phiền chính quyền xã. Vốn xã cũng không muốn tính toán nhưng Trịnh Nhị lại suốt ngày đến làm phiền thôn, tiền thuế đất, thuế nông nghiệp đều không nộp. Người dân của thôn đều có ý kiến, chẳng qua nếu trả tiền thì chính quyền xã Đại Quan khẩu lại sợ một tên lưu manh.
Cứ như vậy Trịnh Nghị lại không ngừng đến gây rối làm uy tín của xã mất không ít. Không ít người châm chọc nói Đường Đường là chính quyền xã mà không xử lý được một tên lưu manh. Hồ Minh Quý uống rượu nên nói chuyện cũng nhiều hơn. Hừ, trên đời này không gì đáng sợ, chỉ sợ hai chữ nghiêm túc. Chỉ cần nghiêm túc đi làm thì không có gì không giải quyết được. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng và tăng ga vượt qua một xe hàng. Một con chó mà nghĩ rằng mình là trời, chỉ cần muốn xử lý nó thì không khác gì bóp chết con sâu. Nói là như vậy nhưng ai lại muốn dễ dàng làm mất lòng người khác. Đều là người trong thôn trong xã, Trịnh Nghị lại mặt dày nên nếu suốt ngày đến nhà anh làm phiền, anh có bực không? Cũng là do mọi người có suy nghĩ thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Điều đó mới khiến chuyện này kéo dài. Hồ Minh Quý cười nói. Vẫn là Triệu ca lợi hại, chỉ một lát là đuổi được Trịnh Nghị lại đi. Chẳng qua anh cũng mạnh thật, ba bốn người bình thường có lẽ không đánh ngã được Trịnh Nghị lại. Trịnh Nghị lại này coi như xong, ngày mai chuyện của hắn sẽ truyền khắp xã Đại Quan Khẩu. Người như vậy nếu bị mất mặt thì còn ai sợ hắn? Đàm Khải cũng cười nói. Quyển 1, chương 21, con đường kiếm tiền. Mấy người Triệu Quốc Đống về tới đồn đã là 5 giờ. Đồn rất hiền ắng, chỉ có một người đến xin tư vấn về hộ khẩu. Triệu Quốc Đống thấy cửa phòng trưởng đồn và bí thư đã đóng chặt, có lẽ cả hai đều về. Hắn liền về văn phòng lấy sổ ra và viết những thu hoạch ngày hôm nay. Khai thác cát có hơn 28.000 người, 12 thôn. Trong xã ngoài một nhà máy làm sợi và nhà máy sửa xe ra thì còn một nhà máy vật liệu xây dựng tương đối lớn. Tài nguyên cát, đá ở đây khá phong phú, chất lượng là tốt nhất quanh vùng, hạt cát đều, khai thác cũng tiện. Ngoài ra còn mấy nhà máy tư nhân nhưng quy mô nhỏ. Đều là mấy nhà máy gia công lương thực hoặc là buôn bán trứng gà, vịt. Đi về phía nam của xã 1 km là một đạo quán khá nổi tiếng ở Giang Khẩu, ở đây chủ yếu là cúng bái Quan Âm phù hộ Giang Khẩu không bị ngập. Cứ mồng 1, 10 năm hàng tháng là người các xã xung quanh đều đến cúng bái, vì thế hình thành một khu chợ buôn bán náo nhiệt. Sông Ninh Hà chảy từ nam xuống bắc qua khai thác cát và thị trấn Giang Miếu, sau gió chảy đến xã Trúc Liên, cuối cùng mới chảy về sông Kinh Giang phía bắc thị trấn Giang Miếu. Sông này cũng là sông có giá trị sống còn của cả huyện Giang Khẩu, là nơi xuất phát chính của nước sinh hoạt và dùng cho công nghiệp. Nhưng nếu như bị lũ lụt lại uy hiếp an toàn của mấy xã thị trưởng xung quanh Giang Miếu. Cẩn thận ghi chép lại, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Khai thác cát thì hắn hôm nay đã nói bóng nói gió một chút ở xã, thủ tục không quá nghiêm ngặt, muốn là có thể đăng ký được. Chẳng qua chủ yếu bây giờ là cửa tiêu thụ. Nhà máy vật liệu xây dựng của xã trực tiếp lấy cát. Đá từ sông lên, sau đó cung cấp chủ yếu cho dân chúng địa phương xây nhà. Nói cách khác trừ chi phí là phải làm một quy mô lớn thì cát dưới sông tuy tốt nhưng lại tiêu thị chậm. Nếu ở thị trấn Giang Miếu thì có tác dụng lớn hơn một chút. Dù sao Giang Miếu có nhiều nhà máy và dân hơn, nhưng thị trấn Giang Miếu cũng có ngành khai thác cát, hiếm khi nào lấy cát, đá từ bên khai thác cát sang mà dùng. Mặc dù khai thác cát tốt hơn nhưng khó có thể đánh vào thị trường thị trấn Giang Miếu. Chi phí vận chuyển có thể triệt tiêu chênh lệch về chất lượng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra nếu muốn kiếm món tiền đầu tiên cũng không dễ dàng gì. Đầu mối Đàm Khải nói rất có giá trị, tên Mổ Châu Trương Tam Oa rất đáng ngờ, cần phải khai thác tốt, không chừng còn phải trực tiếp đi tiếp xúc với đối phương, có thể ra tay từ người xung quanh của y. Nếu thật sự có liên quan với người này, như vậy y nhất định có quan hệ và người quen ở khai thác cát. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm ra người quen của y ở khai thác cát, vậy phạm vi trinh sát sẽ giảm đi nhiều. Đàm Khải. Triệu ca, anh gọi tôi. So với Hồ Minh Quý thì Đàm Khải nói ít hơn nhưng lời nói khá có giá trị. Ừ, là chuyện sáng nay. Vụ án Châu ở xã Đại Quan Khẩu, hôm nay lúc ăn trưa thì Bí Thư Lý và Chủ tịch Tàu mặc dù không nói nhưng tôi đoán đây là tảng đá trong lòng bọn họ. Đội cảnh sát hình sự cũng đã đến một chuyến sau đó khiến cho vụ án này dừng lại một chút. Tôi nếu đến đồn trú ở xã thì cũng phải chú ý đến việc này xem sao. Ồ, Triệu ca định ra tay từ đâu? Đàm Khải gật đầu nói. Mai chúng ta đến xã Thổ Lăng liên lạc với phòng an ninh xã và gặp mặt lãnh đạo xã. Sau đó anh ở đó tìm thông tin rõ ràng của tên Trương Tam Hoa. Chúng ta sẽ ra tay từ người thân, bạn bè của hắn. Xem hắn có quan hệ thân thiết với ai bên xã Đại Quan Khẩu không? Nếu có thì nhằm vào người này cho tôi. Mai cậu không phải tới đồn điểm danh, cứ chú tâm làm việc này cho tôi. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Không điểm danh thì sợ sếp Khâu và sếp Lưu có ý kiến. Tôi sẽ nói với sếp Khâu,
phá án quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Việc này cậu không cần quan tâm, tôi chỉ muốn cậu tìm hiểu thông tin. Nhớ nhất định phải cẩn thận, chuẩn xác, tôi cho cậu một tuần. Vậy cũng được, Trương Tam Hoa là người thôn Hỏa Thạch xã Thổ Lăng, bên đó tôi có mấy người bà con và bạn, tôi xuống kiểm tra. Đàm Khải đứng lên nói. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát viên xã Thổ Lăng, Đàm Đông Phú bảo mai chờ chúng ta ở phòng an ninh. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Triệu Quốc Đống rất thích tính hào sảng của Đàm Khải, nói chuyện không hề vòng vo. Đợi đến 6 giờ không thấy đồn trưởng Khâu và bí thư Lưu xuất hiện, Lam Minh Sơn cũng đã chuồn về. Chỉ có Hạ Hồng Hải phụ trách trực ban là đang đọc báo. Hạ ca, đọc báo ư? Ừ, Quốc Đống mới từ xã Đại Quan Khẩu về à? Hôm nay gặp lần đầu thế nào? Hạ Hồng Hải hơn Triệu Quốc Đống vài tuổi, da trắng nõn nhìn qua được chăm sóc khá kỹ. Y phụ trách hai xã trong khu vực quản lý gồm 5 xã của đồn công an Giang Miếu, là xã Bảo Long và xã Hắc Thạch. Vâng, em mới về. Tình hình thế nào? Xã Đại Quan Khẩu nghe nói một năm qua không được yên ổn. Xã hình như có ý kiến với đồn công an chúng ta. Hạ Hồng Hải nói. Cũng được, sau khi gặp cảnh sát La và hiểu rõ tình hình một chút. Rảnh rỗi em sẽ xuống xã Đại Quan Khẩu. Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh bàn trực ban, trên bàn có một chiếc điện thoại bàn màu đen cũ. Đồn công an xã khác với ở huyện thành, vẫn dùng điện thoại quay số và chuyển tiếp. Đầu tiên phải gọi về đến máy tổng ở bưu điện Giang Miếu, sau đó mới được nhân viên chuyển tiếp đến người nghe điện. Mai đi xã Thổ Lăng sao? Vâng, hai xã này chắc phải chạy thường xuyên, em mới đến nên chưa có thời gian quen thuộc tình hình. Cũng đúng. Các xã là như vậy, kém hơn huyện thành nhiều. Đúng rồi, sao cậu lại được điều từ đội cảnh sát hình sự xuống đồn? Hạ Hồng Hải có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống. Nói thật em cũng không rõ, sau đó nghe đội trưởng Lưu nói Giang Miếu thiếu người, nhà em vừa vặn ở đây nên phòng bảo em xuống. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nhà ở Giang Miếu nên được phái xuống sao? Đây là lý do gì chứ? Cậu học từ trường cảnh sát tỉnh cơ mà. Hạ Hồng Hải có vẻ ấm ức thay Triệu Quốc Đống. Ôi, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ em là nhân viên của đồn công an Giang Miếu. Ở đâu cũng là làm việc, hơn nữa còn khá gần nhà em. Triệu Quốc Đống không muốn nói tiếp vấn đề này nữa nên đổi sang chuyện khác. Hôm nay sếp Khâu hình như không ở đây. Ừ, sếp Khâu và sếp Lưu lên phòng họp, không biết có hành động gì mới nữa. Hạ Hồng Hải ngáp dài rồi nói. Đêm nay anh trực ban. Quốc Đống, cậu không có việc thì về đi. Thôi, sáng mai còn muốn đi xã Thổ Lăng, hay là Hạ ca về đi, đêm nay em trực thay cho. Dù sao em cũng không có việc gì mà. Triệu Quốc Đống hào sảng nói. Cái này không tốt đâu. Hạ Hồng Hải cũng hơi động tâm, Triệu Quốc Đống này mặc dù từ đội cảnh sát hình sự xuống nhưng cũng khá dễ gần. Không sao đâu, nhỡ đâu hôm nào em trực mà có việc thì cũng phải nhờ Hạ ca giúp mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, vậy không vấn đề gì. Hạ Hồng Hải vui mừng ra mặt mà nói. Cứ quyết định như vậy đi, hôm khác cậu có chuyện cứ nói, tối nay anh đúng là có việc. Anh phải về đây, mẹ nó chứ, đi đường cũng phải mất cả tiếng. Nhìn Hạ Hồng Hải vội vàng rời đi, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Người này vẫn không thay đổi, người không xấu, năng lực có nhưng lại thích gia đình, chỉ muốn điều về huyện. Nhưng chuyện tốt luôn không tới lượt y, 3 năm sau y mới được điều về đồn phía Bắc huyện thành. Quyển 1, chương 22, Đường Cẩn. Sáng hôm sau Hạ Hồng Hải đến rất sớm, Triệu Quốc Đống không nói, đám đội viên dự bị cũng không ai chú ý. Sau khi báo cáo qua với về chuyến đi hôm qua tới Đại Quan Khẩu, Triệu Quốc Đống nói hôm nay mình muốn để Đàm Khải đến xã Thổ Lăng thăm dò tình hình. Khâu Nguyên Phong lập tức đáp ứng đề nghị của Triệu Quốc Đống, cũng nói cho hắn biết là công an huyện sẽ triển khai hành động truy lùng đám lừa bán phụ nữ. Vài hôm nữa Lưu Mãnh sẽ được điều lên đội truy tìm của công an huyện và ra ngoài làm việc. Đại khái là bên Sơn Tây, Mông Cổ, vừa đi cũng mất cả tháng nên việc trinh sát, phá án do hắn làm. Đến xã Thổ Lăng khá thuận lợi, Triệu Quốc Đống lúc này đã phát huy tửu lượng của hắn, làm cho cảnh sát viên Đàm Đông Phú của xã Thổ Lăng say ngã, mấy tên nhân viên an ninh cũng ôm quyền xin thua. Chẳng qua Hồ Minh Quý và Đàm Khải cũng không hơn là bao. Khi Triệu Quốc Đống kéo bọn họ về đồn công an thì bọn họ gần như không thể xuống nổi xe. Mấy hôm sau đều là mấy vụ việc nhỏ như đánh nhau. Lưu Mãnh cũng đã giao tài liệu cho hắn. Khi Lưu Mãnh đi công tác, Triệu Quốc Đống cũng chỉ cần chỉnh lại chút tài liệu,
viết báo cáo tổng hợp rồi đưa lên cho công an huyện là được. Việc này đối với hắn là quá quen từ khi còn làm ở đội cảnh sát hình sự. Alo, đồn công an Giang Miếu, tìm ai vậy? Triệu Quốc Đống uể oải nói. Cho tôi gặp Triệu Quốc Đống. Là tôi đây, xin hỏi cô là ai? Triệu Quốc Đống vô thức hỏi. Là ai ư, anh nói em là ai? Trong giọng truyền tới tiếng nói ngọt ngào. Tiểu Cẩn. Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị về tâm lý nhưng hắn lại vô thức hy vọng mọi việc không diễn ra. Hừ, anh muốn giấu em đến khi nào? Nếu như em không gọi đến đội cảnh sát hình sự mà hỏi, anh có phải mãi không nói cho em biết? Cái này, không phải, anh định cuối tuần này lên Ando rồi sẽ nói với em. Triệu Quốc Đống phát hiện mình đang lắp bắp. Vậy ư, anh thành thật như vậy sao? Giọng nói dịu dàng của Đường Cẩn lúc này lại làm Triệu Quốc Đống nghe thấy khá chói tai. Thật mà, Triệu Quốc Đống cũng không tìm được lời thích hợp nào mà giải thích nên đành phải nói như vậy. Mai anh định như thế nào? Đường Cẩn cuối cùng cũng dịu giọng một chút, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hay là em đến Giang Miếu? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xa như vậy, em không muốn ngồi xe, hay là hôm nay anh lên Ando đi? Trong giọng Đường Cẩn chan chứa tình cảm, chỉ cần chú ý là có thể nghe ra được vẻ quyến rũ trong đó. Được. Hết giờ anh sẽ đi ngay. Triệu Quốc Đống cảm thấy cả người thoải mái. Đường Cẩn vẫn yên hắn, giờ phút này hắn cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải thay đổi để giữ được tình cảm này. Triệu Quốc Đống lên được quận Ando đã là 7 giờ tối. Hắn đi xe 35 km đến đường Mã Vương, đây là nơi mà phân cục Thiên Hà đóng, lúc này đã là 7 giờ 30 tối. Triệu Quốc Đống từ xa đã thấy một hình bóng xinh đẹp đứng ở cửa. Đường Cẩn không cao mấy. Chỉ khoảng 1m62, thấp hơn Khổng Nguyệt và Hàn Đông một chút. Cô đi với Triệu Quốc Đống cao 1m8 thì đúng là khá nhỏ nhắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống là người từng có quan hệ thì mới biết Triệu Quốc Đống không những xinh đẹp động lòng, hơn nữa da thịt trắng nõn, đầy đặn, trên giường đúng là rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống gặp Đường Cẩn sau khi có giấc mơ đó, nhưng hắn lại không hề thấy xa lạ chút nào. Đường Cẩn vẫn ngoan hiền quyến rũ như thế, mái tóc xõa ngang vai và dùng dây buộc lại. Đôi mắt to tròn trên khuôn mặt đẹp là thứ làm cho Triệu Quốc Đống si mê nhất. Bên dưới cô vẫn mặc chiếc váy cảnh sát, bên trên mặc chiếc áo phông cộc tay lộ rõ vẻ thanh xuân của cô. Tiểu Cẩn. Hừ, em còn nghĩ là anh không tới. Làm người ta đợi nửa tiếng. Đường Cẩn rất không hài lòng chu môi nói. Ha ha, xe chạy chậm quá nên anh tới muộn. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm, không phải là xe đi chậm. Hôm nay hắn bắt xe rất thuận lợi. Xe đi cũng nhanh nhưng Giang Miếu cách Ando 80 km, hắn nghỉ sớm nửa tiếng đi bắt xe nhưng mãi bây giờ mới tới nơi. Giang Miếu cách huyện thành Giang Khẩu bao nhiêu anh? Đường Cẩn là người Ando nên không biết mấy về khoảng cách ở các huyện. Hơn 30 km. Triệu Quốc Đống gãi đầu, thực tế là hơn 40 km nhưng hắn không muốn nói xa như vậy. Hơn 30 km, chẳng phải là từ quận Ando đến Giang Khẩu cũng từng đó sao? Đường Cẩn giật mình kêu lên. Giang Khẩu còn có đồn công an xa như vậy sao? Ha ha, sao không có? Đây là tận cùng phía nam Giang Khẩu, thậm chí là Ando. Đi thêm chút nữa về phía nam là đến địa phận huyện Bình Xuyên. Xa như vậy thì anh đến đó làm gì? Có phải anh mắc lỗi? Đường Cẩn có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống. Mắc lỗi gì chứ anh có thể mắc lỗi gì đâu? Triệu Quốc Đống nói. Đồn công an Giang Miếu thiếu một người phá án. Hơn nữa nhà anh không phải ở Giang Miếu sao? Cho nên công an huyện điều anh về. Vậy cũng là lý do sao? Anh tốt nghiệp trường cảnh sát thì sao có thể xuống đồn công an? Chẳng lẽ nói công an huyện Giang Khẩu có nhiều nhân viên tốt nghiệp trường cảnh sát sao? Đường Cẩn có vẻ không tin. Ôi, lãnh đạo nghĩ như thế nào thì sao anh biết được? Có lẽ lãnh đạo cảm thấy biểu hiện của anh ở đội cảnh sát hình sự khá được nên phái anh xuống rèn luyện, chuẩn bị đề bạt thì sao? Triệu Quốc Đống đành phải khoác lác một chút, cũng may Đường Cẩn không có ai quen ở công an huyện Giang Khẩu, chuyện hắn giúp đội trưởng Lưu gánh án thì cũng không ai trong công an huyện biết cả. Phái xuống rèn luyện để chuẩn bị đề bạt ư, nhanh như vậy sao? Đường Cẩn rất vui vẻ, bạn trai có thể lên chức thì cô đương nhiên là vui. Chẳng qua cô cũng hiểu cơ quan công an khác bên cơ quan hành chính, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Một thanh niên mới tốt nghiệp thì dù là tốt nghiệp trường chuyên nếu không có thành tích thì anh có quan hệ mạnh đến đâu cũng không ai phục. Huống chi bạn trai cô có gia cảnh bình thường, không có quan hệ gì cả.
Triệu Quốc Đống muốn được đề bạt thì rất thấp. Ai có thể biết được chứ? Bây giờ chỉ là rèn luyện, nếu anh thể hiện xuất sắc thì không chừng sẽ như vậy. Giang Miếu là thị trấn lớn nhất Giang Khẩu, án cũng nhiều. Trưởng phòng công an huyện cũng từ đồn công an Giang Miếu đi ra đó. Triệu Quốc Đống phải tiếp tục lừa Đường Cẩn. Nếu thật là như vậy thì công an huyện đúng là chú ý đến anh. Tâm trạng Đường Cẩn đã tốt hơn và nở nụ cười. Cũng đúng. Triệu Quốc Đống bắt đầu sôi bụng. Anh chưa ăn cơm phải không? Đi thôi, đi ăn nào. Đường Cẩn nhìn xung quanh không thấy có ai liền nắm tay Triệu Quốc Đống. Ăn xong, hai người liền đi dạo trên bờ sông Mai Giang. Mai Giang là một nhánh của Ninh Giang, chạy ngang qua quận An Đô. Hai bên bờ là cây cối tươi tốt, thi thoảng có các ghế đá được đặt. Đây là nơi dân của quận thích đi dạo. Đi một đoạn là đến một khu cây cối tùm, ánh đèn mờ nhạt, dần dần trở thành chỗ tốt để các đôi yêu nhau đến chơi. Mới đầu đây chỉ là nơi các đôi nam nữ tâm sự, bây giờ đã thành nơi người ta ôm nhau. Quyển 1, chương 23, quan hệ nơi hoang dã. Trời đã tối, đèn hai bên đường đã được bật lên. Chẳng qua trong khu cây cối rậm rạp này thì ánh đèn gần như không có tác dụng. Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn đi một đoạn mà không tìm được vị trí thích hợp, chẳng qua lại gặp vài cảnh bỏng mắt. Không phải các đôi yêu nhau hôn thì lại thấy mấy cảnh không nên thấy. Triệu Quốc Đống thì còn đỡ một chút, Đường Cẩn lại xấu hổ đến độ không biết nhìn đi đâu. Khó khăn lắm mới thấy một chiếc ghế đá vây trong đám cây có một đôi rời đi, Triệu Quốc Đống vội vàng chạy tới đoạt lấy. Một đôi nam nữ khác bị tranh trước nên đành hậm hực rời đi tìm chỗ khác. Ôm Đường Cẩn vào lòng, mùi hương xà phòng thơm trên người Đường Cẩn phả vào mũi làm Triệu Quốc Đống rất dễ chịu. Đường Cẩn sợ mũi cắn nên có mang theo một ít nước hoa trừ mũi, cô cũng vẩy lên người Triệu Quốc Đống một chút. Nhìn Đường Cẩn xấu hổ nhắm mắt lại, Triệu Quốc Đống không nhịn được thầm rên lên trong lòng. Người đẹp như vậy nếu bị thằng khác ôm thì hắn không biết mình nên đối mặt như thế nào. Trong giấc mơ thì Đường Cẩn khi có người đàn ông khác làm cho Triệu Quốc Đống đã buồn chán khá lâu. Mặc dù là được điều về đội cảnh sát hình sự mà hơn nửa năm hắn cũng không khôi phục lại được, đến tận khi một cô gái khác đi vào lòng hắn. Tiếng hô hấp trở nên nặng nề khi Triệu Quốc Đống tham lam mút lưỡi Đường Cẩn. Áo phông của Đường Cẩn đã bị Triệu Quốc Đống kéo lên trên, hai tay thành thạo cởi khóa áo lót sau lưng. Hai tay Triệu Quốc Đống lập tức sờ vào hai vú đầy đặn của Đường Cẩn. Cặp vú mềm mại đầy đặn không ngừng đổi hình trong tay Triệu Quốc Đống. Đường Cẩn mặc dù không cao nhưng vú không hề nhỏ. Triệu Quốc Đống thích nhất chính là vuốt ve vú cô. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy tự hào vì mình đã lắm được cô. Khi Triệu Quốc Đống cúi đầu hôn lên ngực Đường Cẩn gần như nằm sụi trong lòng hắn. Cảm giác ở ngoài tự nhiên thát kích thích làm cô vẫn không dám thả lòng mình. Miệng như một đứa trẻ bú mẹ mà mút vú Đường Cẩn. Hai tay Triệu Quốc Đống đưa xuống bên dưới váy Đường Cẩn. Giờ phút này cảnh trong động vân thai hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Hai chiếc quần lót bao lấy hai bờ mông đã thiêu đốt ngọn lửa dục trong lòng Triệu Quốc Đống. Nhìn xung quanh một chút, Đường Cẩn thở hổn hển nói vào tai Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, không được, ở đây không được, xung quanh có người mà. Triệu Quốc Đống dừng lại rồi cẩn thận lắng nghe. Đúng là có người, từng âm thanh như có như không từ bụi cây rậm rạp sau lưng truyền tới. Triệu Quốc Đống lưu luyến bỏ miệng ra khỏi vú Đường Cẩn, đắc ý cười nói. Tiểu Cẩn, đúng là có người, em nghe đi. Đường Cẩn cẩn thận lắng nghe rồi xấu hổ vùi mặt vào lòng Triệu Quốc Đống mà nói. Anh xấu quá, nghe lén người khác. Âm thanh truyền tới là tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của một cô gái, thi thoảng có tiếng lạch bạch. Sau lưng vang lên âm thanh gì thì cả Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn đều biết. Cảm thấy có người giống mình, cả người Triệu Quốc Đống như trong ngọn lửa. Mà lú này Đường Cẩn cũng bị âm thanh sau lưng ảnh hưởng nên mặc cho Triệu Quốc Đống muốn làm gì thì làm. Triệu Quốc Đống có chút thô bạo muốn xé quần lót của Đường Cẩn ra. Nhưng Đường Cẩn lại không chấp nhận, đến khi tay Triệu Quốc Đống đưa vào giữa hai chân cô thì nhiệm vụ này mới có thể được thực hiện. Từng đợt tấn công mạnh xuất hiện, Đường Cẩn ngồi trên người Triệu Quốc Đống không ngừng bị động tác của hắn làm cô lên đỉnh. Mái tóc rũ xuống muốn che đi mặt đỏ bừng vì sung sướng của cô. Có lẽ lần đầu tiên quan hệ ở hoàn cảnh này nên Đường Cẩn rất nhanh tới đỉnh. Chỉ vài phút mà Đường Cẩn đã nằm sụi trong lòng Triệu Quốc Đống không nhúc nhích như hết sức vậy. Yêu thương nhìn Đường Cẩn nằm trong lòng hắn. Cả người Đường Cẩn như không xương, Triệu Quốc Đống nhìn quanh và lắng nghe thì thấy không còn âm thanh kia nữa. Xem ra đôi nam nữ kia đã giải quyết xong. Hắn mặc dù còn có chút khó chịu nhưng cũng biết Đường Cẩn như thế này thì không thể tiếp tục quan hệ nữa,
chỉ có thể về phòng của Đường Cẩn làm tiếp. Triệu Quốc Đống dịu dàng cài khóa áo lót cho Đường Cẩn. Quần lót của Đường Cẩn đã ướt nên hắn nhét vào túi quần. Dù sao váy cảnh sát cũng đủ dài và rộng, mà buổi tối nên không sợ lộ hàng. Lúc này Triệu Quốc Đống đương nhiên nghĩ đến một bộ phim Hong Kong đã xem, trong đó khi một cô gái lội qua nước nên quần lót bị ướt và phải cởi ra. Khi cô gái mặc váy xong thì có một cơn gió thổi tới, váy bay lên và lộ hàng. Bị ổi nhỉ. Triệu Quốc Đống chỉnh lại quần áo thì lúc này Đường Cẩn mới khôi phục lại. Hành vi của Triệu Quốc Đống làm cô vừa xấu hổ vừa sợ. Quần lót ướt mặc trên người đúng là rất khó chịu nên cô đành phải chịu như vậy. Cảm giác không mặc quần lót đúng là kỳ lạ. Đường Cẩn cũng biết ý của bạn trai nhưng vẫn có chút sợ hãi. Nếu bị người phát hiện thì cô đúng là không còn mặt mũi gặp ai. Khi đi trên đường, Đường Cẩn vô thức giữ chặt gấu váy, sợ một cơn gió thổi tới sẽ thổi bay váy cô và làm lộ chỗ kín. Cũng may cảnh kia chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Đến khi hai người lên xe về ký túc phân cục Thiên Hà thì Đường Cẩn mới yên tâm. Nhà Đường Cẩn ở phía Bắc An Đô, phân cục Thiên Hà lại ở phía Nam, đi xe đạp phải mất nửa tiếng, đi xe bus thì phải đi hai tuyến nên thời gian cũng tương đương. Cho nên Đường Cẩn lấy lý do sáng đi làm muộn mà được phân cục chia cho một phòng tại ký túc. Bố Đường Cẩn là đồng chí làm nhiều năm ở đội cảnh sát giao thông quận, cũng có chút quan hệ ở phân cục Thiên Hà nên được chia một nửa gian ký túc. Nói là nửa gian vì nửa gian kia có người khác ở. Phân cục cho một nữ cảnh sát độc thân khác ở. Chẳng qua vị cảnh sát này sắp lấy chồng nên thường hay ở nhà bạn trai, ít khi ở đây. Vì thế nơi này biến thành nhà nhỏ hạnh phúc của Đường Cẩn và Triệu Quốc Đống. Đường Cẩn cảm thấy mình muốn chết, cô như đang bay trên từng cơn sóng lớn, lúc lên tận đỉnh, lúc xuống đáy vực. Cô không biết phòng bên có ai không nhưng cô đã không thể kiềm chế được mình. Từ nhỏ giọng đến thở hổn hển. Từ chủ động đến xin tha, Triệu Quốc Đống tiến vào cơ thể cô thậm chí nghĩ nếu mình mất Triệu Quốc Đống thì sẽ như thế nào? Có còn thỏa mãn như vậy không? Chẳng qua khi quan hệ dần dần lui đi, dục tính lui đi thì cô lại suy nghĩ về thực tế. Quyển 1, chương 24, chênh lệch. Đường Cẩn không phải người thích hư vinh. Khi yêu Triệu Quốc Đống thì có không ít bạn thân khuyên cô, nói hai bên không tương xứng. Hơn nữa nhà Triệu Quốc Đống ở huyện. Theo nguyên tắc phân công công việc thì hai người căn bản không thể làm cùng nhau, về sau sẽ có nhiều phiền phức. Nhưng Đường Cẩn không để ý mấy điều này. Theo cô thấy chỉ cần hai người yêu nhau thì tất cả đều có thể giải quyết. Khi Đường Cẩn chính thức vào xã hội, cô mới hiểu chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Cùng là đơn vị trực thuộc Cục Công an thành phố nhưng phân cục nội thành, phân cục huyện lại có khái niệm khác nhau nhiều. Chế độ tiền lương của các phân cục nội thành hơn xa cấp huyện. Hơn nữa còn ở thành phố nên giao thông thuận lợi, cuộc sống cũng tiện. Làm ở đây là người thành phố. Mà các phân cục của thành phố đều cách thành phố hơn vài chục km, mặc dù vấn đề giao thông bây giờ cũng tiện hơn, nhưng ngồi xe cũng mất gần tiếng, hơn nữa chế độ phúc lợi kém xa. Về các đồn công an thì do công an huyện phụ trách, còn các phân cục gần thành phố thì do lãnh đạo Cục Công an thành phố trực tiếp phụ trách. Thu nhập và đãi ngộ của hai bên là không thể so sánh. Kinh tế quyết định tất cả, kinh tế cấp huyện đương nhiên không thể so với thành phố, cảnh sát công an huyện đương nhiên thấp hơn cảnh sát ở thành phố một bậc. Hơn nữa các huyện cách xa thành phố, khoảng cách đến nội thành đều từ 30 km trở nên, vì thế liên lạc với Cục Công an thành phố không quá mật thiết. Điều này cũng khiến cho cảnh sát của các phòng công an huyện gần như không có khả năng vào phân cục nội thành. Tương Vĩ Tài dạo này đang không ngừng tán tỉnh Đường Cẩn, gần như ngày nào cũng gọi điện đến hỏi thăm. Điều này khiến cho cả phòng đều biết con của phó chủ nhiệm phòng chính trị Cục Công an thành phố theo đuổi cô. Đến bây giờ Đường Cẩn vẫn chưa động tâm nhưng cô lại hoảng sợ phát hiện mình có lẽ không chịu được thế tấn công quá mạnh của Tương Vĩ Tài. Nếu hôm nay không phải cô lấy lý do về nhà thì Tương Vĩ Tài đã có thể đến đơn vị đón cô. Các đồng nghiệp trong phòng đều cho rằng Tương Vĩ Tài rất được. Tương Vĩ Tài đẹp trai, phong độ, điều kiện gia đình cũng tốt. Nếu so sánh thì Triệu Quốc Đống chỉ là một người thô lỗ. Đường Cẩn biết các đồng nghiệp trong phòng nhất định là coi thường Triệu Quốc Đống. Điều này làm cô thậm chí không dám công khai tình cảm của cô và Triệu Quốc Đống. Có lẽ điều duy nhất có thể ủng hộ cô là tình cảm của cô và Triệu Quốc Đống. Nhưng tình cảm này có thể duy trì cả đời sao? Đường Cẩn có chút mơ hồ cho nên cô muốn Triệu Quốc Đống hay ở bên mình. Đường Cẩn muốn có cảm giác bên người yêu bù đắp trái tim yếu ớt của mình. Sau khi quan hệ, Triệu Quốc Đống vẫn rất thoải mái và không hề mệt. Chẳng qua hắn hiểu Đường Cẩn không chịu được nữa, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Đường Cẩn mà vuốt ve.
hai cơ thể trần truồng nằm bên nhau. Quốc Đống, anh tính toán như thế nào về tương lai? Trong bóng tối, Đường Cẩn nói. Tính gì cơ? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Theo hắn thấy thì cuộc ân ái vừa nãy đã làm bao lo lắng của hắn bay đi, nhưng hắn đã sai rồi. Chẳng lẽ anh muốn ở Giang Khẩu cả đời sao? Vậy chúng ta sẽ như thế nào? Đường Cẩn thở dài nói. Triệu Quốc Đống run lên, vòng tay đang ôm Đường Cẩn cũng lỏng một chút. Anh chỉ có thể nghĩ biện pháp đầu tiên điều về đội cảnh sát hình sự, sau đó cố gắng thể hiện để được đội cảnh sát hình sự của thành phố chú ý. Đại đội cảnh sát hình sự thành phố hàng năm đều chọn người từ các đội cảnh sát hình sự huyện. Nhưng số người được chọn rất nhỏ, hơn nữa đều là các cảnh sát nhiều kinh nghiệm, là nhân tài trong lĩnh vực phá án. Người của đội cảnh sát hình sự Giang Khẩu gần như chưa có ai được Cục Công an thành phố chọn. Mấy năm mới được, 3 năm, 5 năm hay 10 năm, Quốc Đống, như vậy là rất khó. Đường Cẩn nói, vậy còn biện pháp nào nữa chứ? Triệu Quốc Đống cũng dần tỉnh lại. Hắn hiểu đây mới là mối lo trong lòng Đường Cẩn. Em định tìm bố nói chuyện của chúng ta với bố, sau đó dựa vào quan hệ xem có thể điều anh lên đội cảnh sát giao thông phân cục Long Đường không. Bố em có người quen ở phân cục Long Đường. Đường Cẩn đã bóng gió hỏi bố cô nhưng bố cô không lộ gì, hơn nữa còn nghi ngờ cô. Điều này làm Đường Cẩn không dám dễ dàng nói quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống. Phân cục Long Đường. Phân cục này ở gần nội thành, cách thành phố có 20 km. Đây là một nơi rất được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thích làm cảnh sát giao thông. Đường Cẩn có lẽ thấy được tâm trạng của Triệu Quốc Đống nên nói. Bây giờ còn nghĩ các vấn đề khác làm gì, chỉ cần có thể điều đến đã là may mắn rồi. Điều tới rồi nghĩ biện pháp điều sang đội cảnh sát hình sự cũng được mà. Có thể được không? Triệu Quốc Đống cũng hiểu muốn điều tới phân cục Long Đường không dễ. Bố Đường Cẩn ở đại đội cảnh sát giao thông thành phố chẳng qua chỉ là một cảnh sát bình thường. Việc điều động này chỉ dựa vào vài quan hệ bình thường là không dễ. Em cũng không biết. Đường Cẩn quấn lấy Triệu Quốc Đống, vú trắng nõn và vẫn khá cứng cọ cọ vào lòng Triệu Quốc Đống. Tay Triệu Quốc Đống tham lam vuốt ve cơ thể cô, chẳng qua hắn đã phát ra một lần nên giờ chưa khôi phục lại. Hắn đang nghĩ mình nên làm như thế nào. Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, một ngày nghỉ cuối tuần đối với Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn trôi qua rất nhanh. Mấy khu chợ và siêu thị ở An Đô được các cô gái thích nhất. Mặc dù đi siêu thị với bạn gái là điều đàn ông không thích, chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn phải đi theo từng bước chân của Đường Cẩn. Khi Triệu Quốc Đống lên xe đi về Giang Khẩu, hắn cũng mơ hồ thấy được một tia buồn bã trên mặt Đường Cẩn. Từ An Đô về Giang Khẩu có sự khác nhau lớn. Điều này làm Triệu Quốc Đống hiểu được tại sao Đường Cẩn lại muốn mình về thành phố như vậy. Đường tối đen rất ít đèn, chỉ có đám muỗi và chuột chạy trên đường. Nghĩ đến đường sáng trưng ở An Đô, các công viên, bãi cỏ, các khu giải trí, đây mới là thứ mà đôi yêu nhau hướng tới khi đêm về, ai không muốn cuộc sống như vậy. Hai nơi cách nhau quá nhiều, dù là 10 năm, 20 năm cũng chắc có thể bắt kịp. Chênh lệch giống như một nhân viên công chức và nông dân vậy, mà Giang Miếu lại là một kẻ ăn mày. Khoảng cách quyết định vận mệnh, thay đổi, Triệu Quốc Đống muốn thay đổi. Triệu Quốc Đống tự nói với mình nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thay đổi tất cả thì hắn biết Đường Cẩn sớm muộn sẽ chia tay hắn. Mà hắn bây giờ có vẻ đã có thể thay đổi điều này. Quyển 1, chương 25, bắt 1. Triệu ca, Triệu ca. Chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống ngồi dựa lưng vào ghế mà cố gắng đè cơn khó chịu trong lòng xuống mà hỏi. Chuyện gì cũng phải làm từng bước, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ như vậy. À, có một việc muốn báo cáo với anh. Người đến là đội viên dự bị Vương Trung Quang. Có chuyện gì thế, sếp Lưu không có đây sao? Hôm nay là ngày mà Lưu Sương Thịnh thực ban, Triệu Quốc Đống xuống xe liền về đồn công an, hắn không muốn về nhà. Ha ha, sếp Lưu bình thường không tham gia mấy việc này cho nên phải nói với Triệu ca, xem Triệu ca có hứng thú hay không. Mắt Vương Trung Quang không ngừng lóe lên làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Nói đi, có việc gì? Có người báo nói hôm nay ở trong một quán trà ở chợ có người tụ tập đánh bạc. Vương Trung Quang xoa xoa tay mà cười nói. Sếp Lưu đã cao tuổi nên không thức đêm được, vừa lúc anh có ở đây nên mọi người muốn đến hỏi ý anh một chút. Triệu Quốc Đống biết quy định của gia, nếu bắt được người đánh bạc thì đều phạt tiền là chính, tiền nộp phạt được giao hết lên cho công an huyện, bù cho chi phí không đủ khi công an huyện phá án. Mà công an huyện cũng phân từ 30 đến 8 tháng 8% tùy từng đợt cho đồn công an phá án.
Vấn đề như đội cảnh sát hình sự và đội an ninh trật tự đều được hoàn lại 30%, đồn công an ở nội thành hoặc mấy phân cục nội thành được trả 50%. Mà đồn công an nông thôn đều là 8,8%. Mà một bộ phận tiền trả lại này có thể được đưa cho bên cung cấp đầu mối và nhân viên phá án, đây là đề cao tính tích cực khi phá án. Có đầu mối gì không? Nghe nói là một đám mổ lợn và mấy ông chủ lò gạch. Vương Trung Quang cười nói. Chuyện nhỏ này sao cần làm phiền Triệu ca? Chuyện Triệu Quốc Đống xử lý Trịnh Nhị lại ở xã Đại Quan Khẩu đã truyền trong đám đội viên dự bị. Đám đội viên dự bị vốn còn nghĩ Triệu Quốc Đống rất bình thường thì bây giờ đã kính trọng hắn. Trịnh Nhị lại này mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì nhưng là kẻ bị người trong xã ghét nhất. Mà Triệu Quốc Đống chỉ vài chiêu đã xử lý xong Trịnh Nhị lại, không có chút bản lĩnh thì đúng là không làm được. Ừ, vị trí cụ thể ở đâu? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. 8 đội viên dự bị và 1 nhân viên nấu cơm, quét dọn vệ sinh nếu chỉ dựa vào tiền thu được từ các xã, thị trấn là không đủ, còn đâu là phải dựa vào đồn công an nghĩ biện pháp trợ cấp. Khâu Nguyên Phong cũng cố ý nói Triệu Quốc Đống nếu có cơ hội thích hợp thì kiếm nguồn thu cho đồn. Triệu Quốc Đống cũng ghi nhớ trong lòng, chỉ là không biết vì sao Liêu Sương Thịnh lại không có hứng thú với việc này. Ở hàng nước Hứa ra cạnh bờ sông, có 2 cửa, cửa sau đi sang ngõ nhỏ, cửa trước có người canh gác. Vương Trung Quang thấy Triệu Quốc Đống đồng ý liền vui mừng ra mặt. Lần này đưa tin thì y cũng có suy nghĩ, nếu Triệu Quốc Đống không có hứng thú thì quá lãng phí. Bọn họ chơi gì? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Chơi kịch. Kịch là dùng bài tiến hành đánh bạc. Có 5 con, 3 con cộng lại được 10 điểm thì không móm. Nhà không có 10 điểm thì móm và mất một số tiền nhất định. Các nhà được 10 điểm còn lại 2 con trên tay, sau đó bên nào có quân lật lên to nhất thì hô. Cuối cùng có một nhà ăn tất. Triệu Quốc Đống cũng đã chơi trò này, chẳng qua đều thua. Đánh to không? Việc này không rõ, chẳng qua có vẻ không nhỏ. Bọn họ đều là người có tiền, uống rượu xong liền tụ tập đánh bạc. Tôi đã bố trí người theo dõi bọn họ từ lâu. Vương Trung Quang xoa xoa tay, y có chút hưng phấn. Triệu Quốc Đống dẫn theo đám đội viên dự bị và nói trước với Liêu Sương Thịnh, Triệu Quốc Đống bắt đầu hành động về đêm đầu tiên sau khi hắn xuống đồn công an Giang Miếu. Thời tiết khá được nhưng muỗi cũng nhiều. Thị trấn Giang Miếu đến tối thì trên đường đã không có ai đi lại, chỉ có tiếng chó sủa mà thôi, đây là khác biệt. An đô thì đến tối cuộc sống của nhiều người mới bắt đầu. Vương Trung Quang dẫn theo đoàn người đi dọc theo bờ sông đến khi gần ra khỏi thị trấn thì mới đi bộ lại. Là ở chỗ sáng đèn kia, đó là quán nước Hứa ra. Đến gần xem sao. Triệu Quốc Đống gật đầu vung tay lên. Dựa theo kế hoạch, mấy đội viên dự bị tản ra. Cửa sau có 2 người phụ trách, số còn lại đi theo Triệu Quốc Đống. Nghe lệnh của tôi, không được lộn xộn. Triệu ca yên tâm, mọi người không phải làm lần đầu mà. Vương Trung Quang cười cười lấy lòng. Triệu Quốc Đống dựa vào ánh đèn qua khe cửa mà quan sát một cách cẩn thận. Trong đó có 8 người, nhất định có chủ quán nước ở đây. Mấy người đang vui vẻ chơi bạc, chủ quán trà thi thoảng đi đến bên cửa mà nhìn, xem ra khá cảnh giác. 50, ông đánh 50. Khâu Tam Hoa, mày có dám theo không? Sợ gì chứ, đánh thì đánh. Lên đi, tiền bỏ ra rồi đó, có giỏi thì lấy đi. Một tên cao to rất đắc ý lay lay chiếc ghế trúc vang lên tiếng kẽo kẹt rồi ra vẻ mà nói. Hàn Tín chọn binh, ít mà giỏi hơn nhiều mà ngu. Lỗ lão đại, mày đừng ra vẻ ta đây, trước thắng chỉ là ăn may, ăn về cuối mới là thắng. Mao Bình Hoa, hôm nay mày không còn quần mà về đâu. Cốc cốc cốc. Ai thế? Chủ quán rất khó chịu mà nói. Tôi, Hà Tam. Hà Tam, mày đi chết đâu thế hả? Chủ quán bực bội đi tới mở, vừa mở cửa vừa cẩn thận quan sát. Lỗ lão đại hôm nay đỏ lắm, tao khuyên mày đừng có đi lên chịu chết. Không sợ, hôm nay đỏ hay đen thì cũng phải thứ chứ. Không chừng tao lại may hơn thì sao? Vương Trung Quang đúng là giỏi đóng giả người, nói giả giọng mà người khác không nhận ra. Khi chủ quán vừa mở được cửa thì Triệu Quốc Đống đã xông lên đẩy chỉ quán ra, sau đó lao vào trong. Mấy đội viên dự bị cũng lao vào trong. Cảnh sát đây, không được làm loạn. Ngồi hết xuống cho tôi. Trong quán nước lập tức trở nên hỗn loạn. 2 người xoay người chạy ra cửa sau thì bị 2 đội viên dự bị ở đằng sau bắt lấy. Mà tên lỗ lão đại kia còn nhảy ra cửa sổ, muốn từ cửa sổ nhảy xuống bờ sông. Triệu Quốc Đống sớm chặn ở đây vung tay lên nắm lấy tay đối phương. Sau đó ấn lỗ lão đại xuống bàn, đau đến độ lỗ lão đại kêu thảm.
Mày chán sống hả? Xuống cho tao, ở trước mặt tao mà còn muốn chạy sao? Chiêu này của Triệu Quốc Đống làm mọi người sợ hãi không dám nhúc nhích. Lỗ lão đại đô con như vậy mà bị Triệu Quốc Đống dùng một tay xách lên, hơn nữa tên này còn không ngừng kêu thảm. Đây đâu phải điều người bình thường có thể làm được. Triệu Quốc Đống nhìn qua mọi người, vừa nãy lúc hỗn loạn hắn đã thấy hai tên đội viên dự bị lặng lẽ nhét tiền vào trong túi của mình, chẳng qua hắn không nói ra. Lấy hết tiền trên người ra, mọi người đều làm như vậy. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Nhặt hết tiền trên mặt đất bỏ lên bàn, cùng đăng ký, đừng có dở trò trước mặt tôi. Quyển 1, chương 26, bắt 2. Ánh mắt lạnh như băng của Triệu Quốc Đống làm mọi người run lên. Khi mấy người đánh bạc lấy tiền trên người ra nộp và ghi lại thì hai đội viên dự bị cũng lặng lẽ lấy tiền mình vừa cầm để lên bàn. Vương Trung Quang cậu đếm, Hạ Nguyên Quốc cậu đăng ký. Lô Tiểu Dũng kiểm tra xung quanh một lần xem còn tiền giấu ở đâu không. Sau khi đăng ký xong thì bảo bọn họ ký tên vào và đưa về đồn. Cách làm thành thục này của Triệu Quốc Đống làm đám đội viên dự bị không dám có suy nghĩ khác trong đầu, đều ngoan ngoãn dựa theo lời Triệu Quốc Đống nói mà làm. Bì Chí Kiên, cậu bảo chủ quán nước thu dọn đồ đạc, đóng cửa lại rồi mang về điều tra. Sau khi xử lý xong, Triệu Quốc Đống đứng dậy nói. Những người khác thì cũng đưa hết về đồn. Sau khi mang về đồn thì mọi việc đơn giản hơn. Đám đội viên dự bị đã quen với việc viết tài liệu các vụ đánh bạc, thậm chí không cần Triệu Quốc Đống tự mình ra tay cũng làm ổn thỏa. Triệu Quốc Đống chỉ là đi vào văn phòng kiểm tra tài liệu. Hắn cũng từ chối đám đánh bạc mời thuốc. Xử lý đến 3 giờ đêm mới xong, con bạc đều bị bắt vào một phòng mà thẩm vấn, sau khi thẩm vấn xong thì không khí mới tốt hơn một chút. Ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là vụ án dân sự bình thường. Mấy con bạc này hầu hết đều đã bị bắt vài lần, chuyện này đã rõ ràng. Không có gì phải chối cãi. Dù sao cũng chỉ phạt tiền mà thôi, cũng không quá mất mặt. Chẳng qua đám con bạc lại rất tò mò về Triệu Quốc Đống. Bì ca, cảnh sát vừa nãy là ai thế? Lỗ lão đại, anh biết lợi hại rồi hả? Bì Chí Kiên lạnh nhạt nói. Lần trước anh chạy nhanh lắm mà, lần này sao không chạy đi? Đừng nói nữa, tay tôi bây giờ vẫn còn đau này. Tay tên kia như kìm sắt vậy. Chỉ đưa lên mà làm người tôi như muốn vỡ ra thành vài mảnh. Lỗ lão đại lúc này vẫn còn sợ mà nói. Anh ta từ đâu ra thế, sao từ trước đến giờ vẫn chưa thấy? Cảnh sát Triệu tuần trước mới điều về, là người từ đội cảnh sát hình sự đó. Tôi khuyên mấy anh ngồi im đi, đừng có chọc cảnh sát Triệu. Bì Chí Kiên ngồi hút thuốc mà các con bạc đưa cho. Đám bán thịt lợn và chủ lò gạch thì hút thuốc kém nhất cũng là trà hoa, phỉ thúy. Bao thuốc giáp tú của hắn gần hết thì bây giờ đã nhét được hơn phân nửa, tai cũng nhét hai điếu thuốc. Ít nhất cả ngày mai y không mất tiền mua thuốc. Biết Trịnh Nhị lại xã Đại Quan khẩu không? Dám đấu với Triệu ca liền bị Triệu ca đánh cho lăn lộn dưới đất, bây giờ nổi tiếng cả xã. Bì Chí Kiên thở một làn khói rồi nói. Hả, là cảnh sát Triệu ư? Tôi nghe người xã Đại Quan khẩu nói bây giờ Trịnh Nhị lại không còn mặt mũi ra ngoài. Hắn coi như bị người xử thảm rồi. Ai còn nể mặt hắn chứ? Nghe nói vợ của hắn còn phải chủ động đi nộp thuế nông nghiệp 2 năm, tôi vốn không tin. Lỗ lão đại há hốc mồm rồi lớn tiếng nói. Bảo sao lại lợi hại như vậy? Chỉ một chiêu đã đánh tôi bay ra xa, tôi nặng gần 100 cân mà. Bì ca, các anh sao biết chúng tôi đánh bài thế? Một con bạc khác rất khó hiểu hỏi. Nói nhảm, nghĩ chúng tôi không có ánh mắt sao? Các anh chỉ cần vẫy đuôi là chúng tôi biết các anh làm gì. Các anh đúng là mãi không đổi, một ngày nào đó phải vào ngồi tù tầm nửa tháng mới hiểu ra. Ha ha, Bì ca, tối không có việc gì làm, chẳng lẽ mỗi ngày đều về nhà nhà ôm vợ mà ngủ, phải kiếm trò gì giải trí chứ? Được rồi, bây giờ đồn công an Giang Miếu xuất hiện một nhân vật như vậy, chúng tôi về sau đến xã Trúc Liên đánh bài, các anh cũng không quản được mà. Khi đám con bạc đang bàn tán về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng ngồi đó nghe Vương Trung Quang báo cáo. Liêu Sương Thịnh đã đi nghỉ, chuyện này được giao cho Triệu Quốc Đống xử lý. Triệu ca, đã tính kỹ thì tổng cộng thu được 9.382 tệ tiền đánh bạc. Vương Trung Quang liếm liếm môi khô khốc, mắt y sáng rực lên dưới ánh đèn lộ rõ vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy ư? Triệu Quốc Đống có chút giật mình mà ngồi dậy nói. Đã đếm kỹ chưa? Không có vấn đề gì, đúng là hơi nhiều. Chẳng qua bọn họ chơi to, có 7 người trai bình quân thì chỉ khoảng 1.000 một người. Trong túi hồ sơ mà Vương Trung Quang cầm tới có một tập tiền. Ừ,
Trước đây các vụ này thì anh xử lý ra sao? Cái này phải do Triệu ca. Bình thường đều là phạt tiền, bọn họ đều đánh bạc quen rồi, trong nhà cũng có tiền nên phạt mấy trăm hay một ngàn đều không vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ đều có quan hệ nên cũng không sợ gì. Vương Trung Quang làm đội viên dự bị vài năm nên biết rõ tình hình. Triệu Quốc Đống cũng hiểu thị trấn Giang Miếu lớn như vậy, ai chẳng có bà con họ hàng. Bây giờ bị bắt thì kiểu gì chẳng có người đến xin xỏ. Mà cảnh sát phá án đối với mấy vụ này thì chỉ có thể dựa theo ý của lãnh đạo đồn công an mà giảm đi một chút. Dù sao cũng không phải vấn đề vi phạm nguyên tắc gì mà, cũng đều nằm trong phạm vi xử phạt để đảm bảo an ninh trật tự. Ừ, vậy anh thay tôi tuyên bố chính sách, căn cứ tình hình mà phạt từ 500 đến 800 tệ. Tiền thu được nhiều nên phải phạt nhiều. Triệu Quốc Đống che miệng ngáp rồi nhìn đồng hồ mà nói. Tôi đi ngủ đây, sáng mai khi xếp Khâu tới thì tôi sẽ báo cáo. Xem xếp Khâu có ý kiến gì không? Ừ, cậu bảo mấy anh em trông người cho kỹ, tiền cậu cứ tạm giữ, mai chị Tiết tới thì anh đưa cho chị ấy. Ha ha, Triệu ca yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi. Các anh em đang rất thoải mái. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ ngực rồi nói. Khâu Nguyên Phong vừa đến đồn chưa lên lầu thì nghe thấy đội viên dự bị ở văn phòng gọi. Sếp Khâu, có điện. Ai thế? Bí thư Tạ ở đảng ủy khu. Ừ, biết rồi. Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu, mới sáng như vậy mà phó bí thư đảng ủy khu đã gọi tới, có việc gì gấp sao? Nghe điện, Khâu Nguyên Phong chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn do uống rượu và hút thuốc nhiều của Tạ Cửu Tùng. Lão Khâu, giúp tôi một chút. Bí thư Tạ sao lại khách khí như vậy? Có chuyện gì thì cứ việc nói. Mình đối phương chỉ là phó bí thư phụ trách kinh tế, nhưng nghe đồn bí thư đảng ủy khu Khương sẽ được điều lên đảng ủy công an huyện làm phó bí thư thường trực. Tạ Cửu Tùng rất có khả năng tiếp nhận chức bí thư, Khâu Nguyên Phong cũng muốn giữ quan hệ tốt với đối phương, hơn nữa người này cũng có tiếng nói trên huyện. Em họ tôi tối qua đánh bạc bị đồn công an của anh bắt. Tôi vốn không muốn hỏi nhưng bà vợ mới sáng ra mà cứ nói mãi, anh xem có nên bảo người trong đồn bỏ qua cho cậu ta không? Về tôi sẽ dạy cậu ta. Có chuyện này ư, tối qua tôi không trực, vừa đến đồn xong nên không rõ tình hình. Chẳng qua nếu là đánh bạc thì cứ làm theo lời bí thư. Ha ha, vậy cảm ơn, hôm nào tôi mời anh uống rượu. Ha ha, tử lượng của bí thư Tạ thì tôi xin thua. Chẳng qua chỉ cần bí thư Tạ gọi thì tôi nhất định đến. Khâu Nguyên Phong liền đồng ý. Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi nhờ cậu. Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu đi đến phòng trực ban. Lão Liêu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt thì bình thường ít tham gia mấy chuyện này. Tối qua Liêu Sương Thịnh trực ban, sao y lại đột nhiên có hứng thú vậy? Quyển 1, chương 27, bắt 3. Nhìn phòng chưa kịp quét dọn nên vẫn còn tàn thuốc trên sàn nhà, Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói. Vương Trung Quang, tối qua có việc gì? Sếp Khâu, tối qua cảnh sát Triệu mang chúng tôi đi bắt một đám người đánh bạc. Vương Trung Quang vội vàng chạy tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ồ, tiểu Triệu hôm qua không về ư? Khâu Nguyên Phong có chút ngạc nhiên. Nhà Triệu Quốc Đống ngay gần đây, đạp xe chỉ tầm 10 phút là về, sao tuần này lại không về? Vâng, Triệu ca không về nhà. Vừa lúc mang chúng tôi đi làm việc này. Bận cả đêm tốn 4 giờ sáng thì Triệu ca mới đi ngủ. Có cần tôi gọi Triệu ca dậy không sếp? Ồ. Không cần, để cậu ta ngủ thêm đi. Triệu Quốc Đống mơ mơ màng màng nghe bên ngoài có tiếng nói. Hắn giơ đồng hồ lên thì thấy đã gần 10 giờ liền vội vàng dậy rửa mặt. Hắn thấy văn phòng trưởng đồn đã mở liền vội vàng vào báo cáo. Sếp Khâu, vào đi. Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc, tâm trạng của y lúc này rất vui vẻ. Vừa nãy trưởng phòng thuế Giang Miếu đến, bình thường trong các cuộc họp của khu vực thì tên này luôn ra vẻ ta đây với y. Vậy mà vừa nãy còn ăn nói nhẹ nhàng lấy lòng y. Nếu không phải bí thư đảng ủy khu Khương gọi tới nói cần làm tốt quan hệ thì Khâu Nguyên Phong đã không thèm để ý tới đối phương. Sếp Khâu, tối qua sếp Lưu trực ban, tôi mang người đi bắt một đám con bạc. Triệu Quốc Đống liền báo cáo rõ ràng vụ việc, Khâu Nguyên Phong nghe xong rồi nghiêm túc nói. Ừ, xử lý rất tốt, không hổ là người từ đội cảnh sát hình sự đi ra. Cứ xử lý theo ý của cậu. Có một người họ Lỗ là bà con của bí thư huyện ủy Tạ, còn có cả tên Mao Bình Hoa kia là em họ của trưởng phòng Trần bên thuế, xử phạt một chút là được. Có những quan hệ chúng ta phải giữ. Vâng, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tiền đánh bạc thu được thì tôi đã bảo Vương Trung Quang giao cho chị Tiết. Ừ,
bảo Tiết Mích Cầm hôm nay mang tiền đánh bạc và tiền phạt nộp lên kho bạc huyện, sau đó lấy lại tiền thưởng và thưởng cho anh em. Khâu Nguyên Phong dừng một chút rồi nói. Tiểu Triệu, chịu khó làm cho tốt, đồn công an Giang Miếu chúng ta thiếu người tài như cậu. Chuyện đánh bạc không giống đánh nhau, đến nộp tiền phạt đều là bà con của các con bạc. Nếu như là nộp phạt đánh nhau thì hầu hết lại là bạn của người phạm tội. Buổi sáng hôm đó Triệu Quốc Đống đã xử lý xong việc. Vốn xử lý nhanh là vi phạm nguyên tắc, Triệu Quốc Đống nghe theo ý Khâu Nguyên Phong nên không làm quá với hai người kia. Bảy con bạc thêm chủ quán nước thu được gần 5.000 tệ tiền phạt, thêm cả tiền đánh bạc thì tổng cộng là hơn 14.000 tệ. Đây là thu hoạch lớn nhất của đồn công an Giang Miếu trong 2 năm qua. Nhìn Tiết Mích Cầm mang theo chiếc cặp căng phồng lên xe, Triệu Quốc Đống có chút hâm mộ, nếu tiền này thuộc về hắn thì tốt rồi. Hôm qua ở khu miếu Ngưu Vương quận An Đô, hắn thấy không ít người quanh quẩn ở đó. Hắn hỏi Đường Cần thì biết bọn họ đang mua cổ phiếu chợ đen. Nhìn mấy tờ giấy dán trên cây viết là cổ phiếu An Nguyên, cổ phiếu thép An Cương, Triệu Quốc Đống biết bắt đầu đến cao trào của cổ phiếu chợ đen. Trong ấn tượng của hắn thì cao trào cổ phiếu chợ đen đến mùa xuân 1993 sẽ đến đỉnh cao, lúc cao nhất thậm chí còn gấp 10 lần giá gốc. Cơ hội kiếm tiền trong đó làm người ta muốn điên lên, nhưng Triệu Quốc Đống lại không có tiền. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể. Triệu Quốc Đống vô thức nhắc đến câu châm ngôn kinh điển này. Chuyện khai thác cát không thể kéo dài, vấn đề thủ tục thì đơn giản nhưng làm như thế nào kiếm được mối bán lại làm Triệu Quốc Đống có chút đau đầu. Triệu ca, có điện thoại, là nữ. Nhìn vẻ mặt mập mờ của đám đội viên dự bị, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu cầm máy mà nói. Alo, ai đó? Ồ, mới đi có vài ngày mà không nhận ra sao? Giọng nói ngọt ngào trong điện thoại làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Đây không phải Đường Cẩn, cũng không phải Khổng Nguyệt và Hàn Đông, vậy là ai? Bây giờ hình như chỉ có mấy cô gái trẻ liên lạc với mình mà. Điện thoại làm đổi giọng nên tôi không nghe ra. Triệu Quốc Đống, bạn quên ai đưa bạn ra bến xe sao? Giọng bên kia lộ rõ vẻ tức giận. Hả, Tiểu Mạn à, nghe ra rồi. Xin lỗi, mình không ngờ bạn lại gọi điện tới. Mình còn nghĩ đã bị đội cảnh sát hình sự quên rồi. Triệu Quốc Đống liền giải thích. Tiểu Mạn là để ông gọi sao? Còn nói nữa, ông đi lâu như vậy mà không gọi về cho đội là sao? Nghe đối phương gọi mình là Tiểu Mạn, mặc dù là qua điện thoại nhưng Đồng Mạn vẫn động tâm. Ôi, có tin tức gì mà liên lạc chứ, cũng chỉ là mấy việc đâu đâu. Ai cũng biết người nào cũng có thể làm. Ồ, cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất. Triệu Quốc Đống uể oải gác chân lên bàn. Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thì người ta cảm thấy thời gian trôi qua khá chậm. Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Hoàng Hóa Thành vừa về đội thấy Đồng Mạn nói chuyện vui vẻ liền có chút ghen ghét. Đồng Mạn giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu đối phương không được cắt ngang cuộc nói chuyện của mình, sau đó cô tiếp tục nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Hôm nay Triệu Quốc Đống nói chuyện rất phong phú làm Đồng Mạn không ngừng cười khanh khách. Người này đi đến đâu cũng không cam lòng ngồi yên, mới đến Giang Miếu vài ngày mà đã làm lãnh đạo phòng chú ý rồi. Một lúc lâu sau Đồng Mạn mới bỏ máy xuống, Hoàng Hóa Thành không nhịn được cơn ghen ghét trong lòng nhưng vẫn phải ra vẻ rất bình tĩnh mà nói. Đồng Mạn, nói chuyện với ai mà vui như vậy? Triệu Quốc Đống chứ ai? Đồng Mạn không để ý một tia lạnh lùng trong mắt Hoàng Hóa Thành. Quốc Đống ư, cậu ấy sao rồi? Hoàng Hóa Thành cố ra vẻ thân thiết. Vừa nãy tôi đến bên kho bạc thì gặp chị Tiết ở đồn công an Giang Miếu đến đó nộp tiền. Ôi, hơn 14.000, bí thư Mã đang hỏi sao đồn công an Giang Miếu lại nộp nhiều tiền lên như vậy. Chị Tiết nói hôm qua Triệu Quốc Đống dẫn người bắt một đám đánh bạc. Triệu Quốc Đống lúc này đúng là làm mấy người chúng ta nở mày nở mặt, ngay cả bí thư Mã cũng khen Triệu Quốc Đống. Đồng Mạn ngọt ngào nói. Vẻ mặt Hoàng Hóa Thành càng thêm lạnh lùng, thằng danh Triệu Quốc Đống này bị đầy đến Giang Miếu mà còn có thể gặp may như vậy sao? Nhìn Đồng Mạn vui vẻ như vậy, Hoàng Hóa Thành rất khó chịu. Hắn và Triệu Quốc Đống cùng học ở trường cảnh sát, nói về thành tích khi thi thì hắn tốt hơn Triệu Quốc Đống, điều kiện gia đình cũng tốt hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng thằng danh Triệu Quốc Đống này chẳng những còn tán được em Đường Cẩn là hoa khôi của trường, xem ra Đồng Mạn cũng có tình cảm tốt với đối phương. Mình cố gắng lấy lòng Đồng Mạn mà ả không động tâm, cứ đùn đẩy, không thì nói vẫn còn trẻ chưa suy nghĩ đến việc này. Nếu như Triệu Quốc Đống mà tán Đồng Mạn, không chừng ả lập tức nhào vào lòng Triệu Quốc Đống. May là Triệu Quốc Đống có Đường Cẩn, nếu không tia hy vọng cuối cùng của mình cũng không còn. Hừ,
bị đầy đến Giang Miếu, tao xem mày còn nhảy được bao lâu. Đường Cẩn còn thèm mày ư? Hoàng Hóa Thành lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng. Quyển 1, chương 28, đầu mối. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến thứ 6. Đàm Khải đã về và mang tới một vài tin có giá trị. Nhà vợ Trương Tam Hoa ở bên xã Đại Quan Khẩu, nhưng mấy anh em vợ của y lại rất hiền lành, không giống người làm việc trộm trâu. Nhưng có một tên anh họ tay chân không sạch sẽ, từng bị phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu điều tra. Đàm Khải còn tìm được một đầu mối, đó là Trương Tam Hoa có quan hệ mật thiết với một tên thường xuyên vào tù ra tội ở bên huyện Bình Xuyên. Gần đây có người thấy tên mới ra tù kia lảng vảng quanh khu gần thị trấn Giang Miếu và xã Thổ Lăng. Triệu Quốc Đống liền báo cáo đầu mối này với Khâu Nguyên Phong, Trương Tam Hoa là kẻ tình nghi mặc dù được xác định nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực. Tên mới ra tù kia cũng có quyền lợi hợp pháp, không thể vì nghi ngờ đối phương mà bắt lại thẩm vấn. Nếu muốn động tới thì phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không dù có bắt đối phương lại thì cuối cùng cũng phải thả người. Triệu ca, biện pháp duy nhất là ôm cây đợi thỏ. Đàm Khải cầm điếu Asima mà Triệu Quốc Đống đưa tới, chậm hút và nói. Ôm cây đợi thỏ đương nhiên là tốt nhưng chỉ sợ vài chục hôm cũng không có động tĩnh gì. Triệu Quốc Đống sao không biết nếu là người bình thường bắt về thẩm vấn một lúc là lộ sơ hở ngay. Nhưng tên mới ra tù kia có nhiều kinh nghiệm đối mặt cảnh sát, không có bằng chứng xác thực đừng mong hắn khai ra. Tôi cảm thấy có chút đầu mối. Hai thôn này sát núi, bây giờ thời tiết nóng nên dân chúng sẽ phải đi tát nước nhiều. Nếu như hắn muốn ra tay thì sẽ tránh đường nhiều người qua lại, vậy còn con đường duy nhất là vào núi. Dọc theo được núi là có thể đến được địa phận huyện Bình Xuyên. Đàm Khải nếu không nắm chắc thì bình thường sẽ không nói. Ừ, cậu có nắm chắc không? Triệu Quốc Đống có chút động tâm. Ha ha, cái này khó nói nhưng nếu không làm thử thì tôi không cam tâm. Đàm Khải cười nói. Được, tôi sẽ đi nói với sếp Khâu, hai người một tổ tính cả tôi nữa. Chúng ta bỏ ra nửa tháng xem sao. Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Có cần gọi thêm người bên phòng an ninh xã Thổ Lăng không? Đàm Khải do dự một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không, tôi không phải không tin phòng an ninh xã Thổ Lăng, nhưng Trương Tam Hoa có quan hệ rất rộng ở đây, hơn nữa rất cảnh giác. Nếu như làm hắn thấy người của phòng an ninh xã Thổ Lăng đi gác đêm thì có lẽ chuyện này không thành. Mọi người vất vả một chút, nếu thật sự phá được án thì tôi sẽ mời riêng mọi người uống rượu. Hứa Tú Cần có chút yêu thương nhìn Triệu Quốc Đống đang nằm trên giường mà ngủ. Không biết sao Triệu Quốc Đống về đồn công an có vẻ vất vả hơn ở đội cảnh sát hình sự. Suốt ngày thức đêm, về nhà là lăn ra ngủ. Sắp đến bữa trưa nhưng bà không đành lòng gọi hắn dậy. Triệu Quốc Đống đang có giấc mơ đẹp. Trong mơ có những người xuất hiện không ngừng làm hắn hoa mắt. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, Hàn Đông, thậm chí còn có Đồng Mạn thì hắn đều muốn ôm lấy bọn họ nhưng không bắt được. Khó khăn lắm mới bắt được một người thì lại phát hiện chỉ túm được áo cô. Cô quay lại thì chỉ mặc bộ đồ lót mà chạy. Là Khổng Nguyệt sao? Triệu Quốc Đống lao mạnh tới đè cô xuống dưới người mình nhưng đột nhiên đối phương lại biến mất. Triệu Quốc Đống tỉnh lại và có chút nuối tiếc ưỡn lưng. Các nước Ả Rập có thể lấy bốn vợ thì hay thật. Nghe nói mấy bộ tộc châu Phi còn có thể lấy mấy chục vợ, chỉ cần anh có thể nuôi được vợ. Hắn cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Đường Cẩn đã có vài ngày không gọi điện cho hắn, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng. Hôm qua hắn định gọi nhưng lại nhịn, đối thủ chưa xuất hiện thì đây có lẽ là so về tính nhẫn nại. Ăn cơm xong, Triệu Quốc Đống định lên giường ngủ tiếp thì nghe thấy bà mẹ nói chuyện với ai đó. Khổng Nguyệt, cháu tìm Quốc Đống sao? Quốc Đống ở nhà, vừa ăn xong, cháu vào nhà ngồi chơi. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng dậy thay quần áo đi ra. Khổng Nguyệt đứng trước chỗ giặt quần áo. Cô mặc váy màu xanh lục, chân đi đôi giày cao gót màu trắng trông thật quyến rũ. Cô buộc tóc, tay cầm quyển sách. Khổng Nguyệt, vào nhà ngồi chơi. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh thấy không có ai. Trời hôm nay nắng nên mọi người đều ở nhà mà nghỉ, chỉ có mấy nhà đi đến Ninh Giang bơi. Mấy em của bạn không có nhà sao? Khổng Nguyệt đi vào phòng Triệu Quốc Đống rồi nhìn xung quanh. Đi bơi hết rồi, trời nóng như vậy mà không sợ cháy da. Triệu Quốc Đống bạt quạt cho mát. Tối qua bạn về à? Khổng Nguyệt thấy hình như Triệu Quốc Đống mới dậy. Ừ, tối qua đồn có việc, sáng nay mình ngủ bù. Bạn định ngủ thêm cả chiều nữa sao? Khổng Nguyệt có chút nuối tiếc mà nói. Người đẹp tới thì con sâu ngủ đã bay mất rồi, sao có thể ngủ được nữa?
hơn 10 năm sau câu này là rất bình thường nhưng lại làm Khổng Nguyệt đỏ mặt. Quốc Đống, mình phát hiện bạn sau khi làm cảnh sát thì miệng càng lúc càng trơn. Sau khi đến núi Vân Thai, Khổng Nguyệt và Hàn Đông cũng thi thoảng gọi đến đồn công an tìm Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống nghe điện mà không dám tùy tiện trả lời, phải cẩn thận nghe ra tiếng ai mới trả lời. Quan hệ giữa hắn với Khổng Nguyệt và Hàn Đông cũng trở nên kỳ lạ, điều này làm Triệu Quốc Đống vừa lo vừa vui. Con người không nên sống quá buồn mà, có phải không? Cái này gọi là hài hước. Vậy chiều nay bạn định làm gì? Khổng Nguyệt ra vẻ tùy ý mà nói. Nếu không có việc gì thì chúng ta đến thư viện đọc sách chứ. Được, cuối tuần thư viện nhà máy có mở không? Triệu Quốc Đống đã lâu không đến thư viện của nhà máy dệt. Mở, chẳng qua không có ai. Yên tĩnh càng tốt, chỉ có hai chúng ta càng tốt hơn. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý khiến Khổng Nguyệt vui mừng và có chút lo lắng. Thư viện rất yên tĩnh, ngoài một người quản lý sắp về hưu thì không còn ai khác đến đọc sách. Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ngồi đối diện với nhau. Khổng Nguyệt đọc sách chính trị, xem ra cô chuẩn bị thi tại chức.